Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức truyện ngắn Bạn câu của tác giả Nguyễn Minh Ngọc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. chiều thứ sáu hàng tuần Tấn thường dông ra phố lượn một vòng xe Rồi quành lại táp vô mấy cửa hiệu bán đồ nghề câu cá Ở đây có đủ món Từ chiếc cần câu vài chục đến hàng trăm ngàn Thậm chí có cái tiền triệu Giá nào cũng có Hàng nội, hàng tàu Rồi hàng Đài Loan, hàng Nhật chính hiệu Bày ra ngang ngát khiến cho người xem cứ hoa cả mắt. mê mẩn ngắm mớ cần câu mới khử, tấn định bụng chờ tích cóp được một món tiền khơ khớ thì sẽ thừa luôn một chiếc cho bỏ những ngày ao ước. Chủ tiệm là một người đàn bà xinh xắn Chạc ngoài ba mươi, có đôi mắt lúng liếng cặp má ưng ửng nụ cười mủm mỉm. Trông nàng giòn tựa một quả táo chín cánh đàn ông vẫn hay kiếm cớ tiện chỉ để ngắm dung nhan nàng rồi kín đáo quay đi nuốt cục thèm răng xuống bụng mỗi khi gặp tấn nàng luôn đon đà giọng nàng ấy ngọt lịm và mềm như khúc mía tím anh giai cứ lựa thoải mái đi vừa mắt cái nào cứ cầm về người tiền sau cũng được nói đoạn nàng nheo mắt nom tướng anh trai là sát cá phải biết nhá. Người phong độ thì phải sắm hẳn vài cái cần câu xịn á, cho thiên hạ lác mắt chứ lị. Tấn cười hì hì. Tôi thì sát cái quái gì chứ, hệ cứ buông mồi là cá chạy mất tiêu. Đôi mắt lá răm của nàng cứ dài ra như thể châm chích, cù cứa và da thịt kẻ đối thoại. Rồi nàng dấn thêm. Nếu em mà không nhầm Thì anh trai thuộc hạng sát đủ thứ Nhưng hơi bị thỏ đế Đúng không Cứ vậy Nửa đùa nửa thật Lâu dần tấn thành khách quen Có lần Tấn thử tạt vào một tiệm khác Trên cùng một con phố Chỉ vẩn vơ lựa mấy dây cước Hoặc là mua thêm ít lưỡi câu Với mớ mồi làm bằng thứ sợi màu cũng là một cách tiêu khiển cho hết thì giờ ứ đọng vô bổ. Khôn khổ cho lũ cá, biển cả mênh mông nhường ấy mà chúng vẫn bị mắc lỡm bởi đám bồi giả có sắc màu sặc sỡ. Đương khi mê mải kiếm tìm, tự nhiên anh cảm như có gì nhôn nhột từ phía sau. Ngoảnh lại thì bắt gặp ánh mắt lem lẻm như dao cau của cô nàng táo chín cách đó vài chục thước đường chiếu tướng bữa nay lúc trở về tấn cho xe chạy nhẩn nha dọc con đường biển uốn lượn như một khúc cong tuyệt mỹ trên thân hình của thiếu nữ vừa tuổi dậy thì anh vừa phóng tầm mắt nghiêng ngó trời biển hóng ngọn gió từ khơi xa thổi vào mà đoán định thời tiết hôm sau. Giữa dòng người và xe cộ hối hả đan nhau, non tấn vẻ như thư nhàn lắm. Dường như anh chẳng hề vướng bận gì đến công việc gia đình như phần lớn những người đàn ông khác. Thực ra thì cũng không hoàn toàn phải vậy. Trong gia đình, Tấn vẫn là người đàn ông chu toàn và đầy trách nhiệm. Anh chẳng nề hà hay bỏ bê việc nhà theo kiểu khoán trắng cho vợ con. Nhưng chả hiểu sao, năm nào cũng vậy, cứ áp Tết là Tấn lại thấy đầu óc trống rỗng, lòng day dứt buồn. Chẳng có cách gì để giải khuây được. Tử lượng của Tấn vốn thuộc hàng ngồi mâm dưới, vì thế anh không thể mượn hơi men để tiêu sầu. Hát sướng ồ ề thì anh ghét cực có khi suốt cả tuần dù chả tha thiết gì chuyện ăn uống mồm miệng nhạt thếch nhưng tấn vẫn cảm thấy bụng dạ bí bích rất khó ở công việc hàng ngày cứ đều đều buồn tẻ ở chốn công sở khiến anh chán ngấy lên tận cổ cứ ngỡ bỏ nghề giáo nhảy sang làm khoa học ngang xương thì nhẹ cái đầu nhưng hóa ra trời đất đâu cũng vậy tới cơ quan trường mặt với những mưu mô thủ đoạn lắm khi rất đỗi bần tiện đành phải chung đụng với thói tật giả lả xum xoe một bậc đàn anh cười nửa miệng bảo tấn nên học cách sống chung với lũ là vừa kẻ sĩ thời nay đã hiếm thì chớ nhưng chính bởi cái sự muốn yên phận mà lắm người cứ tự mình hèn đi nhiều lắm thôi thì giữa đám đông ngậm miệng ăn tiền cho xong vừa cha mất gì của bọ, vừa lại được yên thân. Có khi lại còn được yêu, được quý nữa chứ chứ. Chẳng hiểu cái anh khoa học nước mình rồi sẽ đi đâu về đâu. Nếu cứ nhìn vào cung cách hoạt động của cơ quan tấn thì nẫu lắm. Năm nào cũng ồn ào xét duyệt, rồi lập hội đồng nhớn hội đồng bé rộn ràng công bố nghiệm thu hàng vài chục đề tài, nướng tiền tỷ của nhà nước xong xuôi cả mớ công trình kia được xếp vào tủ sắt làm giường hạnh phúc cho lũ gián ngự chả thế mà trong giới vẫn lưu truyền câu tự trào đầy chua chát rằng con đường khoa học nghĩ mà kinh một thằng bảo vệ chín thằng khinh tân thấy mình lạc lõng và cô đơn tất cả chỉ vì anh không chịu té nước theo mưa. Suốt ngày lo đón ý xếp, cốt để hành xử sao cho phải phép. Chẳng có lấy chút chính kiến nào. Tay trưởng phòng, cậy cục huy động cả tá đệ tử giúp dập. Mãi rồi cũng tậu được mảnh bằng tiến sĩ. Vừa vinh quy, gã đã làm như thể rạch trời rơi xuống vậy. Tên gã là Trần Hội, nhưng Căng Phi Dít in không giấu, Dr. Chan Hoi. Chẳng kể lạ quen, gặp ai, gã cũng lấy các ra tặng. Lắm người lầm nhầm. À thì ra nghe hoi. Tưởng đùa, lâu dần hóa ra tục danh và không sao cải chính được. Nhưng chan hoi thì phởn trí lắm. Bã đầu gã cũng lên mặt dạy dỗ thiên hạ. Rằng thì làm cái anh khoa học thời nay là cứ phải đi tắt đón đường. Nghe đến lỗn cả ruột. Bao chuyện bi hài khiến Tấn không chịu nổi. Anh tìm đến làm bạn với chiếc cần câu và biển dã Dường như đại dương bao giờ cũng rộng lượng với con người. Đối mặt với biển cả, lòng người như được tắm gội thanh sạch và nhuẩn nhị hơn. Tấn xin nghỉ phép năm cùng tháng tận trong khi thiên hạ hối hả sắm tết vậy mà tấn lại sách câu ra biển kể cũng lạ và vẻ như hơi bị ấm đầu tuy bực bỏ và ấm ách lắm nhưng vợ tấn không dám để lộ ra mặt hàng chục năm chung sống thị ngán cái thói gia trưởng với tính khí nóng như lửa của chồng người đâu mà cộc cằn mà sắt đá đã nói là cấm cãi, định làm gì thì nhất quyết phải làm cho kỳ được. Sau bữa cơm chiều, khi hai đứa con còn chơi đùa trí chóe, vợ dọn rửa xong lên ngồi coi tivi, thì Tấn bắt đầu cặm cụi ở góc sân. Phải chuẩn bị chú đáo, kỹ lưỡng, từ khâu làm mồi, buộc lưỡi câu, đến kiểm tra cái vợt rồi túi lưới. Mỗi loại cá có một kiểu mồi khác nhau, chẳng thể tùy tiện dùng chung được. Tấn ưa dùng mồi cá cơm than. Anh mua nguyên cả mớ đem về để ráo nước, rồi sóc qua chút muối cho săn, gói cất vào tủ lạnh. Lúc nào đi mới lấy ra. Sửa soạn xong đâu đấy, thì xếp gọn các thứ vào một túi, rồi treo đúng chỗ quy định. Cấm tiệt không một ai, kể cả vợ con, được quyền rờ dẫm hoặc là bước qua đồ nghề bạn câu của tấn khá nhiều thường dân công chức lính tráng văn nghệ sĩ rồi hưu trí đủ cả họ gặp nhau ở chỗ là thầy đều coi chuyện câu kéo như một thú chơi nhàn chẳng toan tính lỗ lã phơi mặt ra trước biển nước mênh mang cả hội có đủ thứ chuyện để mà kháo nhau mà cha phải nhìn ngang ngó dọc rồi sắt lắm khi oang oang cãi nhau như mổ bò mặt đỏ tía tai thậm chí phùng mang trợn mắt nhưng rồi chẳng ai lấy đó làm điều chỉ sau một vài lần trò chuyện cánh thợ câu đã biết về nhau tuốt luốt hiểu nhau từ chân tơ kẽ tóc thế nên chỉ cần ai đó vắng một buổi câu là đã điện thoại ý ới hỏi thăm rồi nhắn nhe các kiểu trong nhóm tấn quý nhất là anh quyến Dạo mới gặp nhau, Tấn để ý thấy người đàn ông đeo kính cận lơ ngơ này thường hay nhìn chăm chăm vào một chỗ, vẻ như muốn xiên thủng mọi vật. Có bận ngồi câu mà tâm trí anh này phiêu bồng tận đầu đầu đâu, đến nỗi cá rỉa mồi sạch trơn mà cũng chả buồn giật. Hỏi Giang mới biết, Quyến từng là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng ở bệnh viện X, một tay giao hàng đầu rất được đồng nghiệp nể trọng. Vì dám đấu tranh chống lại những việc làm sai trái của ban giám đốc bệnh viện, Quyến bị khép vào tội, gây mất đoàn kết nội bộ. Và ngay lập tức, đương sự được ưu ái cử lên suối đá, sung vào bộ phận chăn bò và đuôi heo. Chịu hết xiết, ông bác sĩ đành tặc lưỡi xin nghỉ hưu non. Trong lúc chờ giấy phép, mở phòng mạch tư, Quyến chọn cách đi câu để thư giãn vừa luyện tính kiên nhẫn lại vừa xả stress rất hữu hiệu buổi đầu thấy tay câu mới còn lóng ngóng vụng về tấn phải hướng dẫn tỉ mỉ mọi thao tác từ cách móc mồi đến cuốn dây câu cá biển nó khác với câu cá nước ngọt ở sông hồ cương nhu tùy lúc nghề câu cũng lắm công phu phải hiểu đặc tính của từng loại cá thì mới hòng bắt được nó. Có hôm, quyến giật lia lịa mà chẳng dính được lấy một chiếc vảy cá nào. Thế vậy, cuối buổi câu, Tấn chủ động sớt qua trong bác sĩ một ít cá. Chẳng ai bảo ai, các thành viên của nhóm cũng tự động làm vậy cả, gọi là san sẻ chút chút để lấy thảo. Thoạt tiên, quyến cứ dãy này chối từ nhưng thấy mọi người chân tình nên cuối cùng anh cũng vui vẻ nhận. Nghĩa cử nho nhỏ ấy đã gắn kết cả hội với nhau. Ngồi lặng trên chiếc bè của ông chủ nuôi tôm hùm lồng, tấn chăm chú dõi theo mồi câu đương dập dành. Bên cạnh là bác sĩ Quyến và Tùng Mập, một sĩ quan đường tại ngũ. Thêm ông văn sĩ họ Đào vừa mới xin nhập hội. Thế là đủ bộ tứ. Mọi bận, họ chỉ buông câu quanh quẩn ở gần cầu cảng. Bữa nay, cả nhóm nổi hứng bướn thuyền sang tận gành mũi kê. Thôi thì, coi như đánh bạc một keo với ông trời vậy. Được ăn cả ngã về không? Họ mang theo bánh mì, xôi, cơm nắm và nước đủ dùng cho cả ngày. Trời hanh mà lại xe xe lạnh mù khô đặc quánh răng ngang lưng chừng núi nhìn trời tấn khấp khởi mừng thầm trong bụng để giết thời gian cả bọn thi nhau kể chuyện tiếu lâm quái lạ quẩn quanh một chạp rồi cũng lại quay về chuyện đàn bà nghe tấn kể về cô nàng táo chín mới quen ông nhà văn tưng tửng rõ <laughs> phí sao đệ không buông câu cá đương say mồi rồi gật gù. Bóng gương lấp ló trong mảnh, cỏ cây cũng muốn nổi tình mây mưa. Ngừng một lát, văn sĩ họ đào bỗng hướng về ông bác sĩ, cặp mắt nheo nheo miệng ư ử ngâm ngợi. Đường tác hợp trời kia run rùi, trốn làm sao cho khỏi nhân tình. Thôi thôi, ngoảnh mặt làm thinh, thử xem con tạo gieo mình nơi nào. Cũng không thể làm ngơ, quyến quay sang bắt chuyện. Hình như thơ của cụ ôn như hầu thì phải. Ông nhà văn liền vỗ đùi đánh đét một cái. Tuyệt! Tôi chịu ông đốc rồi đó nha. Này, các vị ạ, à, tài hoa đến cỡ như cụ Nguyễn Gia Thiều mà văn cứ bị nhà trịnh vùi dập tả tơi cụ sinh năm Tân Dậu 1741. Mà tôi nghiệm thấy, xưa nay cánh đàn ông tuổi dậu, phàm anh nào có tài thường bị rời đầy phải chịu kiếp long đong lận đận mãi. Thế mới lạ chứ. Nguyễn Du, rồi Phạm Thái, đều vậy cả. Tấn lầm bẩm một mình. Cầm hèn chi nhác thấy họ đào vừa nhổm người đứng dậy khiến cho tấm bè lúng liếng, tùng mập láu lỉnh. Cẩn thận đấy, nhà văn các bác là rất dễ xảy chân. Ừ, còi vậy mà cũng khó lắm đã. Ông nhà văn cười thú vị bởi câu kháy của chàng trẻ tuổi. Tại này có vẻ thông tỏ giới cầm viết đau để gần trưa áng chừng mấy cái giỏ lưới rong cạnh bè đã khẩm tấn nâng lên ướm thử cái nào cũng chừng hơn chục ký chứ không ít chúng đậm rồi toàn cá dìa với cá mú con nào con nấy to vật vã bác sĩ quyến còn giật được cả một con nhạch to bằng cổ tay dài gần cả thước tùng bập cười tít mít ôi vậy là tết này xôm rồi anh em mình có cá ăn nhè. Bây giờ, mù khô vẫn dày đặc như một thứ hồ dán ai vô ý làm đổ loang ra giữa vòm trời. Mặt biển bình lặng và thản nhiên như không. Từng con sóng nhỏ lao sao đùa dỡn xô vào thành bè, tạo nên những tiếng vỗ nhẹ ỉ oạp. Chút nắng hanh hao, không đủ xua đi cái lạnh hun hút, gai người. Đúng ngọ, cả hội thu câu, giải lao, đổ sang đi. Ai đó kêu lên. Chủ bè chạc ngoài bảy mươi gương mặt nhầu nhĩ mái tóc trắng như cước. Từ non trưa, ông đã lúi húi nhóm cái lò than giúp cánh thợ câu nướng cá làm mồi nhậu. Khói trắng bay mù mịt, ho sắc sụa. Của nhà làm được, ăn no, những con cá rìa đem bọc lá chuối kẹp vỉ nước trên lửa than, mỡ chảy xèo xèo thơm điếc cả mũi. Văn sĩ họ đào lôi chai rượu nếp trong ba lô bày ra. Mọi người xoa tay, ngồi xếp bằng, vòng quanh mâm rượu được trải bằng tờ báo. Cò độc một cái ly nên cứ phải chuyển tay nhau. Ừ, thế mới sướng chứ. Tấn ra rượu, kính lão đắc thọ, mời bác nâng ly trước. Ông chủ bè cảm động giơ hai bàn tay sần sùi dày cộp lên đỡ chung rượu đưa lên ngang mặt. Mời các chư vị tao nhân, tôi xin vô phép trước ạ. À. Cái ly được truyền đi giáp vòng theo chiều kim đồng hồ. Ông nhà văn khà một cái ngon lành rồi chép miệng lẩy hai câu. Vốn đã biết cái thân câu trọ, cá no mồi cũng khó nhử lên. Câu trọ là câu làm sao hả à, bác? Tùng mập thắc mắc. ai à, tức là phận câu ké câu ghé. Ở đây, cụ Nguyễn Sa Thiều muốn ám chỉ cái thân phận của đám cung nữ hầu hạ trong phủ chúa. Ngừng một lát, văn sĩ họ đào lại tiếp được anh em cho nhập hội. Tôi xin cạn ly này. Nói xong, ngửa miệng lên trời. ực ừ một cái. Cái cần cổ phơi ra tài tái. Cứ thế, đến phiên hai người ấy đều phải dốc cạn. Mọi người xì xụp bóc cá chấm muối tiêu. Tiếng suýt xoa, tiếng chẹp, tiếng hít hà xem chừng khoái trá. Tùng bập bèn cao hứng hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn cuộc nhậu đến hồi cao trào thì bỗng chuông điện thoại di động trong túi áo của tấn gieo vang mặc kệ cứ chén cây đã khi nhạc chuông đổ đến lần thứ ba thì mọi người đều vảnh tai và dừng cả lại bác sĩ quyến gắt nghe đi nghe coi có chuyện gì chứ Tấn chùi tay vô giấy báo rồi móc điện thoại kề tay. Tiếng vợ ca cẩm. Anh, anh có định cho mấy mẹ con em ăn Tết nữa hay không thì báo. Chừng như thấy hơi quá lời. Đầu dây bên kia, chị chàng liền trùng xuống dịu giọng Nếp nát em ngâm cả rồi, lá xong thì cũng đã rửa. Thôi, nhà liệu về sớm sớm để còn gói bánh rồi nấu cho kịp. Bà mẹ con em thì con nước ngọ luôn. Ông nhà văn lấy tay quệt miệng. Thôi, anh em à, coi mỏi cạn hết chỗ này rồi liệu đường bà phán. Ơ, ờ, phàm là gia đình, vợ con thì chớ có xa đà. Già néo, đứt cước là lãnh đủ đó nghe. Bác sĩ Quyến giọng tỉnh rụi. À, phải đó, mai là ba mươi Tết rồi, về còn lo cúng kiếng nữa chưa Tùng mập hưởng ứng. Trong khi tấn cùng cả hội thu dọn đồn đoàn, ông chủ bè mặt buồn hiu. Tết này, tôi ở luôn ngoài đây. Thế, có chư vị nào rảnh thì ra lai dai. Ừ, nhất định tụi này sẽ kéo nhau ra ông anh cứ chuẩn bị mồi cho thiệt xôm vào nhé văn sĩ họ đào vỗ vỗ vào vai ông chủ bè những cái bắt tay thật chặt chiếc thuyền từ từ quay mũi lúc gần vào tới bờ bác sĩ quyến đột ngột thông báo đúng ngày khai hạ bùng bảy tết tôi sẽ khai trương phòng mạch buổi chiều tôi sẽ khao mọi người một chầu túy lúy ở quán bò lúc lắc ấy có chịu không nào tất cả cùng gật cái rụt nhất trí ha ba người đã ngồi lên xe máy tấn còn nấn ná lùi lại một chút phố xá ồn ào khoác bộ cánh tết mướt mát hiện ra rở rỡ ngay trước mặt cơ man nào là mai đào quất hồng thược dược dòng người và xe cộ vẫn hối hả đan nhau trên con đường biển. Một cú va quệt bất ngờ, tuy nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến cho người phụ nữ mang khăn che mặt đang điều khiển chiếc lết loạn trọn mất lái, đổ vật xuống bên lề đường. Một chú gà trống lông đỏ tía non rất đẹp mã vừa sông xa thừa cơ vùng chạy tháo thân. Nó rún mình đập cánh bay tót đến bức tường cao và thoát cái đã mất hút phía sau dãy nhà kho mất rồi hắn sàng khoái cất tiếng gái chào tự do o o o, o. trong khoảnh khắc dập bã trầu đấng đương nhìn và chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì nghe một giọng nói rất quen bay sát sạt ở phía sau rõ chán mớ đời cho nhà anh dai quá sau anh không đuổi bắt nó dùm em Giờ thì kiếm đâu ra gà để mà cũng tất niên hở rời Tưởng ai Lại hóa ra là cô nàng táo chín Đang rền dĩ vì xót của Tấn lóng nóng đỡ nàng dựng xe dài Thôi đừng tiếc nữa Coi như của đi thay người Thôi được rồi, để rồi anh thường cho nhà anh có hẳn một đàn gà sống thiến. Người yên lành thì xuân khắc đến. Ừ, thèm vào, thèm vào cái giống gà thiến nhà anh. giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi đến chúng ta chuyện ngắn Bạn Câu của tác giả Nguyễn Minh Ngọc. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên chuyện ngắn này. Quý vị và các bạn thân mến, có thể cảm nhận một quan điểm sống của những nhân vật trong chuyện ngắn Bạn Câu mà chúng ta vừa nghe qua việc nhân vật chính tìm đến gần với thiên nhiên bằng thú chơi tao nhã là câu cá. Điều này khiến chúng ta liên tưởng tới thi sĩ Nguyễn Khuyến. Khác là nhà thơ Nguyễn Khuyến thì một mình một chiếc thuyền câu bé tí teo cùng nỗi niềm riêng chung. Còn nhân vật trong chuyện ngắn này không ẩn giật như vậy mà tìm đến một thú chơi giữa mênh mông trời nước biển cả với một nhóm bạn cùng chung sở thích. Xem ra thú chơi này cũng thượng đẳng lắm bởi không chỉ tránh xa trốn bụi trần với những bom trên chúc tụng tặng quà cầu danh cầu lợi ngày tết mà còn thoát khỏi những lo toan vất vả thường nhật một chuyện ngắn nhẹ nhõm không có cốt truyện cách kể tưng từng, cài cắm những câu thơ phú một vài chi tiết dí dỏm ở đầu và cuối chuyện với việc thấp thoáng một hình bóng gia nhân cô nàng táo chín không khí tết không khí mùa xuân tràn vào trong chuyện truyền một tinh thần lạc quan tươi vui yêu đời đầy sức sống chuyện ngắn gửi gắm một cách nhẹ nhàng thông điệp về nhân sinh quan một quan điểm sống trong những ngày đầu xuân sớm cuộc sống thực sự có giá trị khi con người ta được sống gần với thiên nhiên tâm hồn được trong lành vui vẻ vật chất là một phần của cuộc sống chứ không phải là tất cả đến lúc con người cũng phải biết buông xả chứ không phải là chạy theo la vào thứ vật chất đầy ứ ở ngoài kia như một quán tính khó dừng các bạn thân mến chừng nào con người còn biết đau khổ còn răng xé tự vấn thì còn khát vọng vươn tới thiên lương với ý nghĩa đó mời các bạn nghe chuyện ngắn trước cửa là biển của nhà văn nguyễn hiệp Tôi đánh thêm dấu hoa thị đen trước tên một chuyện ngắn trong bản danh mục các chuyện đã gửi đăng báo. Rồi thở ra ngao ngán, nhìn lướt các tiết chuyện đều kín cả ba dấu hoa thị. Xanh, tức đã gửi đăng các tờ tin chuyên ngành và báo địa phương. Đỏ, tức đã gửi đăng báo tỉnh. Đen, tức là gửi cho một tỉnh khác ở xa cách tỉnh đã đăng trước đó và đã đổi tên chuyện. Cả nửa năm nay, tôi chưa viết nổi một trang văn chỉ loay hoay tính toán vắt kiệt những đồng nhuận bút ít ỏi trên những trang viết cũ dịch của mình. Tôi cơm gạo đến mức chưa bao giờ dám cắn miếng to hơn miệng mình, cứ lai dai gọng nhắm nỗi buồn vui của mình, để có những trang viết tầm tầm, lách kỹ để không động gì đến ai. Vậy mà điều đó giờ cũng khó khăn, đôi khi ngẫm lại thấy buồn cho mình. Nguyên thời gian dài, tôi đã quá lệ thuộc vào sự đăng tải quá lệ thuộc vào những đồng nhuận bút ít ỏi. Giờ muốn viết một điều gì đó thật tâm, hết mình để gửi cho báo văn của Trung ương, lại rơi vào tình trạng lực bất tỏng tâm. Biết làm sao được. Nồi cơm của hai cha con chỉ trông hết vào đó. Tôi thầm mỉm cười chua chát với cách thường ví von của mình. Một trang văn đang được, có nghề phải biết chế biến sao cho chất lượng thịt và rau vừa phải Văn tôi mấy năm nay độ nhiều ra quá Biết nhưng đành chấp nhận Vậy mà bạn bè có người nhận xét Anh đụng chân rồi Thì lại tiêu nghỉ mặt mày Đôi lúc vào nhà vệ sinh Đi ngang qua miếng kính tráng thủy Liếc thấy tóc mình muối nhiều hơn tiêu Mường tượng thân xác mình Bắt đầu có mùi đất mùi ngang Làm như sông mũi cay cay Nóng nóng Tuổi này rồi còn gì Lừa người khác còn được Chứ lừa mình sao nổi Tôi đang chìm trong mớ bỏng bong lo nghĩ ấy thì giật mình vì tiếng mô tô đột ngột rổ mạnh trước cửa. Biết là con gái mình đi làm về mà sao vẫn cứ giật mình. Con bé ao vào nhà mang theo luồng gió nồng nặc mùi son phấn và rượu bia. Tôi không buồn ngẩng lên, đưa tay đùa mấy cái phong bì chưa rắn tem lại rồi thổ thổ trên mặt bàn. Mày lại say hả con gái? hỏng dám say đâu ba, nó ngồi phịch xuống cạnh cái băng dài hàn giáp từ những vỉ sắt và trụ sắt cũ vừa dùng để ngồi viết, vừa uống trà, vừa ăn cơm luôn. Tôi quay lại nhìn nó, tóc đẫm keo, môi bôi son màu chỉ bóng đến rờn rợn Tôi lắc đầu. Con bôi chi cái màu môi gớm ghét vậy con? Ông già lạc hậu, một đó, huyền bí mê hoặc và rất biếu ôm. Nói xong nó bung lên cười. Cái con này! tiếng cười con gái mà nghe nhửa nhựa tôi định nói gì đó với nó chợt tiếng cười im bặt nó cố ngồi thẳng lại vẻ quan trọng rồi thỏ tay sâu vào áo thun chỗ khe giữa hai bầu phú kẹp hai ngón tay cặp lôi ra từng tờ giấy bạc cong queo tôi định quay mặt nhìn chỗ khác nhưng rồi như bị trời trồng để cho mọi động tác nhỏ của nó in hẳn lên mắt nó đặt từng tờ bạc lên chồng bản thảo của tôi xoay bàn tay dựng lên rồi miết từ từ. Những tờ bạc vẫn ương bướng quăn queo. Nó miết lại lần nữa, rồi lại kẹp hai ngón tay thò sâu vào, lấy ra tờ bạc cong cuốn nhăn núm khác. Mỗi lần như thế, tim tôi lại nhói một cái. Tôi hình dung đến những bàn tay lông lá to ù của bọn bậm gái, cố gắng nhét những đồng tiền bo vào thật sâu, để mua chút khoái lạc khi tiếp xúc với phần ngực nở nang của con gái tôi. Khi ủi xong tờ bạc cuối cùng, nó cầm lên xoay xoay rồi xìa hai tờ mười ngàn đo đỏ trước mặt tôi. Ông già hết tiền mua tem gửi bài, phải không? Ba tự lo được mà con. Tôi ngồi nhìn hai tờ mười ngàn đo đỏ để trên chồng bản thảo trong trạng thái bần thần tê dại cả người. Đến khi tắt đèn ngả lưng, chùm kín mền lên mặt, nước mắt tôi mới bắt đầu ứa dịn tháng nay từ ngày nó đi bán bia ôm tôi không dám thắp nhang cho má nó tôi thật có lỗi với bà ấy bằng tuổi nó má còn là một cô bé trong sáng vậy mà giờ đây tại tôi tại tôi bất tài vô dụng tại tôi hết trong mền bàn tay tôi tự nhiên co rút lại đưa lên ngực rồi cứ thế ấn mạnh vào ấn đến cong người thắt thóm đau nhói tim can. tôi khóc rưng rức trong bụng nhưng không dám bật thành tiếng, sợ nó nghe thấy. Chăn trở mãi. Qua gà gáy canh ba, tôi mới chợp mắt được tí chút. Dạo này, tôi hay nghĩ về má nó, nên trong giấc mơ tôi thường thấy bà ấy khi còn trẻ. Đó là những kỷ niệm giúp tôi giữ được thăng bằng khi một ngày mới bắt đầu. Bao giờ tôi cũng bắt đầu giấc mơ bằng hình ảnh ngôi nhà trên đảo đèn. Đó là ngôi nhà xây từ thời Pháp thuộc, nguyên dưới nền nhà là một hồ chứa nước mưa khổng lồ, nên trong nhà mát lạnh quanh năm. Ngôi nhà này còn một điều đặc biệt nữa là mở cửa ra đã chạm tới biển. Điều đó đặc biệt đến nỗi tôi hay lầm dầm một mình mỗi khi nhớ nhớ trước cửa là biển. Sau tôi thường nhắc chừng con gái mình bằng câu ấy, khi thấy lo lo trước những cạm bẫy đầy rẫy ngoài đời. Tôi nhớ có lần nhập tâm đã viết đâu đó trước cửa là biển, đương nhiên sân nhà là biển. Mở cửa ra, đã thấy mênh mông trước mắt. Mở mắt chào buổi sáng, đã gặp phải sóng gió dập dồn. Đóng cửa chạm buổi chiều. Biển vẫn còn âm ào, liếm ướt gót chân. Ra khỏi cửa, đã không tìm được trốn nương thân. Má nó ơi, rồi đây, nếu con nó đòi mãi, tôi chiều nó bán nhà, thì bà sẽ về đâu? Tôi sẽ mang bàn thợ bà theo, bà cố tìm theo, tôi sẽ hương khói cho bà. Dạ rồi, thấy nghĩ cái gì cũng xù xì, nhiều tầng, nhiều lớp. Cái khuynh hướng nội tại hóa chết tiệt ấy của con người mà ai cũng mang thôi. Chứ thường thị biển là một viên ngọc, nhiều lúc lặng lờ đến mê người ấy chứ. Khi tôi mới sinh ra, nhà tôi còn là chiếc thúng chai linh đinh, nay bãi này, mai bến nọ, thì cửa nẻo gì. Bốn bề là biển, Ừ mà nếu ví biển là cuộc đời đầy sóng gió, thì ta cũng từ đó mà đi chứ đâu nữa. Hồi đó, ba má tôi là những người xấu xấu. Trong một cơn bão biển, họ đã đi mà không về. Tôi còn đò hòn được gửi cho các chú ở đảo đèn trông coi và trở thành thành viên bất đắc dĩ của cái thế giới không có đàn bà đó. Khi đã trở thành một cậu chàng vạm vỡ cao to, tôi mới trèo thúng vào đất liền học chữ. Những buổi biển lặng như mặt ngọc êm ả, à, vừa đủ cho ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Tôi trèo thúng chai ra khỏi chân đào đến mấy gầy đá, rồi neo thúng nằm nghiêng người trên tấm ván gác mà học bài. Trong một lần như thế, tôi bỗng nghe có gì va lộp cộp vào mạng thúng, trồm người dậy, thấy cái chai, định bụng cầm lên ném ra xa. Chợt tôi sự người, vì thế trong chai có mảnh giấy mà miệng chai cũng nốt kỹ. Tôi tháo mớ dây thun, mới bóc được lớp ni lông bao quanh miệng chai. Trên tờ giấy vở học trò vàng đục, là mấy dòng chữ nắn nót tròn trịa kiểu con gái. Ba ơi, con nhớ ba. Nhận thư này ba về liền với con nha ba. Con Lê Thị Hai. Tôi đọc xong ngực chợt nhói đau. Tôi cũng nhớ ba má tôi, những người đã ra đi trên biển và không bao giờ trở về nữa. Một thời gian sau đó, có một sự kiện thôi thúc tôi tìm bằng được người con gái có tên là Lê Thị Hai. Hôm ấy, tôi trèo thúng chai ra hòn trứng để nhặt trứng chim về cải thiện bữa ăn. Hòn trứng, đúng như cái tên của nó. Trứng của các loài chim biển nằm la liệt, trứng lẫn trong các hòn cuội, trứng giải rác từng cụm trong các bãi đá san hô. Trứng trắng, trứng hồng, trứng xanh, trứng ngọc xanh điểm tím, ngọc trắng điểm vàng lấp lánh dưới những tia nắng thả từ trời cao. Khi đã lấy vừa đủ, tôi long khom mở dây neo thúng thì dựng lại. Trong kẹt đá, cả bầy chai lọ đủ kiểu đang tập họp. Làm như nơi đây, đây, đang có cuộc hội hè đình đám của thế giới chai lọ. Cả chai và lọ đang nhảy múa vặn vẹo theo cơn giật cục của sóng nước. Tôi bước tới nhặt một cái chai lên nhìn, rồi nhặt cái khác một cái khác nữa tất cả đều có thư bên trong tôi biết chủ của những bức thư này tên gì nhưng vẫn mở vài cái coi thử tôi chợt thấy thương cô bé chưa quen biết này quá tôi định lên thúng trèo thẳng vào bờ tìm cô ta nhưng sóng cứ giật ngang bãi tám bàn tôi loay hoay đang tìm cách thì tiếng gà chợt gáy vang vọng có tiếng lục đục của con gái tôi đang rửa mặt đánh răng làm tôi thức dậy giấc mơ dở dang nhưng chất chứa đầy đủ một thực tại huy hoàng đã qua trong đời tôi làm tôi bàng hoàng giây lâu không biết từ khi nào tôi muốn nhớ lại quá khứ đều phải nhờ vào giấc ngủ kỷ niệm có thật mà lại như mộng mị cũng những hình ảnh ấy mà trước đó tôi chỉ cần nhớ lại là lập tức có một hiện thực được tái hiện đầy đủ trong trí nhớ nay chỉ có thể nhớ dễ dàng duy nhất một điều là trí nhớ mình đã kém cỏi có người nói đó là triệu chứng cho biết mình già thật rồi. Trời sáng bạch, mặt trời lên cả cây xào. Con gái tôi đã đi làm từ lâu. Tôi vẫn ngồi trước bình trà được ủ ấm trong trái rửa khô cưa nắp. Tôi thấy đỡ hơn với câu chuyện quá khứ, nhưng lại không thể chịu nổi sự cô đơn của mình, nên với miệng gọi anh Tư San Hô nhà bên cạnh sang uống trà. Anh Tư San Hô cua cua bàn tay hộ pháp, các ngón tay chai bụng bẻ be vàng chảy như bụng con dông hương anh khó nhọc chế thêm trà vào hai chiếc cốc rồi đặt bình trà ngay ngắn trong trái rửa khô cắt nắp anh có tâm sự gì mà ngó mặt mày bơ phờ vậy tôi định kể khoe anh chút quá khứ vừa hiện về trong giấc mơ chờ tôi trần trừ thay đổi ý định có gì đâu anh chừng chừng cho có bạn chứ có gì đâu vô thường nhất đáng vạn sự hưu Tôi sợ không kêu nhau, rồi một buổi sáng nào đó, mọi chuyện kết thúc, không kịp kêu nhau đó mà. Tôi lại định trong bụng khi nào giấc mơ được nối tiếp trọn vẹn. Sẽ kể cho anh Tư San Hùng nghe luôn thề. Nên cả buổi sáng đó, chúng tôi chỉ uống trà với vài câu nói bưng cua về thời tiết, về mấy cái triệu chứng bệnh già. Đêm sau, tôi đang loay hoay với trang viết. Tôi đặt một câu chuyện tuổi mới lớn của mình vào thực tại chiều tà cuối đời. Rồi chăm chú suy nghĩ quanh nó, giả sử mọi điều quanh nó mãi mà không viết nổi nửa câu văn. Tôi nghĩ nhiều về con gái tôi, một đóa hoa tỏa hương bằng cách nào? Hương sắc nó ra sao? Không phải vì nó muốn như vậy, mà vì tự trong bản chất của nó là như vậy phải không? Hay do hoàn cảnh tác động, như trường hợp con gái tôi, tâm trí nó bị rối loạn bởi quá nhiều nhu cầu thúc bách, quá nhiều dòng chảy đan xen tác động nên mới dẫn con bé tới con đường đó nó đòi bán nhà để mua xe để làm ăn để đổi đời cơ hội chỉ một lần mình bán mới mong có đổi đời bán rồi chỗ đâu mà nhang khói cho má hở con người khuất mặt khuất mày cũng cần chỗ để đi về chớ bà về đảo đèn đi ba mang bàn thờ theo dễ ợt mà bà viết làm gì cho mệt mấy đồng mấy cọc ba không nỡ con không tiếc nuối chỗ mình lớn lên sao con tiếc nuối để rồi nhục nhã thu bạn thua bè cả đời à người ta làm ăn lên ao ao mình có bo bo dưới cái nghèo mãi vầy sao ba cố gắng tìm cách khác ba sẽ nhờ mấy anh bạn giới thiệu cho con một việc làm đàng hoàng không nếu ba không thương con nữa con sẽ đi bán bia ôm và nó làm thật tôi viết văn nói những điều cao đạo. Còn con gái mình lại xa vào con đường lầy lội nhớp nhúa như vậy. Trăm ngàn nhát dao đã đâm vào tim tôi. Tại tôi, tại tôi bất tài vô dụng mà đẩy con bé tới nước này. Đang lúc đó thì con gái tôi ảo vào nhà. Hôm nay, trong ngọn gió của nó mang về, ngoài hơi hướm rượu bia, son phấn. Còn thêm, cặp mắt lấc láo và một bộ dâu cắt tỉa tươm thất của một anh chàng mà nó giới thiệu là bạn trai con mới quen đó ba. Thằng trai kia đưa mắt quét qua các góc nhà. Con gái tôi lắc đầu rồi kéo tay ra ngoài hiên. Chúng nó sầm xỉ gì đó với nhau đến tận khuya. Cuối cùng rồi con gái tôi cũng vào nhà. Nó lại cố ngồi thẳng người vẻ quan trọng. Rồi thỏ tay sâu vào áo thun. Chỗ khe giữa hai bầu phú. Kẹp hai ngón tay cặp lôi ra từng tờ giấy bạc cong queo chợt nó xà vào ôm cổ tôi. Ba ơi, con khổ quá ba à. Nó quả lên, tôi rưng rưng, trở đất rưng rưng, tất cả nhòe nhòe trong nước mắt và nỗi đau. Bàn tay tôi tự nhiên co rút lại đưa lên ngực, rồi cứ thế ấn mạnh vào, ấn đến cong người thắt thóm, đong nhói tim gan. Tại tôi, tại tôi hết, tại tôi bất tài vô dụng, không nuôi nổi một đứa con thành người đàng hoàng con gái tôi chợt rụi mắt lia lịa ba à hay là ba nói tới đó nó bỏ lừng bối rối đi vào buồng ngủ tôi chờ nghe tiếp lời của nó nhưng chỉ có sự im lặng vài cơn gió chợt lồng lên đập vách phên phành phạch tôi ngả lưng cùng với tiếng thở ra kéo dài tôi cố nối lại giấc mơ giang dở đêm trước đó là phương cách để cố nguôi ngoai nỗi đau vì sự bất lực của mình Vậy mà suốt đêm đó, trong giấc mơ chập chờn nửa thật nửa mơ của mình. Cố gắng lắm, tôi cũng chỉ nhìn thấy lại hình ảnh khi lần đầu tiên tôi được gặp cô gái tên Lê Thị Hai là mẹ đứa con gái bây giờ. Đó là một cô gái rách dưới lang thang, mang một cái túi rút dây màu nâu đất trước ngực, luôn đỡ đôi mắt điếng dại nhìn chằm chằm ra biển. Đám choai choai con gái chủ ghe thường lấy cô bé hai tội nghiệp ấy làm mục tiêu cho thỏa thích sự nghịch ngợm trong các trò ma quỷ của chúng. Chúng ném cát, chọc ghẹo. Thường hai vẫn nhịn nhục đi sang chỗ khác để lại được yên ổn đứng ngóng đợi điều gì đó ngoài khơi xa. Chợt một con cá đuối bằng hai bàn tay theo cơn sóng lị vào bờ. Đám trẻ kia liền nhào tới vây giáp chúng hò nhau sắp ăn được một con cá như được một trò chơi mới trong ngày. Nhưng ngay lúc ấy, chẳng biết bằng sức mạnh tiềm ẩn nào, hai đã băng ra gạt phăng tất cả. Hai dùng hai bàn tay ôm con cá bé nhỏ vào lòng rồi lội băng đi trước những cái miệng há hốc của bọn trẻ. Khi nước đã ngấp ngé ngực, hai thì thầm điều gì đó rồi từ từ thả tay ra. Hai đứng nhìn mãi con cá quẫy mình bơi đi. Tôi hỏi vài người và với đó chính là hai. Một ngư dân già kéo lưới dùng nói với tôi, ở đây chỉ có con hai lang thang, nó hay lượm chai tấp vào bờ, rồi viết cái gì đó bỏ vào chai, ném trở ngược ra biển. Tội nghiệp, con cái nhà ai mà tội quá, chắc nó đi tìm người thân. Gà lại gáy vang, tôi lại thức giấc, lại ngồi bần thần chiếc cháy rửa khô cắt nắp và mân mê mãi cốc trả trên tay. Vài lần tôi liếc qua bàn thờ vợ nhưng không dám nhìn lâu tôi thấy đỡ hơn với câu chuyện quá khứ nhưng lại không thể chịu nổi sự cô đơn của mình nên với miệng gọi anh tư san hô nhà bên cạnh sang uống trà vừa đặt người xuống ghế anh tư san hô đã hỏi anh nghe gì chưa nhìn vẻ mặt hớn hở của anh tôi đoán đó là một tin vui quả thật như vậy anh vội vàng người ta vừa thông báo nay mai sẽ khai thác mỏ dầu sư tử đen ở ngay ngoài biển mình đây. Ống dẫn dầu sẽ đặt ngay làng này, nơi đây sẽ thành khu du lịch nổi tiếng. Anh biết không, mấy tay cán bộ biết trước giáo giết đi săn mua đất cả tháng nay mà mình có hay gì đâu. Đất bây giờ có giá lắm đó. Anh kể tôi nghe chuyện một người bên phố mướn được một cô bé giúp việc. Đã trao đổi, hai bên đã thỏa thuận cách thức và tiền công Người chủ đợi nửa tháng không thấy con bé đến nhận việc nên nóng ruột tìm đến nhà. Con bé ra đón với đôi môi trẻ ra còng cớn. Tôi mới bán đất được 800 triệu, tôi cũng đang tìm người mướn để sai vặt đây. Người chủ trên phố điếc đầu nghe mà không tin vào tay mình nữa. Tôi nghe vậy thì hay vậy. Đã lâu, những chuyện như thế không còn làm tôi quan tâm hay hàn học nữa. Có chăng chỉ là trong bụng thấy mừng mừng cho quê hương mình có cơ hội phát triển câu chuyện của chúng tôi lại cũng chỉ xoay quanh vài câu nói bưng quơ về thời tiết về mấy cái triệu chứng bệnh già đêm đó con gái tôi lại đi làm về nó lảo đảo ào vào vịn vai tôi rồi thả phịch người xuống nền xi măng mày lại say hả con gái hỏng dám say đâu ba nó lại cố ngồi thằng vẻ quan trọng rồi thỏ tay sâu vào áo thun chỗ khe giữa hai bờ phú, kẹp hai ngón tay cặp lôi ra từng tờ giấy bạc cong queo. Tôi thật bối rối, cảm giác mình là một thằng ăn bám dâng lên nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Tôi đang có tội với con mình, phải tại tôi. Tại tôi bất tài vô dụng mà đẩy con bé tới nước này. Bà có biết con khổ lắm không ba? Có, có, ba biết, nhưng... Bà có thương con không hả ba? Con, bà xin con, ba biết làm gì bây giờ? Sao ba có thể thở ơ trước nỗi đau của con? Ba biết làm gì bây giờ? Ba là người sống với quá khứ, nhưng con là người của hiện tại, con cần tiền. Con bé gạo lên, tôi chết chân người. Con! Sao ba không hỏi, có đồng tiền nào cho con mà họ không nhét vào chỗ đó không? có không con tôi mếu máu, bị lôi cuốn bởi một lực quán tính không còn biết mình nói gì tiền cha con mình sống cả tháng vừa rồi đều lấy ở đó ra cả ba ơi hu cũng có lần không lấy ra từ đó nhưng còn nhục hơn ba à một người khách rú tiền vào tay con một cách đàng hoàng chỉ có người đó một lần duy nhất hôm ấy nó khóc ré lên có một gã sờ mó con bạo tay hơn cả. Gã bóp nắn vô vập như một tên khát đàn bà lâu ngày. Gã cuồng loạn và buông những lời văn vẻ cài lương, gã đã say. Còn chống trọ mãi không xong, cuối cùng con nói. Thưa thầy, thầy không nhận ra em sao thầy? Thôi đừng kể nữa con. Không, con phải kể. Đến khi đó, hai tay ông ta mới chịu rớt ra khỏi cơ thể con. Ông ta rúi tiền vào tay con rồi. Con ơi, ba lạy con thôi mà. Đó là thầy dễ con môn văn hồi lớp 6. Thầy của con ba ơi, ba nghe chưa? bà lạy con, lỗi của ba. Ba bất tài vô dụng nên đẩy con vào tình cảnh này, con ơi. Ba, con chán làm nghề này quá rồi. Con chán lắm, nhục lắm. Ba phải cứu con. Mình bán nhà nghe con. Con có tiền sẽ làm việc đàng hoàng, phải không con? Ba ơi! nó gào lên ôm mặt đứng dậy ngả nghiêng đi vào buồng ngủ tôi bẩn thần ngã phịch người xuống cái băng dài hàn giáp từ những vỉ sắt và trụ sắt cũ bàn tay tôi tự nhiên co rút lại đưa lên ngực rồi cứ thế ấn mạnh vào ấn đến cong người thắt thóm đau nhói tim can tại tôi tại tôi hết tại tôi bất tài vô dụng không nuôi nổi một đứa con thành người đàng hoàng để cho con phải chịu đau khổ tủ nhục đến mức đó. Sáng hôm sau, khi đã trải qua một đêm thức trắng, tôi kể với anh Tư San Hô tình cảnh của cha con tôi đêm vừa rồi. Tôi hỏi anh, nếu bán căn nhà này có đủ tiền để giúp con bé thoát khỏi cảnh khổ không? Anh Tư San Hô im lặng khổ lâu rồi hỏi lại, anh định về đâu? Đảo đèn, anh nhớ má con bé à? Một năm trôi qua, kể từ ngày nhà văn giả thất thểu về tá túc ở đảo Đèn. Người viết lại chuyện này tình cờ có chuyến đi chơi ở đó. Trước căn nhà bỏ hoang sát biển, căn nhà có một hồ chứa nước mưa khổng lồ dưới nền. Tôi đã gặp một ông già suốt ngày ngồi cặm cụi loay khoái viết gì đó vào những trang giấy vở học trò rồi thả xuống biển. Đứng nhìn từ xa, cứ thấy thỉnh thoảng ông đưa tay với ra xa một tờ giấy vàng đục trao đảo bay lên rồi đáp nhẹ xuống mặt sóng. Một hình ảnh giống lễ phóng sinh, phóng sinh những trang giấy. Tôi có nhặt vài tờ lên xem, nhưng chẳng thấy gì nhiều. Chỉ một câu được lặp đi lặp lại. Trước cửa là biển. Chỉ vậy mà trí tò mò của tôi bị đánh thức. Tôi đã làm quen với ông già và lần lượt hỏi thăm được mọi chuyện như vừa kể khi đã trở nên thân thiện, ông còn say sưa kể cho tôi nghe chuyện tình cảm của mình với má con bé đó, một chuyện tình lãng mạn và lắm nhiêu khê của miền biển xa xôi nghèo khổ này. Hạnh phúc chẳng tẩy gang, người vợ đã bị băng huyết trong một đêm mưa gió bão bùng. Khi người ta đặt cô ấy lên võng khiêng đi dọc bãi biển để đến trạm xá, cô ấy đột ngột nắm vói tay ông nói trong nước nghẹn: "Anh dáng nuôi." con sụp em. Anh nhớ, nó là con gái. Cuộc đời đầy những cạm bẫy đó anh. Bàn tay ấy từ từ lơi dần và buông thõng giữa đường. Kể tới đó, những nếp nhăn trên đôi má già nua của ông dồn ép lại. Và một dòng ánh sáng bàng bạc, anh ánh loan ra dọc sông mũi bên phải. Nước mắt được phát ra từ một cái gì đó cạn cùng khô quắt. Ông hỏi tôi nhưng chẳng phải để tôi trả lời. Anh đã được ai thương chưa? Nếu một người nằm xuống cái ngày người ta rút dây ném cho nắm đất mà chưa được yêu thì quả là một cuộc đời bất hạnh, vô nghĩa, vô lý lắm. Thượng đế sinh ra con người để làm gì vậy? Thưa là để chứng minh tình yêu có thật. Đúng là một nhà văn, ông ấy không có tuổi già khi nói về tình yêu. Tôi thầm nhận định về ông như vậy khi nhìn thấy mắt ông chợt sáng lên. Chỉ duy lúc ấy tôi mới thấy như vậy. Thời gian còn lại, Đôi mắt ghê như hai khung cửa của một căn nhà chất chứa quá đủ sóng gió vũ phàng. Người viết chuyện này tự dưng dùng mình thấu cảm nỗi đau đớn lo lắng của người cha dành cho con gái trên những tờ giấy phóng sinh trước cửa lãm biển. Trước cửa là biển thật, tôi chợt lắng tai nghe tiếng sóng biển xa dần xa dần không phải đó là tiếng thổn thức tiếng âm vang gào thét của hoài bão của ước mơ giữa không gian im lặng mà tôi vừa có được trong cái náo nhiệt ồn ào bất an của cuộc đời tôi mường tượng ánh sáng lấp lóa trên đầu sóng như những hoa thị đủ màu đang nhảy múa trên từng trang văn đầy âu lo Hùng Sơn vừa thể hiện chuyện ngắn Trước cửa là biển của nhà văn Nguyễn Hiệp. Biên tập viên Anh Thư có đôi lời cảm nhận về chuyện ngắn này. Trước cửa là biển, đó là một hình tượng, một cái tứ đi suốt tác phẩm, vừa giống như điểm tựa, vừa mở ra bao ngẫm ngợi. Biển có khi êm dịu, song cũng vô cùng dữ dội. Đa phần con người chúng ta sinh ra, lớn lên và trưởng thành đều phải đối diện với sóng gió trong hành trình này có người may mắn gặp sóng êm bể lặng có người ập ngay vào bão lớn có người cập bến có người lại không thể vượt qua cuộc đời muôn ngàn lối rẽ muôn ngàn tình huống thiếu một chút may mắn một chút nghị lực một chút thông minh một chút thức tỉnh cũng xô đẩy con người ta vào những hoàn cảnh khác nhau Nhân vật chính trong truyện ngắn này là một nhà văn già cô đơn, nghèo túng, cả đời ôm nỗi đau khó tỏ bày, chia sẻ. Nỗi đau mất đi người mình yêu thương, nỗi đau gà trống nuôi con, nỗi đau khi nhìn thấy đứa con gái duy nhất vật vã, mâu thuẫn giữa vật chất và danh dự. Nhưng chính ông cũng vẫn phải tiêu vào tiền của con, những đồng tiền nhỏ nhĩ, mang hơi rượu bia son phấn do những người khách trốn ăn chơi nhét vào ngực cô gái. Những chàng văn không thể cứu được cha con ông, cảm giác bất lực, bế tắc, uất ức như có thể sờ được, chạm được, song cũng như nhiều nhân vật khác trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Hiệp. Dẫu cuộc đời không ưu ái họ thì bằng sự tự vấn, bằng khát vọng luôn hướng tới thiện lành, họ đã và sẽ vượt qua được thử thách để một ngày nào đó mở cửa ra thấy trước mặt biển bình an trong xanh. Các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn nghe Khánh Bạc Len Keng, một chuyện ngắn mang nhịp điệu xa vời, diệu vợi tác giả hữu vi người dân tộc thái ở con cua nghệ an lấy cảm hứng từ miền đất anh sinh ra và lớn lên một ngày mùa đông tôi chợt nảy ra ý định sẽ sửa một chi tiết nhỏ trong chiếc khánh bạc của nàng ngày ấy tôi ốm nằm tại cái lán dựng tạm giữa rừng của cánh thợ săn dưới gầm lán có con nai trúng thương đang nằm rên rỉ và ba con vượn bị trói nghiến tôi sẽ chỉ làm khác đi một chút thôi điểm thêm hình mặt trăng tròn vào bên cạnh cái ngôi sao đơn lẻ và những đường hoa văn chi chít nhìn đến rối mắt trên thân chiếc khánh. Một chút thôi, tôi tự nhủ. Mặc dầu đó là điều tôi không được phép. Làm vậy là phạm vào linh hồn nàng. Tôi và nàng đính ước. Chuyện đơn giản có vậy. Hệt như trò trẻ nhỏ ném con quay trên sân. Con quay xoay tít. Bọn nhỏ thích thú cười ngất rồi hứng nó lên tay cho xoay thêm ít vòng nữa trước khi bóp cho con quay chết hẳn. Chứng nhân mối tình của tôi có cây vả cổ thụ và một khúc sông răng. À, còn vầng trăng nữa. Trăng hôm đó thật kỳ cục, tròn vạnh và trời thì không một gợn mây. Nom mà buồn lòng. Nàng nói với tôi một lời giản đơn tưởng như là điều dư thừa. Từ dài không được rời nhau nữa nhé tôi chỉ cười và ghi chặt nàng hơn. Trong đầu tôi chợt hiện cái vì sao sáng lên lấp lánh lấp lánh. Cảm giác của kẻ đi săn lâu ngày trở về tay không, nay thì đang bìm cười với con mồi bắt được. Bóng tối đã đồng lõa với nụ cười của tôi, đắc thắng và mãn nguyện. Cuối cùng, tôi cũng làm cái điều mà ông cha dặn lại. Cởi chiếc áo ngoài khoác lên người nàng đó là kỷ vật ngày đính ước nàng gỡ chiếc vòng lía ở cổ quàng cho tôi nàng giữ cái còn lại trong tay lắc lên rộn rã cả một khúc sông chiếc khánh tôi vẫn mang theo đây nó hãy còn sáng bóng như vừa được lấy ra từ khuôn đúc bây giờ nó nằm gọn trong tay tôi ngoan hiền như chính nàng trong vòng tay tôi cái đêm đính ước trước khi vác súng đi lão cóng chủ phường săn có dặn kỹ tôi mày hãy ở nhà canh chừng cẩn thận mấy con thú đó hôm nay đi săn sẽ không cần đến mày đâu con gấu này khôn lắm đi đông chỉ thêm ồn ào nó chạy mất tôi gật đầu và trải tấm chăn ra lán tính ngủ một giấc cho lại sức những ngày săn bắn hãy còn dài phải biết lượng sức cái lán quay mặt xuống thung lũng buổi sáng mây ken dày trên cánh rừng dưới kia phải đến trưa tôi mới có thể nhận ra con sông xa mờ có cây vả cổ thụ dưới chân núi cạnh ngôi làng thân thuộc tôi nhắm mắt và hình dung thân thể nàng sáng mờ dưới trăng vào cái đêm đính ước nửa năm trước cây vả cạnh dòng sông vừa bị đốn đi tháng trước cách đây mấy hôm tôi đã thủ thị rằng thế là nhân chứng của chúng ta chết rồi và nàng cãi. Vẫn còn cái gốc cây này, rồi nó mọc chồi mới thôi. Nàng không nhìn tôi, mà nhìn vào gốc và cụt nguồn đứng chơ vơ, mặc cho dòng nước bào sói. Rồi bỗng dưng, nàng hỏi đến chiếc khánh bạc và luồn tay vào cổ tôi tháo chiếc vòng bạc cầm trong tay, lắc lên nghe lanh lành. Ngày mai đi rừng, anh nhớ mang theo nó đó nha. Em sẽ luôn đeo chiếc khánh của em trong những ngày xa anh. Nàng trả chiếc vòng bạc lại cho tôi và chạy hút đi. Bóng nàng lẩn vào đêm tối, tôi chỉ còn nghe tiếng khánh bạc vang lên lanh canh. Chính đêm ấy, tôi nằm mơ rất lạ. Tôi thấy mình biến thành thanh âm chiếc khánh bạc của nàng. Nàng lắc khánh và tôi bay lên cao mãi, cao mãi, rồi hòa mình vào một khoảng không vô định. Còn nay, bị trói nghiến dưới gầm lán đã tỉnh lại, bắt đầu dãy rụa. Phát đạn trúng bả vai lại bắn ở tầm xa không đủ để giết chết nó. Đây đã là lần thứ ba con vật tỉnh lại. Trước khi lên rừng lão cóng dặn kỹ tôi phải để tâm đến con nai, đừng để nó sống mất. Nếu đến chiều nó vẫn chưa chết, chúng ta sẽ có món tiết hòa rượu lão nói đến món tiết nóng hòa rượu khiến tôi hứng thú hẳn ngoéo tay lão giật giật liên hồi lão cười khùng khục phát mạnh vai tôi rồi quay ngoắt bước đi toán thợ san cũng nhập vội bát nước rồi bươn bà theo lão tôi tự nhủ phải thức đến chiều để canh chừng không để lũ vượn mò đến khiêng xác bạn chúng đi bọn vượn khi bị bắn không chạy trốn mà sẽ trở lại tìm cách cứu xác bạn. Đó là loài sống tình nghĩa nhất trong rừng. Lão có bảo vậy. Lão không biết rằng bọn vượn kia khiêng xác đồng loại về tổ và sẽ chia nhau ăn thịt. Điều này tôi từng nhìn thấy trong một lần cùng ông nội đi săn và đã mò vào sát tổ của bầy vượn mà chúng vẫn không hay biết. Chúng còn mãi lo chia nhau chén thịt một con vượn già sắp chết. Lần đó, chúng tôi đã hạ không dưới 10 con, toàn lũ tay dài, non sắc sược và dâm đãng. Con nai lại hực lên từng hồi và dẫy dữ hơn. Nó đang cố thoát khỏi cái dây chói một cách tuyệt vọng. Nó khiến tôi khó chịu quá. Vừa thấy thương hại, vừa muốn giết quách đi. Tôi cố nhắm mắt tìm kiếm một giấc ngủ, cốt chỉ để trốn tránh nỗi ám ảnh bởi tiếng kêu của con thú mà sao nghe giống con người ta khi hấp hối quá. Tôi nhớ đến cơn hấp hối của ông nội tôi ngày xưa cũng kéo dài đến nửa ngày. Người ta khi sắp lìa đời cũng như con thú xa cơ thôi, đớn đau và tuyệt vọng. Ông đã trả bảo như vậy từ cái ngày tôi biết tập tọng nghề săn bắn. Những người sống quyết liệt mới có được cái chết quyết liệt như thế. Lão có gì tay tôi nói thế sau cái buổi sáng người làng đưa ông tôi về bãi tha ma cuối bản. Nhưng cái chết của ông ám ảnh tôi dai dẳng đến nỗi, phải gần 5 năm, năm sau tôi mới đủ can đảm cầm khẩu súng đi săn. Trước ngày ông lìa trần nửa tháng, một buổi trưa nắng và vắng lặng, tôi được ông đích thân trao cho khẩu súng đã theo ông khắp các ngả rừng suốt gần bảy chục năm trời. Đời tao chỉ còn lại vậy thôi mày giữ lấy thằng bố mày không theo được nghề săn nó vô thần không sợ thần rừng thì thần vật chết nó thôi nó còn biết trách mình thôi ông nói rồi tự đổ rượu ra bát tu một hớp cạn veo tôi đón lấy nhận khẩu súng cảm giác như đang cầm một cục băng lạnh ngắt ngày hè vừa thấy sợ vừa thích thú tôi chỉ còn ông và mẹ là người lớn trong nhà người làng nể uy ông một người trong một đêm hạ đến hai con hổ việc trước nay chưa từng ai làm được chuyện về con voi trắng bị ông tôi bắn chết nhiều người cho là người làng phịa trên đời làm gì có thứ voi trắng tôi hỏi ông ậm ờ không nhận cũng không chối duy cái đêm ông bắn được hai con hổ thì tôi được chứng kiến Mày có muốn xem săn hồ thì chuẩn bị đi nha. Ông chỉ nói thế rồi cuộn thuốc hút, coi như đã xong chuyện với tôi. Đến chiều, ông thắp trước bàn thờ ba nén hương vái xin thần rừng và lấy súng ra lau chùi cẩn thận như khi xưa người ta chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tồn. Bữa chiều, tôi ăn qua quýt vắt xôi rồi cùng ông ngược núi về phía dãy trường Sơn phía bên kia đã là nước Lào. Đến chỗ xác con trâu bị hổ ăn mất một nửa, thì ông bảo tôi dừng lại, chọn một cái cây cao trèo lên ngồi chờ. Đêm xuống rất nhanh, tối tăm đặc quánh. Mắt tôi như bị bưng kín bởi màn đêm, tai ù đi trong tiếng gió rít. Ông đội nói chắc như đinh đóng cột. Nó đến đây, làm tôi run lên vì sợ, cả vì hồi hộp nữa nó đi đôi. Ông bảo, cứ để bọn chúng say mồi và say tỉnh đi đã, rồi ta hẵng ra tay. Nó đã ăn mất con trâu to nhất hợp tác xã. Một mạng trâu ta phải đòi lại hai mạng hổ. Nói rồi, ông tụt khỏi cái chạc cây. Tôi toàn leo xuống thì ông ngăn lại. Mày chỉ ngồi xem thôi. Chưa kịp nói thêm lời nào Tôi đã bị ông nắm vai ấn xuống chặt cây Thế là buộc phải yên vị Ông cũng bất hút vào màn đêm phía dưới chân tôi Con Nai lại rên lên và dãy rủa Lần này nó khiến tôi phải thò đầu nhìn xuống gầm lán. Nó đang dần lại sức và đang cất đầu lên kêu tác tác ngó tôi sợ hãi. Con nai khiến tôi hào hứng đến lạ. Tôi nghĩ đến món tiết hòa rượu, một thứ thuốc quý giúp con người ta mạnh khỏe, uống vào, gân cốt săn chắc, leo đèo, không biết mệt. Ôi, những con nai tội nghiệp, cái phận của chim buông là vậy rồi sinh ra để dành thỏa mãn cơn khát máu của con người. Tôi thích thú với ý nghĩ này rồi tự dưng nhớ đến cái khánh bạc treo trên vách láng. Tôi với tay lấy xuống và bắt đầu công việc tạo tác của mình. Con dao nhọn đi rừng được dùng thay cho con dao chạm bạc. Tôi nắn nót gọt tỉa và cuối cùng cũng nên hình một mảnh trăng tròn vạnh tựa như hạt nước nơi chiếc lá sớm mai, bên cạnh là hình ông sao mà nàng hằng gợi ca là sao bắc đầu xanh biếc ở chân trời phía bắc. Ta chỉ thấy vào những đêm trời trong và không có sương mà thường là vào mùa hè. Tiếng động mạnh dưới gầm lán khiến tôi giật bắn mình buông rơi cả con sao và chiếc vòng bạc. Ôi, con nai đã thoát ra không biết cách gì nó dứt đứt được sợi thừng như ngồi phải tổ kiến đất tôi bật dậy và lao theo con thú với một nỗi thất vọng tràn trề ôi con thịt vậy là mi thoát đi rồi tôi muốn gào lên câu ấy nhưng chỉ dồn tức giận vào bước chân con vật đã khuất dạng sau tán lá thật là xúi quẩy tôi điên cuồng lục lọi từng bụi cây nhánh lá trong nỗi thất vọng con dao vung lên loang loáng phạt đứt những cành cây tỏa ra ngăn lối tôi sẵn sàng cho con nai một nhát chết tươi nếu mà đuổi kịp nó mãi đến gần trưa khi rẽ một đám lá lấy lối đi thì tôi phát hiện có dấu máu những giọt máu còn tươi nguyên chưa kịp đông lại điều này nói lên rằng con thú đang ở rất gần đây chưa đi đâu xa cả tôi thận trọng rẽ lá tiến lên. Ngọn lửa hứng khởi của kẻ đi săn đã được nhóm trở lại. Tôi nín thở và chờ đợi. Rừng vắng lặng quá. Lúc này chỉ mong có tiếng động thân thuộc của loài côn trùng để xua đi nỗi sợ hãi đang ngày một lớn dần trong tôi. Cảnh vật dần sáng lên khi vầng trăng cuối tháng ló dạng mảnh trăng nhô khỏi rặng núi đằng đông thả xuống cánh rừng những luồng sáng mờ mờ thẳng tắp tôi đã lấy lại bình tĩnh đưa mắt nhìn lên triền đồi nơi có gốc cây còn nửa con trâu bị hổ ăn thịt vẫn nằm phơi xác mà tôi đã nhìn thấy đầu buổi tối tôi biết ông nội cũng đang nấp ở một xó rừng nào đó một mô đất hay bụi cây mắt cùng dõi về một hướng như tôi mây đã tàn hết và mọi vật sáng rõ như ban ngày. Dưới gốc cây cách chỗ tôi ngồi chừng hơn 10 mét, cặp sừng con trâu vẫn gách lên như khi nó nằm nhai cỏ. Bỗng nhiên, tôi ngửi thấy có mùi măng chua thối. Cảm giác đó đến bất chợt, khiến tôi dùng bình chăm chú quan sát. Những loài sống ở rừng là kẻ giấu mặt tài tình. Ta phải biết quan sát và thật hiểu rừng thì mới nhận ra chúng được mùi măng chua thối mách bảo rằng kẻ săn mồi đang ở rất gần đây. Tôi căng mắt nhìn ra cũng chỉ có rừng cây im ắng xanh thẫm dưới trăng. Rừng vẫn bình yên chở che những điều bí mật. Rồi con hổ bất thần xuất hiện. Cảm tưởng nó vừa từ dưới lòng đất chui lên. Sau này tôi mới biết đó là hổ cái. Tôi tiến đến bên xác con trâu ngó nghiêng hồi lâu rồi thản nhiên dứt thịt ăn ngon lành. Nó không hay biết thần chết đã trực sẵn chờ nó đến. Nàng bảo, hay anh đừng lên rừng đi săn nữa nhé. Anh chỉ đi một tuần trăng thôi mà, rồi lại về thôi. Con ma rừng không vật đổi anh đâu. Tôi nói, mắt dõi về hướng con đập nước cuối dòng vừa qua cơn mưa, nước thượng nguồn đổ về tràn quát đập ào ạt suốt ngày đêm. Nàng lấy tay bịt miệng tôi. Anh không được nói gở. Mong sao các ngài không nghĩ ngợi gì mà xá tội cho anh. Tôi chỉ cười nhấc gùi nước lên vai cho nàng rồi cùng đi về làng. Năm nay lúa chín sớm. Từ ngày lễ cơm mới tôi đã phải về ở nhà nàng. Ra Tết khi kiếm đủ tiền cưới nàng thì nàng mới thực sự thuộc về tôi. Mẹ tôi cũng đang đợi ngày mình có con dâu. Tôi nhắc lại, chiều nay anh lên rừng với lão con đấy. Nhưng tối qua em mơ lạ quá à. Ngừng một lúc lâu nàng lại tiếp lời. Em mơ thấy hai đứa mình cùng biến thành một thứ tiếng vang nghe đến chói tai như là cái khánh bạc vậy. Rồi cả hai đứa bay lên, em kêu mãi vẫn không dừng lại được tôi lại đùa ngủ nhiều thì mơ nhiều chứ sao tôi mới được nhập phường săn nên không thể vắng mặt trong chuyến lên rừng này nếu không đi lão cóng sẽ loại tôi khỏi hội săn bắn của lão ngay tục lệ đã quy định vậy tiếng súng vang lên và tôi buông tay ngã ngửa ra sau mắt nhắm nghiền chính sợi thừng ông nội buộc quanh người đã giữ cho tôi khỏi rơi xuống đất rồi tôi nghe tiếng ông hét lên bên tai mày làm sao vậy tôi mở mắt nhìn xuống ông lại tì súng lên cành cây nổ liền ba phát sau đó là tiếng con thú nó giống lên vang động núi ngàn tiếng ông thản nhiên xong rồi tôi viện đến nhánh cây đu lên cái gì xong vậy nhỉ chết rồi hai con hổ ông nhắc lại sau bữa rượu ăn mừng chiến tích của ông nội cha tôi bỗng trở nên câm lặng không nói thêm một lời nào nữa ba ngày sau cha trốn đi không bảo với ai một lời tôi đi tìm khắp các xó rừng gọi khàn cả giọng nhưng biệt vô âm tích Gần năm sau có người nói cha về ở tại một nông trường nơi đóng quân ngày xưa mãi tận miền Nam xa tít. Mẹ tôi cất công vào đến nơi nhưng không ai biết cha tôi nữa. Lại có người nói nhìn thấy cha trong một lần đi bắt ong. Họ bị một bầy vượn tấn công rồi cướp hết mật lấy đi. Chúa bầy vượn ấy là một con dã nhân mặc áo vỏ cây non mặt quen lắm một người bảo còn nhìn rõ cái sẹo to tướng án chán của ông ta thấy tôi hắn còn giấu mặt kia mà một người trong bọn họ quả quyết nói vậy thế là cả tuần liền tôi bỏ học mang gạo sách nỏ lên rừng tôi đi tìm cha lại gọi đến khản cả tiếng đáp lời tôi chỉ có tiếng vách đá và tiếng con cú rúc ban đêm sau chuyến đi ấy tôi ốm một trận nhưng khi hồi phục lại tôi cũng không thiết tha gì chuyện đi tìm cha tôi nữa cũng như ông nội tôi dần quên cha tôi phát hiện ra con nai đang núp trong bụi cây rong giềng bên một lối mòn xem ra nó cũng khôn ngoan thật biết chọn nơi người ta ít ngờ tới nhất để nương thân nó đã kiệt sức không còn có thể chạy trốn được nữa. Tôi đút con sao vào bao và mỉm cười trêu ngươi nó. Con vật nhìn tôi không hề run sợ. Dù sao thì ta đã cùng đường. Có lẽ nó nghĩ vậy. Cơn giận trong tôi chợt bốc lên ngùn ngụt. Tôi bổ tới, túm lấy con nai trong tay. Con thú chỉ nặng hơn 10 ký thịt dẫy ruộng yếu ớt, nom thật thê thảm tôi lại nhớ đến câu nói của ông nội con thú khi xa cơ cũng đớn đau tuyệt vọng tôi dí nghiến con nai ra đất và siết chặt cổ họng nó chỉ một lúc nó đã mềm nhũn dưới tay tôi nhìn vẻ mặt lão cóng thì biết lão đang không vui tôi gặng hỏi lão mới nói con gấu trốn mất rồi Thế là cả ngày hôm nay chỉ mệt người vô ích. Con Nai cũng chết rồi. Tôi nói, nó sống ra và con đã giết nó. Lão chỉ gật đầu rồi vê thuốc nhồi vào cái tẩu ngồi tư lự chưa vội châm đóm. Toán thợ săn cũng bơ phờ vì mệt. Họ ngả người ra lán chờ tôi làm cơm. Một lúc sau, tiếng ngáy của bọn họ đã vang lên như có đàn gấu đang gầm gừ tức giận tôi lặng lẽ ra sau lán làm thịt con nai vì mọi người đang đói nên tôi mổ lấy tim gan con thú làm trước mùi thịt rừng đánh thức những cái dạ dày đang đói bữa ăn được dọn ra trên những chiếc lá chuối làm mâm nhưng ai cũng thấy ngon miệng rượu vào lão quáng bắt đầu hát lên một điệu quái gở nghe sờn gai ốc đó là điệu hát trong ngày lễ cầu hồn giọng hát buồn bã thê thiết. Bài ca về những linh hồn chưa tìm được nơi nương náu. Anh con trai lão nghe thấy khó chịu, bắn mấy câu, rồi sách súng ra rừng. Hắn lẩm bẩm Tao, tao phải kiếm con cầy bay ngày mai đổi món. Tôi cũng bỏ ra sau lán ngả đầu lên tảng đá ngả lưng. Lúc này, cơn say đã dâng lên, nhấn chìm tôi vào giấc ngủ có lẽ đã quá nửa đêm cái lạnh làm cho tôi tỉnh giấc trăng cuối tháng đã cao bằng cả con sào trôi lừng lững rừng im ắng như chưa từng có sự sống cỏ cây chưa từng có ban ngày tôi ngồi dậy và ngắm nhìn thung lũng dưới trăng cơn say vẫn chưa chịu lui gió lạnh lại tràn đến con cú đêm vẫn rúc lên đều đều nghe thật buồn Lúc đầu, chỉ một con vượn can đảm nhất đàn từ mỏm đá nhảy xuống. Nó nhìn tôi một lúc lâu, chắc để xác định đối thủ. Trong người tôi vẫn nồng nàn hơi men. Tôi đứng nguyên tại chỗ đáp lại cái nhìn của con thú và nhận thấy vẻ nao núng trong mắt nó. Tôi tiến lên một bước. Quả nhiên, con vượn bắt đầu đi giật lùi, rồi nó quay đầu nhảy phát lên mỏm đá. Tôi cũng rút vào lán cầm khẩu K-44 đi ra. Đã không còn một con vượn nào nữa. Chắc chúng rút lên núi cao cả rồi. Tôi xách súng tiến về phía khe núi. Niềm vui thích của kẻ đi săn lại cộn lên khi cái lạnh dần xua tan hơi men trong người tôi. Một lúc sau, bổ hôi đã ướt đẫm vai áo. Và tôi phăm phắm bước khoảng rừng trước mặt tôi lúc này bỗng dao động như có luồng gió lớn tràn qua. Tôi thận trọng mở chốt an toàn, tay đặt lên cò súng, đón chờ cuộc tấn công của bầy vượn. Trên đầu, trăng vẫn bình thản soi rõ những mỏm đá bạc phếch. Cuộc tấn công đến từ phía tay trái. Một hòn đá sạt qua vai tôi lăn tròn xuống vực núi tôi quay mũi súng về hướng kẻ vừa ném đá và dễ dàng nhận ra con vượn đang đứng bằng cả hai chân như người hiên ngang trên một phiến đá một tay nó vịn cái dây leo tay kia hình như vẫn thủ một hòn đá sẵn sàng trong một cuộc tấn công mới tôi nhằm ức con thú lẫy cò phát đạn hất tung con vật ra sau nó ngã vắt người lên khối đá vì thế nó đã không ngã lăn xuống dốc như ý muốn của tôi. Tôi rút con dao rừng thận trọng đi lên chỗ con vượn. Bây giờ tôi đã nhìn rõ nó hơn. Con vượn cao gần mét rưỡi, một tay như vẫn nắm chặt một vật gì đó. Máu từ vết thương trên ức nó trào ra như xối. Một lúc sau, nó gượng đứng dậy uể oải nhìn tôi. Hòn đá vẫn cầm chắc trên tay. Cuối cùng nó cũng vung tay lên Chuẩn bị chút tất cả đội căm phẫn xuống đầu kẻ vừa bắn mình Bàn tay nó rung rung Bên tai tôi chợt vang lên một thứ âm thanh kỳ quái Tiếng va của kim loại Và tôi điếng người như thể Vừa có luồng điện từ bàn tay con vượn truyền dọc sống lưng tôi Tiếng kêu của chiếc khánh bạc Con vượn vẫn bình thản nhìn tôi chiếc vòng bạc cầm gọn trong tay nó lắc lắc len keng len keng len keng Đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa mang đến câu chuyện mang hơi thở xa xăm vùng đất rừng thẳm nơi vẫn còn đó huyền thoại ấp ủ trong con người những câu văn trong truyện ngắn khánh bạc len keng của tác giả hữu vi chẳng có gì cao siêu huyền bí dụng công cốt truyện như bếp lửa mùa đông không đầu không cuối liu riêu không dứt ấy vậy mà cứ ám tỏa khôn nguôi nếu chỉ một lần tới ngó nhìn những cánh rừng già mải miết dọc dài sông răng làm sao viết nổi những câu chuyện không dứt không nguôi ngoai hồng hoang huyền hoặc tác giả hữu vi chia sẻ rằng đúng là khánh bạc len keng mượn khung cảnh quê hương của anh miền núi xứ nghệ nơi người ta đã và vẫn còn sinh nhai bằng nghề săn thú rừng nơi đó thiên nhiên không chỉ là môi trường sống mà với người bản địa còn là tâm linh khánh bạc len keng hay là thứ âm thanh nhắc nhủ lay động lòng người. Chuyện như được kể từ thời xa lắm, cái thời mà đôi khánh bạc trai gái trao lời ước hẹn, thời truy vượn tìm gấu săn hổ săn nai, thời thao thiết rưng dưng câu chuyện người rừng bơ vơ lạc lối. Khánh bạc len keng kể chuyện bằng nhịp tâm trạng mà điệu thê lương tăm tối mịt mùng xâm lấn bao phủ đôi khi như muốn nhấc bổng cả ý tưởng giản đơn của tác giả lúc ban đầu vì anh chỉ muốn gửi gắm một điều rằng chính những người miền núi cũng đang băn khoăn không biết nên ứng xử thế nào để hài hòa với thiên nhiên mà không làm hại đến điều mà đối với họ rất đỗi thiêng liêng tình yêu và ẩn ức hồi kết nào của cuộc săn sau tàn sát chắc gì đã ngây ngất mãi niềm vui sướng của kẻ thắng tác giả hữu vi không một lời lên án bàn tay đã bấm cò lên khẩu súng săn nhưng rõ ràng chúng ta đã đọc được rơm rớm niềm đau trong những yếu ớt lặng câm gục ngã cầm thú người viết và cả chúng ta đã cảm nhận được rằng những con thú cũng có trái tim cũng biết quẫy đạp cầu cứu trong vô vọng và như những vết cứa từ lời cảnh tỉnh vang lên trong tiếng khánh bạc len kề thưa các bạn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được giới thiệu với các bạn một sáng tác của nhà văn Lê Ngọc Minh, đó là truyện ngắn Thợ cả. Mời các bạn cùng nghe. Hè năm ấy, lũ sinh viên năm thứ nhất chúng tôi có kỳ nghỉ hè vui chơi thỏa thích ở khu nghỉ dưỡng Sochi thơ mộng. Với hết những buổi tắm biển, lại đi du thuyền tham quan trong vịnh Sochi. Nước trong như kính, trông thấy cả rong rêu dưới độ sâu 30 mét và từng đàn cá he hiền lành bám theo đuôi sóng của du thuyền. Đang khi ấy, thì có một ông người vùng Trung Á đi xe chiếc Volvo màu trắng sang trọng đến nhà nghỉ dưỡng tuyển công nhân cho Stroy -Otriac tức là đội xây dựng, đi làm chuồng trại nuôi bò cừu ở vùng thảo nguyên Trung Á thuộc Kazakhstan. Mức thù lao cho ngày công thật là lý tưởng. Bình quân toàn đội là 30 rúp một ngày. Ăn chia cho từng thành phần trong đội theo các bậc. Thợ cả, thợ chính, thợ phụ, thợ hồ, lao công và do nội bộ tự thống nhất. Thông thường tỷ lệ sẽ là 54321. Cụ thể là thợ cả ăn 5 phần, thợ chính 4 phần, thợ phụ 3 phần, phụ hồ 2 phần, lao công 1 phần. Ông tuyển quân còn nói, bên A sẽ bồi dưỡng miễn phí sữa tươi và áo quần chăn đệm chống nóng chống lạnh. Lim 30 rúp là phần cứng, nếu Stroy Otriat làm năng suất đảm bảo kỹ thuật cao thì sẽ có thường 2% theo tổng kinh phí cho mỗi công trình. Nhẩm tính, chỉ cần đi làm phụ hồ mỗi ngày cũng bỏ túi được 20 rúp, gấp 3-4 lần thủ lao đi lao động trong nhà máy làm vòng bi xe cơ giới nặng nhọc độc hại bằng B ở mát. Chỉ mất độ chưa đầy 30 phút sau khi dùng loa điện quảng bá thương hiệu và thủ lao, ông bên A đã có trong tay danh sách hơn năm chục sinh viên trẻ khỏe đến ứng tuyển. Tôi cũng tham gia ngay trong tốt đầu. Khi chốt danh sách, có 58 sinh viên, đa phần là người nước ngoài. Trong số này có hai cô người Cuba. Ông tuyển quân hỏi, ai trong số chúng tôi có thể làm thợ cả? Chỉ có một người giơ tay tự giới thiệu là Volodya, sinh viên Soviet đến từ thành phố Tsita vùng Siberia. Anh nói, anh đã có 3 năm tham gia xây dựng đường sắt vạn lý xuyên Sibia Baikan-Amur. Ông tuyển quân mời Volodia lên chỗ mình bắt tay và vỗ vỗ vào một bên cái vai dày to chắc như bướu lạc đà của anh rồi khen: "Rất rất tốt." Ông tuyển quân lại hỏi: "Có ai xung phong làm thợ cả nữa không?" Tôi định liều giơ tay nhưng nhìn gần 60 ông bà sinh viên ngoại quốc, các ông thì râu tóc xùm xòa, cổ to như cột đình, vai rộng năm bảy tấc, lưng chín mười thước cao, và hai bà Cuba da nâu thì vòng ba cỡ chừng mét tư, nên tôi trột ngay. Thợ cả Volodya cảm ơn nhà tuyển quân, do công việc cần gấp nên ông tuyển quân ứng ngay tiền mua vé tàu và ăn đường cho cả đội lên đường đến thảo nguyên kazakhstan trong sáng hôm đó volodya thay mặt đội và chào từ biệt nhà nghỉ dưỡng chúng tôi nghe một giọng nữ trong chèo phát ra loa công cộng ura các bạn sinh viên quốc tế đã hy sinh những ngày hè lý thú để tham gia xây dựng đất nước xô viết giàu đẹp chúng tôi không muốn nói từ tạm biệt mà chỉ muốn từ hẹn gặp mới ô ra các bạn. Những háo hức ban đầu của tôi đã bị đốt cháy bởi cái nóng ban ngày lên đến 42 độ C trong lều và hơn 50 độ C ở ngoài trời và cái lạnh khủng khiếp ban đêm. Khi sau 10 giờ tối, nhiệt độ từ từ hạ xuống dưới 0 độ. Vì thế, ngày cũng như đêm, tụi tôi đều phải mặc áo đệm bông dày. Ngày chống nóng, đêm chống rét giá những ngày đầu là công việc tiếp cận vật liệu vào chân công trình và đào móng. Cái sức tuổi 20 nặng 59 kg cao 1 sáu chín của tôi thật chả thấm tháp gì với sức của các bạn sinh viên nước ngoài. Để khênh một cái xà lớn, người Việt phải ba suất mới nhấc nổi một bên. Còn bên đầu kia chỉ cần một anh Cuba hoặc Mali đảm nhiệm là đủ. Vì thế, tôi bị xếp vào chân phụ hồ khi việc xây dựng bắt đầu. Thợ phụ cũng là quá tốt rồi. Chỉ cần một tháng, tôi sẽ có 600 rúp, thừa sức mua một vé khứ hồi về phép thăm nhà và vẫn còn dư 90 rúp để sắm gần hai chục cái bàn là hoặc 6-7 cái nồi áp suất chất lượng bền chắc nồi đồng cối đá làm hối đoái kinh tế. Nếu trụ được cả hai tháng 60 ngày, tất nhiên là Ochin Krasto, tức là rất tốt, vì khi đó sẽ có trong tay 1200 rúp, tương đương với hơn một tá chiếc xe đạp hiệu Sport đang rất mốt ở Hà Nội. Nhưng khi xây móng lên tường thì gặp trục chặt. Những kiến thức về xây dựng đường sắt Baikanamua của Vlodia không hợp với cung cách xây chuồng cừu ở vùng Trung Á. Cái móng đá để lên bức tường thì cao độ mét rưỡi không cần thiết phải gia cố nhiều đá, nhiều xi si như thế. Lãng phí và cơ bản là nó không thẳng, không phẳng. Khu chuồng trại chăn đuôi đại gia súc này lại tọa trên mái đồi thấp, thoai thoải, trườn ra thảo nguyên, ngợp cỏ xanh gì. Đến lúc anh thợ cả vừa vã mồ hôi hột, vừa bổ trụ thì chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã thấy anh không biết gì về quy trình xây móng lên tường cả anh chỉ mới lên được bốn hàng gạch thôi nhưng nhìn bằng mắt thường ai cũng dễ nhận ra nó vừa nghiêng vừa rất không phẳng ở các bề mặt và mạch giao kết đang khi ấy thì người của bên a đi xe tải đến chính là ông tuyển quân của chúng tôi ông chỉ huy cho những người đi theo ngồi ở thùng xe khuân xuống hai thùng gỗ lớn có dán giấy ở bên ngoài đó là sữa tươi ông vỗ vỗ hai tay mời tất cả chúng tôi giải lao và đến giải khát sữa chúng tôi ùa lại phía ông và sữa tươi chỉ có mỗi thợ cả volodya là vẫn loay hoay bổ trụ ông bên a búc một ca sữa đầy mát lạnh tự tay mang đến cho thợ cả chúng tôi vừa uống sữa vừa nhìn theo dáng ông đi về phía volodya volodya uống ngon lành còn ông bên A thì ngắm nghía cái móng cái trụ đang bổ. Rồi nghe thấy tiếng ông ta quát tháo nhặng cả lên, khác hẳn với sự thân thiện cách đó ít phút. Chúng tôi đều chạy bổ đến. Tiếng ông bên ba oang oang, đầy vẻ tức giận và khinh mạn. Thế này mà anh dám đòi làm thợ cả à? Anh xây cái gì đây? Móng lô cốt à? Chuồng lợn ở nhà quê bia của anh à? Tôi... tôi nghĩ anh anh đã từng trải kinh nghiệm baykana mua thì phải ra hồn chứ anh làm thế này là anh anh anh, anh giết tôi rồi Tôi biết trả lời với Xô Viết huyện sao đây Volodia anh xạo cuội tôi rồi Volodia cố cười tươi nhưng lúng túng giải thích nào anh làm cái móng cho vững thì đó là vì thời tiết ở đây khắc nghiệt bóng to tường dày mùa hè thì mát mùa đông thì ấm nào chỗ xây móng sẽ lấp đất đi kỹ thuật và mỹ thuật ăn nhau ở phần nổi tức là ở những bức tường chứ bên a không thông ông lắc đầu xua tay ngăn thợ cả vlodia lại ông vẫn gắt gỏng nói ông đã đầu tư xây dựng cả chục khu chuồng trại đôi bò cừu ở huyện này không ai xây móng kiểu như vlodia cả tốn kém ngoằn nghèo, u úc, chả có tiền đồ gì cho những bức tường thẳng phẳng lộ thiên sắp tới cả. Ông quyết định cắt hợp đồng. Phần phí tồn bên A chịu vì đã chót nóng vội chọn nhầm thợ cả. Bên A sẽ tài trợ tiền vé cho các thành viên trong đội trở lại nhà nghỉ dưỡng Sochi. Ông ta nhìn tụi tôi rồi hạ giọng xuống, có lời xin lỗi các bạn sinh viên quốc tế vì việc nói năng to tiếng vừa rồi, cũng như việc ông đã chọn nhầm người thợ cả vô tích sự. Mặt Volodya ỉu xìu xìu như bánh mì ngấm nước. Còn tất cả tụi tôi thì thất vọng vì mất một khoản thu sộp nhẫn tiền. Cả lũ ngồi như rũ xuống nền cỏ thảo nguyên. Còn ông bên A cứ luôn miệng nhắc lại từ xin lỗi và các từ đáng tiếc, rất đáng tiếc nhìn nỗi đau lòng của các bạn, tôi bỗng cứng cỏi lên lễ phép nói với ông bên A như thưa với phụ huynh thầy cô giáo. Đồng chí Xô Viết bên A kính mến, đồng chí có thể ra ân ở lại 30 phút và chứng kiến xem tôi xây bổ trụ, nắn móng phẳng lì để tiếp tục lên tường được không ạ? Xin đồng chí hãy coi, đây là lời kêu gọi vô sản tất cả các nước liên hợp lại. Câu cuối của tôi làm các bạn sinh viên quốc tế đều bật cười. Ông bên A cũng cười và bảo, 30 phút à, 30 phút mà thay đổi, thay đổi hoàn cảnh này được ư? Tôi tự tin. Có lẽ cũng không đến 30 phút tính từ khi có cái gật đầu của đồng chí. Ông bên A nhìn đồng hồ và cởi mở nói. Tôi cho anh một giờ. Được chứ? Tôi dùng từ cảm ơn lớn để tạ ông và hô các bạn thợ vào việc. Tôi chỉ vào một anh người Đức yêu cầu đi lấy cho tôi 5 cây tre. Tôi chỉ tiếp sang một nhóm khác yêu cầu khuôn gạch xây và nhào lại vữa cho dẻo. Mọi người chố mắt ngạc nhiên và không hề có ý muốn hợp tác với tôi. Tôi nói khích mấy anh người Algeria ờ, à, trông các cậu cũng to con đấy, lao động đi chứ. Anh người Đức hỏi, mang che đến để làm gì? Cậu định làm thợ cả. Tôi đáp như ra lệnh, đúng, thợ cả yêu cầu các bạn hãy đưa ngay công cụ lao động đến đây, khẩn trương. Một số bạn ngúng quẩy bỏ đi. Tôi ra lệnh bằng tay cho nhóm gạch vữa, họ cũng đi nhưng có người đưa một ngón tay vách cánh mũi lên nhạo báng. Tôi bỏ cái áo bông chống nóng ra, sắn tay áo, chọn trong đống rửa một con dài và sắc nhất. Trong khi che chưa được mang đến, tôi rảo nhanh đến chỗ để vỏ bao xi măng, rút ra ba sợi chỉ không ni lông màu trắng đem lại chỗ bổ trụ. Ông bên A nhìn mọi hành sự của tôi với vẻ tò mò và thỉnh thoảng lại ngó vào đồng hồ khi có che mang đến, tôi chọn một cây gióng dài, chặt lấy đoạn ngọn, khẩu độ chừng hai mét. Tôi bổ đôi, giữ lại hai mắt đầu, còn phang hết các mắt ở khúc giữa, tạo thành một cái máng thông suốt. Tôi lại sai một bạn Cuba sách đến cho tôi can nước uống. Tôi đặt cái máng che lên mặt móng mà thợ cả Volodia đã ra bất thành. Kê thật cân bằng hai đầu rồi tôi đổ nước vào máng và cân lại lần nữa cho thật chuẩn trước khi căng dây đánh dấu. Sau đó, tôi cho dựng cọc tre ở hai trụ, rồi dùng dây ni lông buộc vào một phần tư hòn gạch, câu lên ngọn cọc tre, dọi xuống đúng với điểm thăng bằng đã được lấy ở hai phía cột trụ. Tôi bổ trụ. Xây xong năm hàng bên này, tôi chuyển sang bổ trụ tiếp đầu bên kia và cũng xây đủ 5 hàng. Tiếp tục, tôi đi một đường gạch xây nối hai trụ với nhau khá thẳng và khiến ông bên A phải reo lên. Ôi, thật chuyên nghiệp. Ồ, đây mới thật là thợ cả. Ông bên A tận mắt thấy hiệu quả kỹ thuật nên vui trở lại hệt như cái hôm ông đến Sochi tuyển quân ông kêu lái xe bê lại một vò rượu ca rắc bự, rót đưa cho chúng tôi mỗi đứa một bát. Bắt phải trăm phần trăm. Mọi việc trở lại tốt đẹp. Vlodia liền quỳ một chân, quay chiếc mũ lưỡi chai theo hình cái dấu ngã, nhường chức thợ cả cho tôi. Tôi vội chối từ, nhưng tất cả sinh viên trong đội và ông bên A đều vỗ tay hô. Thợ cả, thợ cả ura 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 chờ cho hết tiếng ura vui nhộn volodia vẻ mặt tâm tư nói với tôi ờ anh đã rất ngoạn mục đấy anh cứu chúng tôi một bàn thua sinh tử ở phút thứ tám mươi chín và năm mươi chín giây ôi rất rất cảm ơn như dòng chảy đã khơi thông tôi bổ liên tiếp sáu cái chủ dạy cho các bạn sáng ý cách xây tường các bộ phận đào móng, chuyển đá, tập kết vật liệu khác cũng vào mạch trôi chảy cả. Montage rất nét như cách nói của anh bạn người Đức. Học ngành đạo diễn điện ảnh. Công việc xong sớm hơn dự kiến 2 giờ. Ai cũng mệt bã. Người như teo tóp lại trong cái áo bông hai lớp ướt đẫm mồ hôi sau một ngày trang trang nắng nóng 45 đến 50 độ C ngoài trời khoảnh khắc chuyển ngày sang đêm diễn ra trong 2-3 giờ. Đó là lúc nhiệt độ dao động từ 40 độ C trở về dưới 0 độ C lúc đêm. Hai nữ lao công Cuba đã làm xong bữa. Chúng tôi có trèo kéo ông bên A ở lại liên hoan, mừng động thổ thành công. Nhưng ông ấy nháy mắt cười, bảo, vợ trẻ, không cho về muộn. Ông biếu đội vò rượu thứ hai, rồi lên xe dông thẳng vào thảo nguyên mênh bông hun hút đến tận chân trời. Đêm thảo nguyên đã 10 giờ rồi mà vẫn còn thứ ánh sáng ngày màu vàng như mỡ gà. Thời tiết lúc này đã giảm xuống dưới 20 độ C, mát mẻ và dễ chịu. Các đội viên đều lăn ra ngủ vì mệt, vì thứ rượu đậm, lìm lịm uống vào nó ngấm khắp cơ quan đoàn thể, như anh bạn người Nicaragua hóm hình nhận xét. Riêng tôi cố ngủ mật đầu óc cứ tỉnh như sáo sành vì tôi nhìn thấy thảo nguyên lúc ngày và đêm sắp giao nhau thật là ảo diệu tôi đang hong hóng để chờ xem khoảnh khắc đó sẽ diễn ra như thế nào tôi ngồi dậy khoác áo bông cuốn khăn giữ ấm cổ và để đầu trần đi vào thảo nguyên chừng được hơn cây số tôi chọn một vị trí thật thích hợp để quan sát cảnh mặt trời sắp chìm hẳn xuống chân mây và không gian đang từ màu vàng mỡ gà chuyển sang màu tím xâm sẫm. Thợ cả! Có tiếng gọi ở phía sau. Tôi giật mình quay lại và thấy Volodya đã đến sát chỗ tôi rồi. Anh mặc bộ jean mới, ngực áo phanh để lộ cả cái dây chuyền bạc trắng đeo hình đức chúa chịu nạn không để cho tôi kịp hỏi, Volodya giải thích luôn. Em bé Cuba, Fernandi hẹn ra thị trấn chơi, nhưng thấy vắng thợ cả, tôi đi tìm anh. Từ lúc tôi được phòng thợ cả, Volodya không gọi tôi theo kiểu bạn bè mày tao như trước nữa. Tôi không giấu nổi cảm xúc nói. Thảo nguyên, ôi thật là tuyệt vời, Volodya. Volodya ngồi xuống bên tôi gật gật đầu nói, ờ, à, anh thật tâm hồn. Thợ cả này chúng ta còn ở đây khoảng hai tháng nữa anh sẽ còn nhiều lần khám phá thảo nguyên lúc này tôi muốn hỏi anh một câu có được không tôi đáp ngay sao volodya xưng hô trịnh trọng thế anh học trước tôi hai khóa lại là bể trên của tôi mà volodya không anh là thợ cả điều đó quan trọng lắm nhưng quan trọng hơn anh hãy cho tôi biết Tại sao mới 20 tuổi mà anh có tay nghề trói sáng đến thế? Tôi suýt bật cười khi Vlodia phong từ trói sáng cho tôi. Nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của anh, tôi khẽ cười bảo. À, ở làng tôi, đứa trẻ 13-14 tuổi có thể ra móng bổ trụ giỏi hơn tay nghề của tôi đã làm lúc sáng này đấy. Vlodia chố mắt hỏi lại. Thật chứ? Tôi gật đầu xác nhận và để Volodya tin điều tôi vừa nói. Tôi kể cho anh nghe về một người thợ cả đã khai tâm cho tôi. Ngày chiến tranh, quê tôi nghèo lắm. Trẻ con 8-9 tuổi đã phải đi theo các ngánh thợ lang thang kiếm cơm thiên hạ. Những ngày hè năm lớp 7, khi đó tôi vào tuổi 13 nhưng chỉ cao được dư mét 2 và nặng 30 cân chút chút. Do có người anh họ làm nghề thợ nề, nên tôi được anh ấy cho bám gót nhằm đỡ miệng ăn ở nhà và hy vọng có chút tiền để sắm sách vở cho năm học đầu cấp 3 của trường huyện. Tôi được sung vào một đội thợ nề, xây các nhà lò sấy nguyên liệu thuốc lá hai tầng. Thoạt nhìn, thấy vóc dáng khẳng khiu của tôi. Ông thợ bị cụt một tay tên là Khàng lắc đầu bảo. Tay chân học trò thế này thì làm việc thổ mộc sao được anh họ tôi quảng cáo ngay ôi bé nhưng mà bé hạt tiêu bác ạ à. gánh nổi năm chục ký đấy mà siêng năng lắm ông khàng vẫn lắc đầu cố thì cũng được thôi nhưng quỵ ra đấy thì ai chịu trách nhiệm tôi bèn hăng hái thưa bác bác cho cháu thử thử sức một tuần ạ à. nếu cảm thấy sắp quỵ thì cháu xin thôi ngay và cũng không dám đòi công xá gì đâu ạ à ông khang thở dài nhìn tôi rồi giao nhiệm vụ. Thôi thì phụ hồ vậy nha. Đến cuối các buổi trong ngày có người khác thay để đi thổi cơm đun nước, cơm xong rửa giấy bát đĩa. Thế có biết thổi cơm không? Tôi hằng hái thưa. Cháu sẽ học thổi và hứa sẽ công tác tốt nhất ạ. Ông khang gật đầu. Rồi ở đời học được việc gì thì đều tốt cả tôi dừng lại nhìn Volodya bảo. Thế đấy, nhờ có bác hàng mà trong buổi sáng hôm đó, khi mới 13 tuổi, tôi đã làm được công việc của một người thợ xây chuyên nghiệp. Sau này lớn lên, tiếp tục lặn lội kiếm sống trong những cuộc mưu sinh mới. Tôi luôn được coi là một tay thợ có nghề, tỉ mẩn, chịu khó. Rồi khi đi lính, tôi từng tham gia xây dựng doanh trại công sự, nhưng chưa bao giờ làm thợ cả đâu thợ cả ở quê tôi phải lĩnh hội nhiều phẩm chất như bác hàng ấy. thợ cả, Volodya ôm lấy bàn tay tôi bằng cả hai nắm tay to tướng rất công nhân của anh và thốt lên tiếp: thợ cả chính hiệu đây, anh là thợ cả của tôi và chúng tôi. nhìn thấy anh ra mấy trưởng nghề lão luyện như phù thủy ấy, Volodya này xin chịu cúi đầu cúi đầu. Vlodia bỗng đứng lên làm động tác như các kỵ sĩ vừa từ trên bình ngựa nhảy xuống, tay cầm mép mũ kỵ binh đi một đường hình dấu ngã thành kính. Tôi chưa kịp ngăn anh thì thấy xa xa có nhiều ánh đuốc lập lòe đang xô đến chỗ chúng tôi. Hai chúng tôi ngạc nhiên và cả sợ hãi nữa. Cái gì thế này? Chia khốp đã từng viết những thứ hoang dã và nguy hiểm nhất luôn có thể xảy ra trong thảo nguyên huyền bí. Những ngọn đuốc vẫn tiếp tục lao đến chỗ chúng tôi mỗi lúc một gần, hùa hùa, chập chờn biến ảo. Khi đến gần hơn, gần hơn, những ngọn đuốc đó hình như nó hình thành một cánh cung lửa lay động chấp chới, chấp chới. Rồi có tiếng gọi to, thợ cả, thợ cả ơi! Nghe thế, Volodya bật máy lửa dơ lên. Anh cũng gào to đáp lại. Thợ cả ở đây! Ở đây! Cái cánh cung lửa dồn xít lại hơn và dừng lại trước hai chúng tôi. Tôi nhận ra ngoài đám Stroy otriat tụi tôi còn có ông trưởng bên A. Ông vỗ vỗ tay rồi tiến lên một chút trịnh trọng nói thợ cả nghe chiến công của đồng chí đích danh chủ tịch xô viết huyện đồng chí vasily Vasilyevich, kính mến đã đến tận stroystriat chúc mừng đồng chí và úy lão cả đội mời đồng chí về đội để nhận vinh dự hiếm có này đồng chí chủ tịch đang đợi tôi chưa kịp đáp thì ông trưởng bên a và tất cả thành viên stroystriat đã công canh tôi lên vai chạy tốc hành trong thảo nguyên cùng viết điệp khúc reo hò thợ cả thợ cả ura 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 tôi bỗng nhớ đến bác Hàng và câu nói của bác hôm nhận tôi làm phụ hồ ở đời học được việc gì đều tốt cả Để sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Thợ Cả của nhà văn Lê Ngọc Minh. Là nhà văn và cũng là một nhà biên kịch điện ảnh, cho nên văn của Lê Ngọc Minh không màu mè câu chữ, không kỹ xảo đánh đố người đọc, mà bình dị chân thành như đang rủ rỉ kể chuyện cho người nghe với ngồn ngộn âm thanh cuộc sống Cuộc trò chuyện sau đây giữa biên tập viên chương trình và nhà văn Lê Ngọc Minh sẽ giúp các bạn hiểu hơn ngôn ngữ cũng như bối cảnh và không gian câu chuyện mà nhà văn sáng tác. Thưa nhà văn Lê Ngọc Minh, chuyện ngắn thợ cả, cái bối cảnh câu chuyện diễn ra ở Liên Xô cũ, bây giờ là Nga. Vậy hẳn là nguyên cớ để sáng tác cái chuyện ngắn này cũng là những ngày mà anh công tác ở Liên Xô ạ. Tôi là trẻ mồ côi, 3 tuổi là bố mất, khoảng năm sáu tuổi là tôi đã biết gói bánh trưng rồi tám chín tuổi là tôi đã biết thái thuốc lào thế và hơn 10 tuổi đã theo các gánh thợ cho nên là tôi là người ham việc biết việc và thích làm việc thế và sau này may mắn được đi học ở liên xô cũ bây giờ là liên bang nga sau những năm quân ngũ tôi đi học ở bên nga ba tháng hè thì tất cả anh em sinh viên quốc tế trừ những cái nước giàu là họ về họ nghỉ hè ở tổ quốc họ chứ còn uh, các nước như cuba việt nam rồi là uh, yemen rồi là các nước đông âu trừ đức thì anh em đều ở lại và đi làm anh em có cái câu rất là vui cái này là thứ nhất là đỡ cơm nhà thứ nhì là có đồng ra đồng vào thế thì tôi là thích đi những đội xây dựng thứ nhất là kiếm tiền thứ hai là để biết cái cuộc sống trong lòng xô viết nó như thế nào vì là mình mình là dân viết đấy cho nên là phải có bốn sống mình hiểu được tính cách của rất nhiều dân tộc anh cuba thế nào anh Bulgaria thế nào anh afghanistan thế nào anh lào cả anh campuchia nó là thế nào đi lao động đụng vào công việc nặng nhọc là bộc lộ hết tính cách thì đấy cái nguyên cớ thế với một cái chuyện ngắn thì cũng không thể nói hết được những điều. Sau này thì mình có viết tiếp một số cái chuyện về nước Nga, ví dụ như là người bạn Ivan này, rồi, bản tình ca của những người yêu nhau này, thì tiếp tục khai thác cái miền sông Đông. Không riêng là những người học ở Nga, mà rất là nhiều những độc giả mà bạn bè cái thứ thì họ đọc họ rất thích mà viết ở Nga. Đoạn kết của chuyện ngắn đấy, tác giả có nói rằng là biết việc gì tốt kể cả việc nhỏ đúng không? Vậy đó có phải là thông điệp của chuyện ngắn này không ạ? Vâng, đấy là chính là thông điệp. Nói chung là nên học suốt đời và thì ở đời học được cái gì hay, dù nhở, đều quý cả, nó không dùng một lúc này thì nó dùng một lúc khác. Nói tóm lại đấy là mình tích lũy cái vốn sống của mình, khi mình vào đời mình gặp những việc khó thì mình đi dùng đấy là làm chìa khóa, thì không phải chìa khóa nào cũng mở được ngay, nhưng nó là cái mà mình tạo cái niềm tin là mình mở tiếp, mở tiếp, mở tiếp và mở tiếp tôi đọc chuyện ngắn này tôi rất thích ấy, là cái chuyện ngắn nó không có nhiều mâu thuẫn nhưng mà nó hay ở cái cách kể của nhà văn quan niệm của tôi là chuyện ngắn là phải đi vào những vấn đề đời thường một nhát cắt à, nhưng mà nó để lại âm hưởng nó sắc sảo một nhát cắt thật sự mà nó, những cái việc đấy nó cũng không hề là bé nhỏ vì nó lay thức người đọc làm sao mà người ta thấu cảm người ta buồn người ta vui thì đấy là tác phẩm văn học tôi thích những cái mà nó rất đời thường thứ hai nữa là nếu mà cái nhà viết chuyện ngắn mà nói như cũng Nguyễn dù tức là tinh đời ấy, thì cố gắng phải tạo cho mình được một giọng điệu không có giọng điệu thì không thành chuyện ngắn được Vậy với riêng anh ấy thì anh tạo giọng điệu riêng thế nào ạ Trước hết là mình phải bám vào cái ngôn ngữ cuộc sống thứ hai nữa là cái này thì vừa rèn luyện và vừa là trời cho khi mà anh được có một cái giọng điệu ấy thì một lúc nào đấy thứ một cái thiên tư ở đâu Ờ, nó nó nhập vào thôi có những chuyện ngắn mà mình nghĩ bao nhiêu nhưng không ra được không viết được nhìn thấy đầu đuôi ta nữa nhưng có cái chuyện ngắn ví dụ như là thợ cả đấy là tôi cứ viết một mạch mà tôi viết không có cái gì là đau tôi bu lớn trong cái ngôn ngữ chuyện ngắn đấy tác giả cố gắng tạo cho mình một cái dí dỏm thế thì tôi để tôi hướng vào ngôn ngữ đời sống nhưng mà mình lao động nghiêm túc Xin chào thành cảm ơn nhà văn Lê Ngọc Minh chúc anh càng ngày càng dồi dào sức khỏe và dồi dào năng lượng sáng tạo. Thưa các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này chúng tôi trân trọng gửi tới quý vị và các bạn một trong những chuyện ngắn nổi tiếng hàng đầu của O Henry với tên gọi quà tặng của những thiên thần. Đô la 87 xu Đó là tất cả những gì cô có Trong số đó có 60 đồng một xu Vì mỗi một đồng xu nhỏ bé này Cô đã phải mặc cả đến xuôi một mép Với người bán thịt, anh hàng rau, ông bán tạp hóa. Thậm chí hai tay đỏ dần lên Mỗi lần phải nghe những lời chỉ trích Vì sự tiết kiệm quá đáng này đèn là đếm đi đếm lại tới ba lần đúng một đô la và tám mươi bảy xu mà ngày mai là giáng sinh rồi điều duy nhất có thể làm lúc này là nằm xuống chiếc đi văn cũ sờn và khóc và đen la đã làm đúng như vậy chẳng biết từ lúc nào người ta đã đúc kết nên một tổng kết mang tính triết học rằng Cuộc sống được tạo bởi những giọt nước mắt, những nụ cười và những cái thở dài. Mà than ngắn thở dài vẫn chiếm nhiều phần hơn. Trong khi chủ nhà trải qua những cơn khóc, cười than thở thì chúng ta hãy cùng ngó qua nơi ở của Nela. Đây là một căn hộ được trang bị đồ gỗ sơ sài và giá thuê nhà là 8 đô la một tuần không thể nói nơi ở này quá tồi tàn nhưng nếu có cố nói hoa mỹ một chút thì nó không thể che giấu nổi sự túng bấn của chủ nhân của nó phía dưới cửa ra vào là một hòm thư và cái kẽ bé tí khó lòng nhét nổi một bức thư vào và một nút bấm chuông thậm tịt trên cửa có gắn một tấm biển ông jim Dillingham lingham wing từ Dillingham, Nom cứ trải dài ra mãi vào thời gian vàng son cách đây không lâu, khi mà lương tuần của người mang tên đó là 30 đô la. Giờ đây, khi thu nhập người đó thụt xuống chỉ còn 20 đô la một tuần, thì không hiểu sao tự dưng những chữ cái trong cái tên Dillingham trên tấm biển đồng cũng mờ xỉn đi. Cứ như muốn đùa rằng hay chỉ nên rút gọn thành một chữ D khiêm tốn và giản dị. Nhưng cứ mỗi lần ông James Dillingham Wing về đến nhà và lên tầng trên thì thế nào ông cũng được đón chào bằng tiếng gọi Jim và vòng tay dịu dàng âu yếm của bà Jim Dillingham Wing mà chúng ta đã biết đến với cái tên Đen La. Và điều đó thật là tuyệt diệu. Đen La đã thôi không khóc nữa cô lấy bông phấn thấm khô hai má cô đến bên cửa sổ buồn bã ngắm nhìn con mèo xám đang lượn lờ dưới sân màu xám xịt ngày mai là lễ giáng sinh vậy mà cô chỉ có vỏn vẹn một đô la và tám mươi bảy xu để mua quà cho jim suốt những tháng qua cô đã ki cóp chắt bóp từng xu và đó là tất cả những gì mà cô tiết kiệm được với thu nhập 20 đô la một tuần của Jim không thể làm được điều gì nhiều nhặn cả. Những khoản cần chi tiêu đã vượt quá dự tính của cô. Bao giờ mà chẳng eo hẹp vậy. Trời ơi, chỉ có một đô la 87 xu để mua quà cho Jim yêu quý. Đã biết bao nhiêu ngày cô hân hoan nghĩ xem sẽ tặng quà gì cho người chồng yêu thương nhân dịp Giáng sinh một món quà gì đó phải thật đặc biệt, thật hiếm, thật giá trị để xứng với người chồng đáng kính của cô. Ở khoảng tường giữa hai cửa sổ có treo một chiếc gương đứng. Bạn đã bao giờ phải soi mình vào chiếc gương giữa hai cửa sổ của một căn hộ thuê với giá 8 đô la một tuần chưa? Chỉ có người nào rất gầy và linh hoạt mới có thể nhìn thấy từng phần của mình trong tấm gương hẹp như thế để rồi sau đó ghép những mảng hình ảnh nối tiếp ấy lại trong đầu và tưởng tượng ra một cách chính xác toàn bộ ngoại hình của mình đen là một thiếu phụ mảnh rẻ và cô có khả năng làm việc đó bỗng cô rời khỏi cửa sổ và soi mình trước tấm gương đứng ấy Đôi mắt cô ánh lên, nhưng khuôn mặt bỗng nhợt nhạt trong khoảng 20 giây. Cô thoăn thoát, tháo những chiếc ghim kẹp và thả mái tóc dài xuống. Cần phải nói với các bạn rằng, đôi vợ chồng hạnh phúc này có hai bóng vật và là niềm kiêu hãnh của họ. Một là chiếc đồng hồ vàng của Jim do ông nội để lại, và hai là mái tóc dài óng ả à của Đen La. Nếu như nữ hoàng Ai Cập còn sống và ở căn hộ đối diện với Đen La, thì bà ta chắc chắn sẽ phải âm thầm ghen tị với mái tóc dài óng của Đen La. Và mỗi lần cô hong tóc bên cửa sổ, thì mọi đồ trang sức hay lụa là của nữ hoàng cũng đều bị lu mờ trước vẻ đẹp của mái tóc ấy. Và nếu như vua Salomon còn sống, làm người hầu trong ngôi nhà này và cất giấu tất cả tài sản của ông ta dưới tầng hầm, thì mỗi lần Jim đi ngang qua chỗ ông ta, anh đều lôi chiếc đồng hồ vàng ra ngắm nghía chỉ với một mục đích duy nhất là làm cho vua Salomon giật đứt sâu quai nón của mình vì ghen tị. Và thế là giờ đây mái tóc tuyệt đẹp của Đen La rơi xuống và quấn quýt vào nhau tựa như một thác nước màu hạt rẻ. Mái tóc của cô dài quá đầu gối và gần như phủ kín toàn bộ cơ thể cô. Nhưng ngay lập tức, vội vã vào hồi hộp, cô ghim và cột tóc lại. Rồi, cô như phân vân điều gì nên cứ đứng ngây ra khoảng một phút. Hai ba giọt nước mắt rơi xuống tấm thảm đỏ đã cũ mòn trên nền nhà. Sau khi thay váy áo, mặc chiếc áo khoác nâu cũ kỹ và đội chiếc mũ màu nâu rách sờn, cô chạy xuống cầu thang ra phố. Đôi mắt cô còn chưa ráo lệ. Cô dừng lại bên tấm biển. Quý bà Sofroni, chuyên kinh doanh mọi sản phẩm từ tóc. Đen la chạy lên tầng 2 và dừng lại trước cửa phòng bà Sophroni. Khó khăn lắm, nàng mới chấn tĩnh lại được. Bà có mua tóc của tôi không? Cô hỏi bà chủ. Đương nhiên là tôi có mua. Bà chủ đáp. Nhưng trước hết, cô phải bỏ mũ ra cho tôi xem hàng đã chứ. Một lần nữa, thác nước màu hạt rẻ lại đổ xuống. Hai mươi đô la, bà chủ vừa đáp vừa đưa tay nâng mái tóc của đen la như muốn áng trọng lượng của nó xin bà hãy làm nhanh cho đen la nói hai tiếng sau đó bay vèo qua trên những đôi cánh màu hồng xin quý vị hãy tha lỗi cho người kể chuyện về sự so sánh thái quá trên nhưng quả thật đó là hai tiếng tuyệt vời hạnh phúc vì Della đi khắp các cửa hàng để tìm mua quà tặng cho người chồng yêu quý. Cuối cùng thì Della cũng đã tìm được món quà ưng ý. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là món đồ được làm ra để dành cho Jim và chỉ dành cho một mình chàng mà thôi. Cô đã bới tung các cửa hàng khác mà đâu có tìm thấy một món quà như thế này. Đây là một sợi dây bạch kim chuyên để đeo những chiếc đồng hồ quả quýt. Với những họa tiết nghiêm túc và đơn giản, sợi dây không hề óng ánh mà nền nã và sang trọng như mọi món đồ xịn khác. Và nó hoàn toàn xứng với chiếc đồng hồ vàng của Jim. Ngay khi vừa nhìn thấy nó, Della đã nhận ra rằng nó nhất định phải thuộc về Jim của cô. Bởi sợi dây bạch kim này cũng giống hệt như Jim, khiêm tốn và trang nghiêm. Đó là hai phẩm chất chung của Jim và sợi dây bạch kim. Giá của nó là 21 đô la. Đền là thanh toán tiền và trở về nhà với 87 xu trong túi. Với một sợi dây treo đồng hồ như thế này, thì ở bất cứ nơi nào, Jim cũng không phải hổ thẹn khi rút chiếc đồng hồ quả quýt ra bảo ra xem giờ. Từ trước đến giờ, Jim vẫn thường xuyên dấm dúi xem giờ, vì dù cho chiếc đồng hồ có sang trọng đến đâu thì anh cũng vẫn xấu hổ khi nó được cài vào sợi thắt lưng da tồi tàn và cũ rích. Khi về đến nhà, tinh thần phấn chấn của Della tạm lắng xuống và nhường chỗ cho sự lo lắng. Cô lấy ra những chiếc lô uốn tóc, bật bếp ga và bắt tay vào việc giải quyết hậu quả những tổn thất do tình yêu và sự quan tâm gây ra. Mà đây thường là công việc nặng nhọc nhất, khó khăn nhất đấy. Các bạn thân mến của tôi à? Chưa đầy 40 phút sau, đầu Đen La đã bồng lên bởi những lọn tóc xoăn tít nòm cô trông giống như một cậu bé nghịch ngợm. Cô ngắm mình hồi lâu trong gương với ánh mắt chăm chú và chán trường. Nếu Jim không giết chết mình ngay sau khi anh trông thấy kiểu tóc mới này của mình, thì chắc là anh ấy cũng nghĩ mình giống như một cô gái trong dàn đồng ca ở Cockney Island. Nhưng mình biết làm gì đây? Làm gì nào? khi mà mình chỉ có đúng một đô la và tám mươi bảy xu. Đen Lan nghĩ thầm. Vào lúc bảy giờ, cà phê đã được đun chín, tỏa hương thơm lừng. Chiếc chảo đang nóng ngờ ngực trên bếp ga với món cừu cốt lét. Jim chưa bao giờ về muộn. Dela nắm chặt sợi dây bạch kim trong lòng bàn tay và ngồi xuống mép chiếc bàn gần cửa ra vào. Chẳng bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang của Jim. Trong giây lát, mặt cô tái mét đi. Cô vẫn có thói quen cầu xin Chúa Trời bằng những câu cầu nguyện ngắn về những mong muốn lặt vặt trong cuộc sống. Giờ đây, cô cũng lầm nhầm cầu nguyện. Cầu xin Chúa đừng để anh ấy không yêu con nữa cánh cửa mở ra và Jim bước vào phòng sau khi đã khép cửa lại. Jim có khuôn mặt gầy gò và lo âu. Làm trụ cột của gia đình khi mới 22 tuổi đâu phải là việc đơn giản. Đáng lẽ ra, Jim phải thay một chiếc áo bành tô mới từ lâu rồi. Chưa kể hai bàn tay anh lúc nào cũng lạnh cóng vì không có găng tay. Jim đứng khựng lại. Đôi mắt anh nhìn đen la thật khó tả, khiến cô bắt đầu cảm thấy sợ. Đó không phải là ánh mắt tức giận, không phải ánh mắt ngạc nhiên, không trách móc hay là kinh sợ. Hoàn toàn không phải cảm giác mà cô chờ đợi. Chỉ đơn giản là Jim nhìn cô không chớp mắt và sắc thái khuôn mặt anh vẫn cứ kỳ lạ thế nào ấy. Đèn La lao về phía chồng, Jim, anh yêu. Cô hét lên. Xin anh đừng nhìn em như vậy. Em đã cắt và bán tóc của em vì em sẽ dây dứt nếu em không có quà tặng anh nhân dịp lễ Giáng sinh. Rồi, rồi tóc sẽ mọc lại nhanh thôi mà anh. Anh sẽ không giận em, đúng không anh yêu? Em đã không thể làm khác được. Tóc em mọc nhanh lắm mà. Nào, anh yêu hãy chúc mừng em nhân dịp lễ giáng sinh đi jim anh yêu chúng ta hãy cùng vui lễ giáng sinh ôi giá như anh biết được rằng em đã chuẩn bị một món quà tuyệt vời như thế nào để tặng anh em à em đã cắt tóc ư ừ. jim hỏi giọng đầy căng thẳng như thể não bộ có hoạt động hết công suất thì anh vẫn không làm sao nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Vâng, em đã cắt và bán tóc của em. Đèn là nói. Nhưng anh vẫn sẽ yêu em, đúng không anh yêu? Em vẫn là em mà, mặc dù mái tóc có ngắn hơn trước đôi chút. Có nghĩa là mái tóc dài, ống ả à của em không còn nữa ư. Ừ. Jim ngơ ngác nhìn khắp trong phòng và hỏi. Anh, anh đừng tìm nữa, vì anh sẽ không tìm thấy tóc của em nữa đâu. Đen La nói. Em đã nói với anh rồi, em đã bán tóc của em. Mà ngày mai là lễ Giáng sinh rồi, Jim. Xin anh hãy dịu dàng với em một chút em bán tóc đi là vì anh mà có thể những sợi tóc trên đầu em có thể đếm được đèn la tiếp tục nói giọng nói dịu dàng của cô bỗng trở nên nghiêm túc nhưng anh biết không anh yêu sẽ sẽ chẳng ai có thể đo hết được tình yêu mà em dành cho anh đâu jim anh yêu em đi dán lại cốt lét cừu nhé Jim đã chấn tĩnh trở lại. Anh siết chặt đen la trong vòng tay của mình. Chúng ta hãy để cho họ bên nhau trong giây lát và cùng xem xét một việc khác nhé. Theo bạn thì thế nào là nhiều hơn? 8 đô la một tuần hay là một triệu một năm? Cả nhà toán học và nhà thông thái đều cho các bạn một câu trả lời sai bét những thiên thần đã mang đến những món quà quý giá. Nhưng trong đó vẫn còn thiếu một thứ. Tuy nhiên, những điều khó hiểu này sẽ được giải thích sau một chút. Jim lấy trong túi áo bảnh tô ra một gói nhỏ và đặt xuống bàn. Em, em đừng hiểu sai về anh. Đen la. Jim nói chẳng có một kiểu tóc nào lại khiến anh không yêu người vợ hiền của anh nữa nhưng em yêu em hãy mở gói quà này ra và em sẽ hiểu ngay vì sao tự dưng anh lại có phản ứng như vậy khi nhìn thấy em những ngón tay trắng muốt lanh lẹ cởi dây buộc và giấy gói tiếp theo tiếng kêu sung sướng thì than ôi ngay lập tức là tiếng nấc tức tưởi và những giọt nước mắt tuôn trào đến nỗi thiếu chút nữa thì chủ nhân của ngôi nhà phải sử dụng ngay lập tức mọi loại thuốc an thần có trong nhà bởi vì trong gói quà đó chính là bộ lược cài đầu gồm một chiếc cặp đằng sau và hai chiếc cài hai bên mai đúng chính là bộ lược cài đầu mà đen la đã nhìn thấy trong một cửa hàng trên phố Broadway và mê mẩn từ lâu. Những chiếc lược cài tóc đẹp tuyệt làm bằng đồi mồi có đính những hạt đá lấp lánh rất hợp với mái tóc màu hạt xẻ của cô. Đen La nhớ là bộ lược đồi mồi này rất đắt và khi nhìn thấy chúng, trái tim cô đã đập rộn ràng vì muốn có được chúng. Và giờ đây, chúng đã thuộc về cô nhưng cô đã không còn mái tóc dài óng ả à để chúng tô điểm nữa rồi dù vậy cô vẫn áp bộ lược lên ngực và cuối cùng cô cũng lấy lại tự tin ngẩng đầu lên nhìn jim và mỉm cười rất tươi dù mắt chưa ráo lệ tóc em mọc nhanh lắm mà anh yêu bỗng cô nhảy cẫng lên như một con mèo phải bỏng ôi chúa ơi mãi mà cô vẫn chưa cho jim xem món quà tuyệt vời mà cô đã mất bao công sức mua tặng chồng cô đưa sợi dây đao đồng hồ bằng bạch kim ra cho jim xem sợi dây kim loại nhẵn lì như ánh lên một màu với đôi mắt hạnh phúc chân thành của cô anh không thấy nó tuyệt sao jim em em đã tìm cả thành phố mới mua được nó đấy giờ thì anh có thể lấy đồng hồ ra xem giờ hàng trăm lần một ngày cũng không ngại gì nữa nào hãy đưa cho em chiếc đồng hồ vàng của anh đi em muốn xem chúng có hợp với nhau không nào nhưng thay vì nghe theo lời của vợ Jim lại nằm xuống chiếc đi văng cũ sờn, gối đầu lên hai cánh tay và mỉm cười. "Đèn là yêu dấu của anh," Jim nói. "Có lẽ chúng ta tạm thời phải cất những món quà này đi một thời gian. Giờ đây, đối với chúng ta, những món quà này trở nên quá cao siêu. Anh anh đã bán chiếc đồng hồ vàng để mua lược cài đầu tặng em." Còn bây giờ thì anh đói bụng quá rồi. Đã đến lúc dán lại cốt lét đó em yêu à. Những người có phép tiên đã mang quà đến cho trẻ em trong những máng cỏ. Quả là những người thông thái tuyệt vời. Chính họ cũng là những người đã nghĩ ra tục lệ tặng quà Giáng sinh. Cũng bởi vì họ thông thái nên những món quà mà họ mang tới cũng rất thông thái. Vậy là tôi đã kể cho các bạn nghe một câu chuyện không có gì đáng để ý về hai người ngốc nghếch sống trong một căn hộ thuê với giá 8 đô la một tuần. Họ đã bằng những cách kém thông thái nhất hy sinh những báu vật của mình để làm cho người mình yêu hạnh phúc. Nhưng thực ra trong số những người trao và nhận quà thì chỉ có họ mới chính là những người thông thái họ chính là những người có phép tiên các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn ông hai khá của tác giả nguyễn duy liễm qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú việt hùng mua được căn nhà khu dân cư tự phát cùng dãy với nhà nó phía cuối con hẻm cụt tới đây sẽ thành mặt tiền hướng ra con lộ tương lai là nhà ông hai khá người già hay để ý tôi thấy nhà ông lúc nào cũng mở cửa khác hẳn với những ngôi nhà còn lại trong dãy cứ đóng im ỉm cả ngày chẳng mấy khi giáp mặt chủ nhân hai khá tên ông nghe thấy ngợi cảm nó nhắc đến sự phong lưu phát đạt nhưng nhìn vào con người và gia cảnh ông thấy úi xùi một ông già nhỏ thó cóm róm chẳng thấy ông mấy khi mặc quần dài nên đôi chân để lỏng khỏng chơ ra giữa hai ống quần xà lỏ. nửa phần cơ thể phía trên khoác chiếc áo sơ mi không đủ cúc màu ngà ngà đùng đục khó đoán chính xác màu khởi nguyên là trắng hay là ghi. Đấy là nói những lúc có việc phải đi ra khỏi nhà, còn thường thì ông ở trần. Tôi đang sống nơi đồng bằng Bắc Bộ, quen quấn túm giữa cộng đồng làng xã, họ tộc. Sự giao lưu là nhu cầu tựa cơm ăn nước uống. Bảo đây, chơi với con với cháu. Sau mỗi sáng ngày con đi làm, cháu đi nhà trẻ, tôi như bó chân bó tay, bó luôn cảm miệng suốt 10 tiếng đồng hồ trong nhà ngột ngạt. Tôi phải kiếm cớ sang làm quen với ông hai khá cho có bạn. Thế ông lom khom sách từng số đất từ bờ kênh về tôn hiên nhà. Vì nền nhà ông thấp hơn mặt hẻm, nên mỗi khi có mưa, nước chảy, lênh láng khắp cả. Tôi lên tiếng. Anh hai, không bảo con cháu làm cho, lọ mọ làm chi cho cực. Thực tình, tôi không chỉ nói lấy lòng và cốt để làm quen, mà nhìn thấy ông già 87 tuổi sách từng xô đất bước đi choạnh choạng chân nam đá chân chiêu, thấy tội quá. Bỏ số đất xuống nghỉ ông hổn hển Chú ơi, mình còn làm được, cần chúng nó làm gì? Mà nếu gai mắt thì chúng nó làm từ khuya rồi ông nhìn tôi bằng đôi mắt hấp háy sụp mi. Hai tròng mắt nhờ nhờ đùng đục thu nhỏ lại chỉ còn cỡ hai hạt đậu ván. Âm thanh thều thào từ cái miệng hết răng, đôi môi mím lại bó vào thành lời. Nhìn ông chán, tôi quay ra nhìn căn nhà của ông. Giả như gia đình ông sống cách nay bốn năm thập niên thì chẳng nói làm gì, ở giữa thời bê tông hóa, Sài Gòn lại đang vươn lên thành một con rồng, thì căn nhà ông cứ chơ chơ không chịu tiến hóa. Tường được xây mỏng dính mái lợp tôn không trần chống nóng, cứ thả sức cho mặt trời hun đốt. Nhà chia làm hai gian, gian trong là phòng ngủ, gian ngoài cua con dâu út ông hai đang lạch cạch bên chiếc máy khâu, xung quanh vứt ngổn ngang những sấp vải cắt may dây chuyền công nghiệp đứa cháu nội, bé gái chừng 8-9 tuổi, gương mặt thanh tú đang nửa quỳ nửa đứng bên chiếc giá vẽ tự tạo. Những nét cọ thô sơ đã có hồn sống động đến đáo đề. Có lẽ đây là tài sản lớn nhất mà ông hai có được trong phần đời còn lại của mình. Lần đầu gặp ông chỉ thế, một người làm một người đứng nói chuyện vu vơ trên trời dưới đất cũng ngại. Tôi về, lần hỏi đem thắc mắc ra hỏi con rể. Con trai ông hai khá làm gì mà thấy vắng nhà luôn vậy? Con chẳng biết. Chàng rể trả lời. Con về đây ở ba bốn năm rồi mà có mấy khi gặp mặt anh ta. Nghe nói đi theo bổ nhí ở Biên Hòa hay là Bình Dương gì đó. Lại thế nữa. No ăn mới ấm cật. Đằng này chẳng mang nổi ốc. Nghĩ vậy tôi lẩm bẩm À, cũng là cái sự lạ. Đi với bồ thì bỏ bê vợ con đã đành một nhẽ. Đấy, bỏ cả cha già đang như chuối chín muồi đấy mà đi được là cái hạng người gì. Nghĩ được vậy đã không nên nỗi. Mớ tiền đền bù nhà đất của ông ấy đã không về moi tới đồng cuối cùng. Sáng hôm sau, khi con đã đi làm, cháu đã đến trường, tôi mang chiếc chổi cọng dừa ra quét hèm. Vừa khua cây chổi được mấy quệt thì ông hai khá gọi vào uống nước. Tột quá, tôi cần được giải tỏa. Thật là đúng lúc. Tôi buông cây chổi xuống vệ đường rồi thùng thẳng bước vào với ông khoảng hiên mà mấy hôm ông cặm cụi sách từng xô đất tôn tạo còn lỗ chỗ nhấp nhô. Nó được chừa lại một nửa lấy lối vào nhà, còn nửa phía trong ông kê chiếc giường một. Phần tiếp giáp với đầu giường, ông đặt một trang thờ không bài vị. Trang thờ cũng tạm bỡ, chỉ là chiếc bàn nhựa xuân hòa. Sau bát nhang là tấm ảnh đen trắng in hình một người đàn bà rất đẹp những nét đẹp, đẹp còn lưu lại với thời gian chiếc cổ cao vạch đủ ba vết ngấn đôi mắt lá răm sóng sánh nét cười khuôn mặt trái xoan toát lên một vẻ kiêu xa và cả sang trọng nữa ông hai khá đang ngồi bên trang thờ trước mặt đặt hai ly cà phê đen bao thuốc lá và hộp quẹt hai điếu thuốc đã châm lửa một đang lập lòe trên môi ông một đặt bên ly cà phê khói thuốc, hơi nóng cà phê tỏa lên nghi ngút. Tôi ngỡ chiếc ghế bỏ không và ly cà phê đã đặt sẵn là ông dành với nhã ý mời mình, nên sát đến định ngồi. Nhưng ông ngăn lại, rồi vào nhà lấy thêm ghế. Tôi hơi ngạc nhiên, chiếc ghế ông mới lấy ra và chiếc ghế để kia cũng giống nhau. Có gãy mẻ gì đâu, hay là lại sắp có khách nào nữa? Nhưng nhập ra tùy tục tôi làm theo sự sắp đặt của ông rồi ông hỏi tôi uống cà phê không đây là câu hỏi chân tình không hề khách sáo của người nam bộ biết vậy tôi thưa tôi uống ở nhà rồi và vẫn bị chi phối về những gì vừa quan sát được và lối xử sự hơi khác lạ của ông tôi lại nhìn khắp nhà mong có thể tìm được câu trả lời đâu đây có lẽ sự tò mò ngạc nhiên của tôi thể hiện qua nét mặt thái quá để ông cũng nhận ra. Ông chỉ vào tấm ảnh kể, đấy là vợ ông đã mất cách đây 10 năm. Về già, ông không chụp cho bà được tấm ảnh nào. Phải lấy căn cước cũ ra nhờ tiệm ảnh phóng cho một tấm lấy ảnh thờ để ngày ngày ngắm cho đỡ nhớ. Xong chỉ vào điếu thuốc ly cà phê, chiếc ghế nhựa ông nghẹn nghẹn nói với tôi. Mà không, ông đang nói với chính người vợ của mình. Tất cả mọi thứ ông sắp đặt cho bà như 10 năm trước mỗi sáng thức dậy. Ông bên này, bà bên kia ngồi nói chuyện với nhau. 10 năm, chứ 20 năm nữa, ông sẽ vẫn duy trì cái lệ này. Nghe chuyện ông, người tôi sân sân đầu óc như chững lại. Tôi ngước nhìn ông, khuôn mặt tàn héo đã xuống cấp tới hết mức, vẫn thản nhiên không thấy biểu lộ một trạng thái nào của tình cảm. Có lẽ đây chính là phần nổi, còn phần chìm ông nuốt ngược cả vào trong. Rất tò mò, nhưng tôi không dám hỏi lúc này, chỉ sẽ sàng đề nghị. Anh, anh cho em thắp nén nhang cho chị hai. Được ông đồng ý, tôi đốt ba nén nhang thắp lên với tấm lòng trân trọng. Khói nhang lan tỏa, nhân ảnh mơ hồ. Những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt người quá cố như rung rinh sao động. Tôi nghĩ chắc bà chưa thể siêu thoát. Tôi thành thân thiết với ông hai khá. Thân vì quý trọng và thân để giải tỏa cô đơn. Trong bề ngoài ông cục mình vậy, nhưng tiếp xúc nhiều thấy ông cũng không đến nỗi nào. Nói đến lĩnh vực nào ông cũng tham gia được, tuy không sâu nhưng cũng đủ để tôi với ông ngồi với nhau cả buổi. Thì ra ông không chỉ duy nhất có một đám đất dựng căn nhà đang ở mà cả khu phố này xưa là đất của vợ chồng ông. Hơn 50 công đất trước ngày 30 tháng 4 năm 75 vẫn là sở hữu của hai người. Sau năm 75 bên phía cách mạng ở bưng ở rừng kéo về thành phố đông nghìn nghịt nhiều người phải túa ra ngoại thành kiếm đất dựng nhà lúc ấy ông nghe người ta thì thào với nhau đất nước thống nhất rồi thì miền nam cũng góp ruộng góp của và làm chung ăn chung như ngoài miền bắc xã hội chủ nghĩa vậy thì giữ nhiều đất để mà làm gì ông còn nghe có người dọa nhiều đất là địa chủ rồi bị đem ra đấu tố như ở ngoài bắc đã làm năm năm mươi sáu ôi thế thì có mà vạ vào thân đến thế thì đành phải phát vãng đi lấy phước là hơn mỗi lần gặp ông nhắc chuyện con cái là lập tức khuôn mặt ông rúm gió tối sầm lại như có đám mây u ám lướt qua rồi lẩm bẩm ra các con ông biết nghĩ như con gái con rể tôi thì ông đã chẳng giàu thối ruột thế này bị vài lần thế câu chuyện loãng đi thế buồn từ lòng ông lại lây sang tôi chẳng vui thú gì mà ở đây không nói chuyện con cái thì nói chuyện đất đai rẽ sang hướng khác cho câu chuyện đỡ nặng nề tôi hỏi thế ông bà có đất riêng không ông trả lời tắp lự là có nhà lá thôi nhưng có vườn cây có ao cá rộng tới hơn công đất quanh năm mùa nào thức nấy. Rồi ông đứng dậy sốt sắng kéo tay tôi đi. Tôi theo ông hai khá ra cuối hẻm, vạch bờ dầu ô rô đi xa bờ kênh. Hai bên bờ kênh đã được giải tỏa trắng băng cho dự án cải tạo dòng kênh lương, bắt nó trở lại xanh trong những nguyên bản, cũng như kênh nhiêu lộc, kênh tàu hủ mà thành phố đã làm để rồi hai bên bờ kênh được mở ra hai con đường mới song song chạy thông suốt lên quốc lộ một giảm tải cho những con đường phan văn và nguyên quá đang phải oằn mình gánh chịu lượng người xe như đêm sau mỗi buổi tan tầm vậy ra ông hai khá đâu đã nghèo tới mức kiệt quệ như tôi ngỡ ông đóng cửa nhà mình về đây ở với con với cháu cho đỡ côi cút mà Nghĩ vậy là phải. Ông như đốm lửa sắp tàn, biết tắt đi bất chợt lúc nào. Đang đi, ông hài khá, ngoắc tay kéo tôi lại đột ngột, chỉ vào ngôi nhà của mình. Nhà của ông là một cái tròm tùm hum cất bằng thứ vật liệu nhặt nhạnh từ những căn nhà bị giải tỏa dỡ bỏ. Nó dựng trên theo đất hình lưỡi kéo, bề sâu đầu này chừng một mét đầu kia chừng 2 mét, nằm ôm xuôi theo con đường tương lai dài tới 45 mét. Vậy mà tôi đã bừng vội cho ông. Ông đã dồn sức già vào đám đất mà dự án trừ lại và ngày ngày ra nhặt những mảnh vụn bê tông về quay quanh thẻo đất để phòng người ta lấn sang cái phần còn lại còm cõi của mình. Thẻo đất đâu chỉ có căn nhà mà còn chứa thêm ngôi mộ, ngôi mộ đất vun cao tới ngang người trên chốc đặt chiếc lư hương bằng xứ đấy là ngôi mộ của bà vợ ông con đường vừa được giải tỏa xong thì bà mất ông đem hỏa thiêu rồi mang cho cốt về đây quàn tạm đây là thứ duy nhất của quá khứ còn vương lại với cuộc đời ông cho đến giờ chính bố mẹ ông ngay cả ngày tháng họ mất ông cũng chẳng biết để làm đám rỗ. Ông chỉ nhớ sơ sơ, họ gửi ông lại nhờ người bà con nuôi khi ông hơn 10 tuổi, rồi đưa nhau qua Nam Vang làm thuê quốc mướn kiếm tiền. Mãi đến sau này, nghe có người nói lại, mẹ ông đang chăm cá lồng cho chủ thì bị cá sấu tấn công. Cha ông thấy vậy cầm dao nhảy xuống sông giành lại. Nhưng cá sấu đi đôi, ông đánh không lại chúng mà chết theo xác cha mẹ ông thế là làm mồi cho cá rồi tan hòa vào nước mê công sơ sơ chuyện gia đình nhà ông là vậy sau này có được món tiền đền bù từ nhà đất thì con lại phá tanh bành hết giờ với ông chỉ còn nhắm vào thẻo đất này mong thu vén được đồng nào là mua ngay một vuông đất trong nghĩa trang thành phố để lập hai ngôi mộ một ngôi mộ gió cho cha mẹ một cho vợ chồng ông ông ước lời ước bi phận ấy mãi sau này ra bắc tôi vẫn nhớ như in tôi chết đem ra bình hưng hòa thiêu xác lấy cho về bỏ trung bình với bà ấy thế là coi như xong chuyện đời phó mặc tôi bất lực rồi chú tư ơi chuyện về lũ con ông tôi cũng đã nghe. Trước ngày giải phóng, ông quản chúng như là quản tù. Lúc phải gửi chỗ này, khi phải giấu chỗ kia. Mấy thằng con trai thằng nào cũng lực lưỡng. Ông sợ chúng bị bắt lính đem làm mồi cho bom đạn. Hòa bình về, ông ngỡ là thoát nạn, thả chúng ra cho chúng được hòa nhập với cuộc đời. Ai ngờ chúng lại xa đà mắc vào xì ke ma túy thằng anh quyến theo thằng em nhà đất ông chia cho chúng bán đi lấy tiền trích hút rồi thành bụi đời đường phố giờ chỉ còn căn nhà của thằng út nhằm ngày dỗ mẹ chúng kéo nhau về mượn hơi rượu nắm lít của ông mà gào tiền ông gửi ngân hàng cho mốc ra con cháu nheo nhóc mà ông cứ bo bo ông chết, ai để ông thúi sang mà sợ. Nhìn vào mắt lũ con ông biết, chúng không chỉ dọa chơi. Thôi thì, giữ lấy cái gì đáng giữ, chứ chẳng lẽ vì đồng tiền mà cha con giết nhau. Ông sang ngân hàng rút ngay mớ tiền đền bù đất đai về phát hết cho chúng. Giờ, ông muốn dành cái lõm loi còn lại để trả nghĩa cho bà, trả nghĩa tình yêu và ghi ơn cha mẹ có lẽ thế cũng là việc đáng làm giờ nơi hẹn của hai chúng tôi là ngôi nhà tạm bợ này của ông ông thích ra đây ở gần với người vợ thân yêu của mình ở trong mảnh đất của mình tất nhiên ở ngoài này cảm xúc của ông cũng bất ổn hơn nhìn khuôn mặt nhầu nhĩ nhăn nheo như quả nho khô bất động khắc khổ tội nghiệp ông như con người đã thuộc về thế giới khác tôi nghĩ động viên ông cũng là thừa và an ủi cũng không cần thiết vì tất cả với ông nó vo tròn vón cục lận xuống tận sâu tận tâm can chìm trong hoang hoài cả rồi sự gợi lại chỉ như ào qua cơn rung chấn bất chợt có lẽ nên phá tan nỗi u uất bằng cách là lái ông về câu chuyện vui đó là chuyện tình yêu được khởi xuất ra sao giữa ông với người vợ đẹp hương trời sắc nước. Tôi bỗ bã hỏi ông về chuyện tình của ông với người vợ đẹp nhường kia. So với ông thì có gì đó cọc cạch không cân xứng. Tưởng là ông giận, nhưng không, mắt ông sáng lại, cái miệng không răng móm mém cười. Chính vợ ông mới là người tán ông, bà đã siêu lòng trước đây chẳng là sự lạ nữa ư tôi bị cuốn hút ngay vào câu chuyện của ông chuyện tình của ông già hơn mình một thế hệ tôi cảm đoán đây là một chuyện tình hy hữu và chắc là rất ly kỳ nên lại càng tò mò còn ông có lẽ đã bị trôi khơi lại để được sống với thời mà cuộc đời đã ban phát cho mình ký ức bừng thức dậy hóa ra bà là con chủ điền. Ngày ấy, ông chỉ là một chàng tá điền nên chẳng dám mơ ước tham vọng gì. Đũa mốc đâu lại dám tròi mâm son. Bởi đời chàng lang bạt kỳ hồ bao năm, giờ chẳng nhớ rõ quê hương gốc gác mình từ đâu nữa. Rồi chàng được ông bà chủ điền thu nạp. Tuổi 18 đôi mươi của chàng trai trẻ bẻ gãy rừng trâu làm việc quên mệt từ sáng đến tối làm bằng hai bằng ba người khác từ cày cấy xạ lúa việc gì cũng làm cũng ngon nghè cả nên được ông bà chủ cưng chiều chàng cũng chẳng lấy sự chiều đó làm vui vì biết họ chiều chàng để lấy việc mỗi bữa trưa ông bà chủ sai cô gái út mang cho chàng một bữa ăn ra tận đầu bờ Chàng cứ vô tư ngồi ăn rồi thi thoảng lại vờ ngẩng lên để chiêm ngưỡng dung nhan của con gái chủ điền. Da trắng bông, đôi tròng mắt thì đen huyền, sóng sánh như đong đầy nước. Ôi, còn cái miệng lúc nào cũng chúm chím như là nụ hoa tươi. Thằng con trai vừa đến độ, đang khao khát tình, khao khát lứa đôi, bị thiêu đốt. Nhưng đâu dám nhìn công khai cô chủ chỉ giả đò như vô tình đưa mắt liếc qua vụng trộm nhìn lơ, rồi đêm về tư tưởng. Nào ngờ, cô chủ đã nắm được tình ý của chàng. Đánh mắt liếc xéo một cái rõ ngọt, rồi biểu thích thì sao không dám nhìn thẳng, mà lại cứ phải nhìn lén như là kẻ trộm ấy. Chàng nín thinh, giả đò nhìn xuống chén cơm, còn mặt mũi thì đỏ lững lên vì ngượng rồi chàng không ngờ nàng nhấn thêm thế anh thích tôi thiệt hả thích thì thích nhưng làm sao được chàng với nàng lúc ấy mỗi người một đẳng cấp một thứ hạng chàng nhìn nàng mê đắm rồi ao ước từ bản năng mà mỗi gã đàn ông đến độ tuổi đều có chỉ thế thôi chứ cũng chẳng dám đi xa hơn bị bắt thóp sau một hồi lúng túng chàng cũng ngẩng được mặt lên nhìn rồi chẳng biết lấy can đảm dũng khí từ đâu trả lời tại cô út đẹp vậy thằng con trai nào mà chẳng thích chứ từ ấy cô chủ luôn nhìn chàng với cái nhìn lạ lẫm từ ngàn đời nay khi mà trai gái yêu thương nhau cái biểu hiện đầu tiên để họ thông báo cho nhau là qua ánh mắt cho đến tận lúc này tuy đã khuất mặt cách lòng ông vẫn không sao quên nổi ánh mắt của bà khi xưa dành cho mình mà tất cả chuyện yêu đương ban đầu chỉ dừng ở đó ông đời nào dám công khai chuyện tình cảm của mình mỗi lần được gần bà người ông lại run lên cầm cập tâm trí thì bần thần lơ lửng tận ở đầu đầu đâu cái kim trong bọc có giấu được mãi đâu ông bà chủ đã biết chuyện không thể được con gái họ là lá ngọc cảnh vàng đã được tính toán gả cho một vị quan chức cỡ bự trong sài gòn làm vợ bé để phá kế hoạch của bố mẹ cô chủ đã chủ động cho chàng tá điền được đi đến tận cùng coi như sự đã rồi cực chẳng đã phần vì thương con. Ông bà chủ điền cũng chấp nhận. ém nhẹm chuyện này như quẳng hết đồ đạc của đứa con gái lăng loàn ra sân coi như phóng thích. Đã chuẩn bị tính thần với nhau từ trước. Chàng phát hoang mảnh đất này dựng cái tròi đón nàng về chung sống. Ông bà chủ căm tức. Nhưng vì con gái họ buộc phải chấp nhận để chàng tiếp tục làm tá điền trong thân phận dễ hờ thực ra thì họ cũng đâu quá tệ lũ trẻ sinh ra những lúc khó khăn là bà nhà tôi lại lén cửa sau về ăn vạ mẹ chẳng biết có phải làm lén chồng hay không nhưng mẹ vợ tôi vẫn thường xuyên chu cấp cho lũ trẻ ông hai khán nói về bố mẹ vợ bằng giọng tình cảm không vươn chút oán hận ông còn bùi ngùi kể rằng sau khi sài gòn được hoàn toàn giải phóng cả bố mẹ anh chị đằng vợ ông gói ghém tài sản xuống tàu chạy ra biển cuộc ra đi đã hơn bốn năm ông vẫn không hiểu họ còn mang kỳ thị với quá khứ không muốn quay về hay là con tàu chở họ ra đi đã gặp rủi ro ngoài biển cả chỉ còn có bà ở lại với ông ngày ngày từ lúc sống cho đến khi nằm xuống tôi quay lại Sài Gòn sau một tháng lặn lội giữa bưng biển Đồng Tháp để kiếm tìm hài cốt bạn bè. Vừa bước chân về tới con hẻm cụt, sự thay đổi đã làm tôi khựng lại. Căn nhà của cha con ông Hai Khá đã được đập ra xây lại. Vùi vữa vật liệu ngổn ngang cùng giàn giáo. Ồ, thế này thì mừng cho ông hai quá hẳn là thằng con út đã tu tỉnh quay về trí thú với vợ con lại còn giành được tiền xây lại căn nhà tôi đem ý nghĩ vui mừng đó về nói chuyện với con thì chàng rể lắc đầu kể tôi đi được vài bữa thì thằng con ông hai về chìa lá đơn ly dị đã viết sẵn ra ép vợ ký xong việc thứ nhất hắn quay sang sẵn giọng cưỡng ông hai ông có nhà thì dọn về ngoài ấy mà ở cái nhà này gán nợ cho người ta rồi nghe thế tôi bùi ngùi lấy xe định đạp ra căn chòi của ông hai khá xem sự thể ra sao thì con tôi vội vàng ngăn lại bố bố đi đâu bố định ra đi ra chỗ căn chòi của ông hai chứ gì ở ngoài ấy còn có cái gì đâu mà ra cách nay một tuần bỗng dưng ông đem bình cho của vợ giải xuống sông sài gòn sau đó về uống rượu say lên giường nằm ngủ rồi không dậy nữa xe đặc dụng của trường đại học y về rước ông đi lúc ấy mọi người mới biết ông đã tình nguyện hiến xác còn thẻo đất ông hai giao giấy tờ và ủy quyền cho cô con sâu út với mấy lời dặn lại khi nào làm đường xong thì bán đi lấy tiền cho con mày và học trường hội họa để nó thành tài khoai dại thì ươm lấy bồng nó là giọt máu của bà ấy nhỏ lại đấy mến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay gửi tới các bạn truyện ngắn Đi tìm cà và tím của nhà văn Tô Hải Vân. Mời các bạn cùng nghe qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Có cà và tím không cô? Chữ tím được gã nhấn mạnh Người đầu tiên tròn mắt ngạc nhiên Người thứ hai lặng lẽ lắc đầu Người thứ ba phá lên cười Cười à? Cười cái gì? Gã cóng Bán hàng mà vô duyên Gã rút kinh nghiệm Không hỏi nữa Vào cửa hàng Cứ đi thẳng đến chỗ treo cà vạt Rồi tự lục lọi Ai hỏi gã chỉ âm ừ đã qua năm cửa hàng rồi sáu bảy gã ngạc nhiên khi thấy mình quá kiên nhẫn một đức tính tự gã cũng thấy hiếm có ở chính mình giá mà theo đuổi sự nghiệp cũng như đi tìm mua cà vạt thì đời gã chắc hẳn đã khá hơn rất nhiều gã vẫn đi đi gần hết một con phố toàn cửa hàng sáng trưng mà không nhặt ra được một cái cà vạt tím nào Đủ thứ cà vạt nằm cuộn tròn trong các hộc tủ vuông hay duỗi dài trên giá. Sọc dọc, sọc chéo, sọc ngang, không họa tiết hay có hoa văn, một màu hay nhiều màu, kiểu gì cũng có, nhưng không có cà vạt thuần tím. Gã chán đàn, chân mỏi nhừ, thỉnh thoảng lại xuất hiện một tiếng cười lạ trong đầu. Tiếng cười của cô bán hàng thứ ba, nó chui vào nằm ở đó dứt khoát không chui ra chỉ còn một đoạn phố nữa thôi một đoạn thôi gã nhủ thầm và lại rẽ vào một cửa hàng khác có cà vạt tím không cô gã hỏi như một cái máy lần này gã cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của cô bán hàng và cũng chán chẳng buồn sục ngay vào quầy cà vạt gã biết đây quả là một cảnh phi lý nếu xét theo con mắt người khác. Nhân vật của chúng ta tên là Ca, đứng sững giữa cửa hàng ngây ngô nhìn mọi thứ rồi chầm chằm nhìn vào tủ cà vạt. Thử tưởng tượng xem, Ca nghĩ một thằng cha là gã chẳng còn trẻ trung gì, 52 tuổi, mặt mũi nghiêm trọng, ăn mặc nghiêm chỉnh, lùng sục tìm một cái cà vạt màu tím có phi lý không? có gã tự nói không gã lại tự nói mặc mình cần thì mình đi tìm có không cô không đi già lạ thiên hạ làm ra hàng tỷ cà vạt mà không có cà vạt tím à. đã là cuối phố ca ra khỏi cửa hàng đứng ở vỉa hè hút thuốc lá buột miệng văng một câu chửi tục mở ngoạc gã gần như không bao giờ chửi tục và nghĩ mình thật là vô duyên. Chỗ cuối con phố sang trọng này có một đám người vô công rồi nghề đứng chờ. Người nhìn đường, kẻ nhìn sời, kiểu đợi người đến thuê làm bất cứ việc gì. Gã đứng hút thuốc gần họ, đột nhiên nghe thoảng một câu bình phẩm. Thằng cha kia ăn mặc như là trí thức, mồm lại chửi bậy một vài tiếng cười rời rạc một câu chữ bâng quơ một tiếng thả ra như gió thường thôi ca chạnh lòng chợt nghĩ biết đâu đến một lúc nào đó mình rất có thể cũng đứng đây như họ không hút thuốc lá mà hút thuốc lào ở công ty gã trong cơn suy thoái kinh tế này sếp có vẻ như đang muốn giãn nhân công và biết đâu trong cái danh sách đang nằm trên mặt bàn xếp lại chẳng có tên mình thằng già là phải vứt đi đầu tiên tự nhiên gã thấy hơi hoảng gã băng qua đường mỏi lắm rồi gã đã tiêu hai tiếng đồng hồ cho con phố này rồi về hôm sau ở công ty vừa làm việc ca vừa ngọ nguậy gã luôn bị cái cà vạt ám ảnh nó cứ thít lấy cổ, quay trái quay phải đều khó khăn. Thêm nữa, nó lại có một cái màu tím kỳ quặc. ngẩng đầu lên thì đỡ, chứ cứ cúi đầu xuống đọc tài liệu hay là gõ bàn phím là y như cái màu tím khỉ gió ấy lại ám gã. Gã cảm thấy công việc khó mà chạy suôn sẻ như trước kia. Gõ máy tính thường xuyên nhầm, thảo một cái hợp đồng cũng nhầm lẫn đôi ba chỗ, lại phải đôi ba lần xem đi xem lại có lần gửi thư cho khách hàng này thì gã lại đề địa chỉ của khách hàng nọ nguy hiểm quá kiểu này mất việc như chơi mà không đeo cả vạt tím thì không được quy định của công ty phải mặc đồng phục như thế công ty còn cấp cả vạt tím cho mọi đàn ông nơ tím cho mọi đàn bà đó là cái để nhận dạng thương hiệu như ông tổng giám đốc đã từng tuyên bố Cả thấy các đồng nghiệp khác chẳng ai có ý kiến gì. Họ đeo cà vạt tím được trang bị một cách thản nhiên. Xấu hay đẹp thì vẫn cứ phải mặc gần ấy thứ, đeo đúng cái ấy, bàn cãi để làm gì. Một cô văn phòng còn bảo, Tốt, công bằng, từ nay em cũng như ai, có hàng hiệu thì để nhà nhá, thích thì mặc vào trong nhá, còn thích khoe thì hờ <laughs> hờ nhá. Đôi khi vào bữa trưa ở quán bình dân bên cạnh, có người còn lấy cà vạt ra để chấm chấm mép sau khi hút một thìa canh quá to. Vậy sao mình quá khó tính đến mức ấy? Thằng con đầu của gã 16 tuổi cầm cà vạt của gã đưa lên ngắm, rồi tự ướm vào cổ mình, dướn người lên trước gương bảo, Cũng được đấy chứ bố. Gã bảo, dành con chúng mày thì cà vạt nào mà chẳng vừa. Có đeo thừng vào cổ cũng có thể khen đẹp. Còn con gái gã 14 tuổi, xì một cái thật dài bảo, phải tay con không thích cà vạt thì bỏ phén công ty, đơn giản. Mày ngu lắm, gã nghĩ, bỏ làm thì ai nuôi mày đây? Còn mụ vợ thì lẩm bẩm, hồi xưa làm ở viện hay biết bao nhiêu, đúng đùng đòi ra khỏi viện, làm đến mấy nơi không xong. Thôi thì yên phận đeo kế vào đi. Đàn bà luôn luôn nghĩ đàn ông là loại ngu xuẩn. Mụ đụng đến nỗi đau, gã cáu bỏ ra nhà ngoài. Quả là ca đã từng xin ra khỏi viện, không phải xin mà là bỏ. Sự đều đều của viện làm cho ca chán ngán. Gã luôn bường tượng đến một cái bánh xe nước đang quay trên một dòng suối phẳng lặng. Chẳng hiểu tại sao lại chui vào đầu gã cái so sánh kỳ quái ấy. Hơn nữa, người ở đây lại làm cho gã chán hơn. Cấp trên bảo nghiên cứu gì thì nghiên cứu ấy. Bảo mấy năm phải xong đề tài là đúng mấy năm xong. Ba năm một lần đều đều lên lương. Làm lâu khác được lên chức. Như gã đã lên tới chức trưởng phòng. Phải sống đến quá nửa đời người, ca mới hiểu được là bất kỳ thứ gì diễn ra đều đều sẽ giết đi bao nhiêu thứ khác tốt đẹp trong cuộc đời ngoảnh đi ngoảnh lại thấy lũ trẻ đã lớn mình đã xuất hiện cục u ở xương bàn tay cái đau đau ở ngực và một nỗi sợ hãi vô hình mình là ca gã nghĩ ngần ấy thời gian trôi qua ca vẫn là ca chẳng khác đi tẹo nào có họa chỉ có kém đi tự nhiên gã hay nổi cáu cáu với vợ con cáu với đồng nghiệp và nhiều khi cáu với chính mình gã dường như tách hẳn ra và nhìn mình với con mắt khinh thường. Được một thời gian thì xuất hiện những cơn điên điên. Người nào trong đời mà lại chẳng nổi những cơn điên một vài lần. Có lần gã điên lên chửi một nhân viên trẻ vì một cớ rất vớ vẩn rồi lại dối rít xin lỗi. Nhưng nói thật, mỗi lần điên lên như thế, gã mới cảm thấy mình đúng là ca. Còn đây, chính là cơn điên nặng hơn một hôm sau khi đọc một tờ tạp chí khoa học ca phát hiện một tác giả tên lạ hoắc có mấy bài viết hết sức thú vị có liên quan đến một đề tài lớn mà viện gã đang triển khai đọc xong mấy bài viết ấy gã sướng quá nghĩ bụng đây chính là thiên tài mấy hôm sau gã nghĩ sao mình không giới thiệu gã kia với viện trưởng để ông mời gã kia về viện làm việc thêm một bộ cánh khỏe, viện sẽ như con đại bàng. Gã lặng lặng tìm đến tòa soạn, khó khăn lắm mới xin được số điện thoại của gã kia, gọi cho gã kia, khen gã kia một cách thật lòng, háo hức bảo, sẽ giới thiệu với viện. Gã lại về gặp viện trưởng, khen gã kia và đề nghị viện trưởng mời gã kia về làm việc. Cảm thấy sung sướng tràn trề khi thấy viện trưởng gật gù. Cầu đối đã thiết lập xong gã thấy hạnh phúc vì làm được một việc có ích nhưng việc có ích không hẳn là việc có lợi viện trưởng cho là gã đang có âm mưu lật đổ ông còn gã kia cho rằng gã đang có âm mưu lợi dụng gã cái gì cũ thì vẫn như cũ chả có gì thay đổi chỉ có gã là thay đổi kết quả là cả hai tỏ ra ghét gã thậm tệ Chán thế. Vợ gã lập tức đi đến kết luận. Thôi, ông đừng điên nữa. Gã khịt mũi nghe lời vợ tỏ ra rất ngoan ở cơ quan và mọi chuyện lắng dần đi. Thực ra thì chẳng có gì lắng cả. Ca vẫn nhìn ra đâu đó những ánh mắt kỳ thị. Ký ức buồn ập đến thật là nhanh chóng và bất ngờ. Nhưng dù nó có choán ly gã thì cũng chỉ là trong chốc lát bởi lẽ gã lại nhanh chóng bị cái cà vạt tím lôi lại thực tại bây giờ khác rồi không thể thôi việc vì không thể thôi sống không thể thôi kiếm tiền trong khi lũ con còn chưa thành niên về đến nhà chúng nó há hoác mồm nhìn bố nhìn mẹ đòi ăn rồi bảo học phí chưa đóng rồi quần chật quá rồi vợ thỏ thẻ tháng này tiền điện leo lên đến đỉnh cột điện rồi anh ạ không có cà vạt tím thì đừng đi làm. Sếp đã bảo thế. Nhưng có cà vạt lại tím nhờ nhờ thì đi làm cũng như không đi làm. Tự gã bảo thế. Đến công ty, nhìn mặt mấy tên trong tổ kiểm tra tác phong văn phòng đứng lờn vờn giữa sành chính mà chán. Trước mặt ca là một gã trai áo quần sộc sạch bị tổ kiểm tra chặn. Tại sao mặt lại buồn thế? vợ bỏ. Bỏ thì bỏ nhà, không phải bỏ công ty. Nào, cười lên. Gã trai cười, tươi ừ. nữa lên. Gã trai cười tươi, thôi, cho qua. Ca đi tới, họ không hỏi gì. Chắc nể mặt anh già, dù cà vạt gã thắt không được đúng kiểu hơi sọc sạch. Đeo cà vạt đã là điều khó chịu, thắt cà vạt lại là cực hình ca không sao thuộc cách thắt nào ấu đơn ấu đôi nào cánh phẳng cánh lõm thành ra gã nhờ bạn bè thắt một lần sau đó tháo chỉ cần nới ra thắt chỉ cần choàng vào cổ thít vào về nhà gã treo cà vạt lên giá để cái mũ lên trên lúc nào trên cái giá treo quần áo cũng như có một thằng cha thắt cà vạt đang đứng đó cười cười nhìn gã thỉnh thoảng ca đi qua nhìn thằng cha đó gã cười khẩy. Chú mày đây à, vẫn sống à? Hôm sau, sau giờ làm, gã quyết định đổi phương thức tìm tòi. Dãy phố sáng choang, với đầy những cửa hàng như nhau thì chỉ có những mặt hàng giống nhau. Nguyên lý ấy chẳng phải đã ghi đầy trong sách. Vậy thì ta phải đi tìm lại những cửa hàng ở xa nơi vốn có những cửa hàng. Có cà vạt tím không cô? Có. Đấy, quá tốt tư duy mới mẻ sẽ dẫn đến kết quả mới mẻ cho xem nào ca cầm cái cà vạt tím cô bán hàng đưa cho thấy thất vọng nặng nề cũng là tím nhưng nó thế nào ấy buổi tối ca tìm đến ông bạn họa sĩ này thế nào là màu tím gã hỏi đúng giọng một ông nghiên cứu viên ông bạn lôi hộp bột màu ra Trông đây, màu xanh dương ngoáy với màu đỏ, tím đấy. À, ca gật gù. Còn ông muốn chính xác như máy tính thì đây, C90M100. Cứ thông số này đem xuống nhà in, họ khắc in cho ông đúng màu tím. Cái thằng tím này rất buồn cười. Bình thường trên bảng màu gốc, các màu tương phản không thể đi cùng nhau. Nhưng vàng với tím là ngoại lệ. Tương phản mà lại đi được với nhau, lại đẹp nữa, thế mới lạ chứ. Thế có nghĩa là để đẹp trai, tôi cần sắm một cái sơ mi màu vàng à. Ca phá lên cười. Đêm, ca mơ thấy mình mặc một bộ đồ màu vàng và thắt cà vạt tím. Không thể mê được. Gã nghĩ khi tỉnh dậy giữa đêm. Gã ngồi trong giường nhìn cái đỉnh màn lẩm bẩm. Lý thuyết gì mà kỳ quặc. Hay là thằng họa sĩ kia xỏ mình ca vẫn không bỏ ý định đi tìm cuối giờ làm gã lại lang thang tới các con phố mà chưa bao giờ gã tới nhờ có cuộc truy tìm cảm phạt mà gã biết được thành phố của gã đầy ngõ ngách đầy bất ngờ nhiều vẻ đẹp nhiều vẻ xấu khó tưởng tượng nổi nhưng càng đi có như có vẻ như là cái thằng cà vạt ban đêm nói đúng nó chạy trốn cảm phạt cứ lớn dần lên trong đầu gã lúc nào gã cũng thấy dường như nó ở đằng sau lưng mình nó trốn mình hay là đuổi mình rồi một buổi sáng đẹp trời ca bước chân vào một tòa nhà cao tầng gõ cửa một công ty một căn phòng to mấy chục cái máy tính đặt dọc theo ba bức tường nhân viên đang gõ máy rào rào một cái bàn to đặt chính giữa trên mặt bàn cơ man không biết bao nhiêu loại báo vây xung quanh là chục nhân viên mắt cắm vào tờ báo tay lăm lăm cây bút đánh dấu tiếp gã là một người mệt mỏi đôi mắt thâm quầng còn rất trẻ đã từng nghiên cứu khoa học nhiều năm như vậy rất nhiều khả năng đọc và lọc tầm chương trích cú tốt chàng trai ông chủ nói sau khi đọc lý lịch của ca nhưng hơi nhiều tuổi hắn nhìn ca lịch sự và thẳng thừng nhận xét ông chủ mà ca nghĩ có quyền ấy. Ca là người biết điều nên chỉ gật gù. Giá mà trước kia thì chắc cũng khó chịu. Nhưng bây giờ miếng da lừa đang teo. Vâng, hơi nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm như củ gừng ấy. Ca nói. Ca đi làm được một tuần thì gã trông không ra gã nữa. Người cứ héo rũ những cái cây không được tưới nước. Mắt lúc nào cũng chịu nặng dần dần gã cũng quen nhưng điều gã không thể chịu đựng được lại ở chỗ khác kia có những đơn vị bị tần số chê rất lớn nhưng ngày này qua tháng khác tuy vẫn nhận được báo cáo đều đặn nhưng họ không hề sửa đổi tần số chê vẫn giữ nguyên có những đơn vị được khen nhiều quá lời khen lại quá sống sượng khiến gã thấy ngượng thay cho họ giá như gã cứ làm việc và ít suy nghĩ đi thì chắc là không sao đằng này kết quả khảo sát cứ ám gã hàng ngày hàng đêm khiến gã lần nữa lại nổi cơn hâm lại bỏ việc thế rồi ca gặp cái công ty gã đang làm này khó có thể nói ca mất bao nhiêu công sức mới được nhận vào làm việc tên nhân sự còn trẻ nhìn ca như nhìn khủng long lật đi lật lại hồ sơ xin việc của gã sao anh đã nhiều tuổi mà còn đi xin việc già dạ rồi mà còn đi xin việc ắt là người có vấn đề rất đúng gã gật gù vì tôi muốn có mức lương cao hơn ở viện khó sống quá anh ơi à thông cảm được anh nhân sự gật gù đưa cho gã một tập tài liệu dày bảo đọc đi giới thiệu về công ty đấy và các nội quy phải làm theo khôn khổ lúc đi đến đây lại quên mất kính ở nhà Ca dơ tập giấy lên, nhưng có đọc được chữ nào? Những dòng chữ như những dòng kiến nhảy múa như trong đêm dài trung cổ. Gã chỉ xem được hình ảnh mà cũng nhòe nhòe. Anh nhân sự có vẻ hài lòng khi thấy gã đọc rất nhanh. Từng tờ lật qua hẳn hoi, chứng tỏ trình độ khá cao đấy. Cà già soạn đi trông thấy. Buổi tối, trông thấy hai đứa con trí chóe dành nhau trong bữa cơm rồi chúng đắm đuối trong ánh đèn bàn học bài gã lại tự nhủ không thể bỏ việc nhưng sâu thẳm trong lòng là một nỗi sợ đến đêm nó mới dâng lên ôi mất việc thật đáng sợ không có tiền sẽ đứng đường chờ và chờ còn nữa tuổi già nỗi cô đơn bệnh tật và không tiền bạc đó là mấy con ngó ộp luôn luôn thò đầu ra nhìn gã đôi khi gã tưởng tượng đến cảnh già ngồi một mình buồn bã nhìn qua cửa sổ và thiếu thốn đủ thứ. Hôm sau, trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh, trước khi vào công ty, ca rẽ qua ông bán vé số ở gần đó mua hẳn một bộ, mua một cách thở ơ. Hồi hộp mất mấy hôm, không trúng bất cứ số nào, nhưng bù lại là được sống trong hy vọng rồi dần dần gã không còn thấy bộ đồng phục là cứng nhắc nữa cũng không thấy là lũ đồng nghiệp giống rán nữa duy nhất chỉ còn cái cà vạt là vẫn làm cho ca khó chịu cái khó chịu không dứt ra được thỉnh thoảng gã lại thò tay nới cà vạt ra thật rộng mắt không quên liếc xem cái bọn tổ kiểm tra tác phong văn, văn phòng có xuất hiện hay là không có lẽ phan minh phát thanh viên đài truyền hình là cứu tinh của gã khi gã đang chán đến độ muốn bỏ việc lần nữa một tối xem truyền hình gã đã nhảy dựng lên sung sướng vì trông thấy trên màn hình nhỏ anh phan minh đẹp trai đeo cà vạt tím trông được đấy chứ trong lòng gã reo lên và trong đầu gã nảy ra ý đồ đi lùng mua cho mình một cái cà vạt tím thật là ưng ý khi đó thì không còn phải lo sợ gì nữa vĩnh biệt những ngày ngọ nguậy không yên nếu có cái cà vạt tím như của phan minh chí ít mình cũng không trở thành con rán và ca đã mở chiến dịch đi tìm mua cà vạt tím như một chuyến truy tầm kho báu vậy là ca tổng kết mình đã tìm một con phố chuyên quần áo tìm ở những con phố chẳng ai nghĩ ra với ý nghĩ ở một cửa hàng nào đó vào một lúc nào đó ắt phải có cái cần tìm. Nếu chưa có, rồi sẽ có. Thế mà không có, thế mới lạ. Thằng cà vạt đến bây giờ vẫn lẽo đéo đi theo gã trên từng bước chân. Trốn gã, có lúc nhảy lên làm chủ gã. Và giờ ca quyết định đi tìm tiếp, tìm ở phố hàng gai hàng đào. Gã đi qua những ngôi nhà nửa cổ nửa kim, vào những cửa hiệu có hơi thở cổ cổ, nhưng lại lắp đèn led ánh sáng lạnh đến rùng mình lật tung những mớ cà vạt ngoại hay cà vạt lụa tơ tằm rất có tính dân tộc cũng không có chẳng biết có gì xui khiến mà ca lại trở lại con phố đầy cửa hàng ban đầu nơi đầu đường có những người đứng chờ việc gã đứng bên này đường để hút thuốc nhìn sang bên kia đường tưởng tượng đến một lúc nào đó sẽ có một gã tên là ca đang đứng lẫn trong đám người ấy ca nhìn ông già đẹp lão bán vé số ông hôm nay bán được bao nhiêu niềm hy vọng nhỉ ca cười khẩy quyết định sẽ không bao giờ mua vé số nữa sẽ chẳng bao giờ trúng ít nhất là đối với gã và chắc hẳn cũng chẳng cần thiết phải đến tận đài truyền hình để hỏi cái gã phan binh đẹp trai kia kiếm cà vạt tím ở đâu. Và giờ ca quyết định đi tìm tiếp, tìm ở phố hàng gai, hàng đào. Tâm trạng buồn bã, ca rẽ qua nhà mẹ đẻ. Mẹ gã hỏi, con đã ăn gì chưa? Sao dạo này phờ phạc thế? Dường như không phải gã 52 tuổi, mà chỉ mới 17. Cà vạt, cà vạt, ca trả lời. Con à, Mẹ gã nói, cà vạt ấy, có cũng được, không cũng được. Hôm nay có canh riêu cua đấy, ăn tạm một bát rồi về nhá. Ở bên cạnh mẹ, thằng cà vạt lỉnh đi rồi biến mất tâm. Còn canh riêu cua thì tuyệt vời, hơn cà vạt nhiều. Điên à, sao lại ví canh riêu cua với cà vạt? Hôm sau, yêu cầu ông thắt lại cà vạt đi. Đôi mắt nghiêm nghị của anh nhân viên tổ kiểm tra tác phong văn phòng xoáy vào cổ ca khi gã bước chân vào sảnh. Trong lòng ca có cái gì dâng lên. Ca tháo cà vạt ra khỏi cổ. Bây giờ nó khá nhàu và màu tím lúc đầu không còn. Nó nhờ nhờ. Gã cầm cà vạt trong tay nhìn anh nhân viên kia rồi bất đồ gã ấn cái cà vạt vào tay anh ta đeo cũng như không đeo không đeo cũng như đeo vật đeo hay không đeo thì có gì phải nghĩ mẹ nói đúng đứng ngay giữa sảnh ca ngẩn ngơ nhìn vào phía trong nơi chở thang máy đang khá đông người ai cũng cà vạt tím rồi lại nhìn ra ngoài đường đầy người đi lại gã đàn ông ngồi trước mặt tôi im lặng đã quá lâu cốc cà phê đã nguội mắt tôi sốt ruột thế nào cuối cùng thì ông có tìm được cà vạt tím không gã cáo cà vạt gì tại sao lại cà vạt ở đây phải nói về canh riêu cua chứ ơ ừ kìa rõ ràng gã gọi tôi đến uống cà phê rồi kể chuyện về cà vàng sau chuyển sang chuyện canh riêu cua nay lại cóng rõ chán bạn vừa nghe những trang truyện ngắn đi tìm cà vạt tím của nhà văn Tô Hải Vân. Sau đây biên tập viên văn nghệ có những cảm nhận về truyện ngắn này. Chân dung người đàn ông tên Ca trong truyện ngắn này đã bộc lộ rõ ràng nhất ở trạng thái cô độc. Hành động một mình, nghĩ một mình mà không bị ràng buộc, bị xáo trộn, chi phối, phụ thuộc vào yếu tố khách quan nào khác. Nhà văn không chọn một cái tên cụ thể nào cho gã mà sử dụng một cái tên phiếm chỉ để cho thấy rằng trong xã hội những người như gã không phải là ít. Việc gã đi tìm chiếc cà vạt tím tưởng chừng như vô lý, đến khó hiểu và kỳ quặc. Gã, một thằng cha, ngoài 50 tuổi, mặt mũi nghiêm trọng, ăn mặc nghiêm chỉnh, lùng sục tìm cái cà vạt tím. Tím, chứ không phải nhờ nhờ có phi lý không? Gã đã tự hỏi và ngay sau đó gã lại nghĩ, mặc mình cần thì mình tìm thôi, phải tìm cho ra. Gã loay hoay giữa bao nhiêu ý nghĩ về kiếp sống, về con người, về những khuôn mặt khác nhau mà gã đã gặp, đã thấy. Gã ngờ vực, hoài nghi giữa bộn bề cuộc sống lắm chen đua và người ta phải tạo ra những bộ mặt khác nhau để tồn tại gã đã từng nghĩ giá mà gã theo đuổi sự nghiệp cũng như đi tìm mua cái cà vạt thì đời gã đã khá hơn rất nhiều. Nhưng gã lại do dự, lại dằn vặt, lại tự bọc mình vào ý nghĩ riêng biệt chẳng giống ai. Nhà văn đã nhân cách hóa chiếc cà vạt treo trên móc áo trò chuyện hàng đêm với gã như một cách phản biện sâu sắc về lẽ sống mà gã phải biết chấp nhận nhưng cuối cùng gã vẫn lạc lõng giữa đám đông ấy hoàn toàn xa lạ giọng văn trào lên nỗi xót xa thương cảm tiếng nói ẩn sâu bên trong của con người đã bộc lộ một cách hoang mang ngờ vực và bất lực nhưng đâu đó người đọc người nghe vẫn nhận ra những lấp lánh trong cuộc sống đời thường bấu víu vào một niềm tin dẫu mong manh thưa các bạn chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu cùng các bạn một sáng tác của tác giả phạm công thắng viết về gia đình quê hương 1965, thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ác liệt nhất, gia đình tôi được lệnh sơ tán cùng cơ quan nơi ba mẹ tôi công tác, lên làng Cổ Bôn, cách thị xã Thanh Hóa chừng 11 km. Đang sống yên ổn ở một đô thị tỉnh lỵ cư dân sầm uất, nay phải đèo bằng nhau lên một nơi heo hút thế này. Đối với anh em Thái thật quá hụt hẫng. Rất may gia đình tôi được một nhà dân ở giữa xóm cho mượn một mảnh đất để dựng ngôi nhà bốn gian hai trái vách đất lợp tranh để ở. Bên dưới lại có thêm một gian bếp phụ dùng đun nấu. Chủ nhân căn nhà ấy là bà Chén, một quá phụ chạc tuổi 62, miệng luôn nhai trầu bỏng bẻm. Bà mặc chiếc váy đụp màu đen và cái áo nâu sồng được nhuộm từ thứ bột củ nâu. Chân đi đôi dép sỏ ngón, khua lẹp kẹp trên nền sân gạch đã mòn nhẵn theo thời gian. Chồng bà chén mất sớm từ sau nạn đói năm 45, để lại cho bà ba người con. Anh cả tên Vũ, công nhân lái xe ủi, làm ăn xa, nên thường xuyên vắng nhà. Cô con gái thứ hai, Thúy Xuân, xinh xắn dễ thương cô em út thúy bình cũng mặn mà không kém gì chị ngày ấy tôi còn ngu ngơ lắm nên nhiều lúc có cơ hội gần xuân nhưng lại không dám tỏ tình hôm nào cũng vậy dù đang làm bài tập nhưng tôi vẫn đến bên cửa sổ nhìn xuống chiếc cầu ao nơi chiều nào xuân cũng ra đó ngồi rửa sau về nấu cám lợn rửa xong chờ cho đến khi nước trong rổ chảy hết xuống ao, Xuân mới đứng lên rồi bước qua cầu về nhà. Khi ấy, tôi mới hết ngẩn ngơ, quay vào bàn ngồi học bài tiếp. Một buổi chiều đầu thu, đang ngồi chơi cờ caro cùng cậu em trai. Bỗng Thúy Xuân xuất hiện trong bộ quần áo bà ba trông thật xinh xắn. Xuân ngỏ ý muốn tôi cho mượn cuốn truyện Cô gái Đồ Long của nhà văn Kim Dung. Ngày tôi nói, cuốn truyện ấy đã cho cô em họ mượn. Xuân chỉ gật đầu rồi nhẹ bước quay về. Bấy nhiêu thôi cũng khiến cho lòng tôi bâng khuâng khó tả. Tối hôm đó, sau khi lấy được cuốn truyện về, tôi mừng lắm, vội chạy sang nhà đưa cho Xuân mượn. Vừa bước chân gần tới cửa tôi đã nghe giọng bài chén gay gắt. Cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng thầy U trăm đường con hư. Nghe U nói như vậy, Thúy Xuân khóc thút thít. Nhưng U à, con không yêu anh ta, xin U tha cho con. Không được, ngày xưa bố mi đã hứa với ông thông gia là sẽ gả mi cho nhà bên đó. Và lại, u đã nhận xính lễ nhà người ta không thể khác được giọng bà chén rít lên vẻ mặt thúy xuân như ngây dại cô chỉ còn biết ngồi khóc thút thít thời đó lễ giáo phong kiến còn rất nặng nề nên việc xuân không thể không nghe lời u là điều dễ hiểu tôi đang định quay về thì từ phía sau giọng một người đàn ông cất lên thằng mô sao không vào nhà lại đứng đây trong bóng tối lờ mờ tôi nhận ra anh vũ còn cả bà chén nên lúng túng chào anh anh mới về ạ à? anh về lúc chiều để chuẩn bị ngày kia lo đám nạp tài cho cái xuân nghe xong tôi đứng ngây người ra không nói gì rồi xin phép anh vũ ra về đi được vài bước tôi còn ngoái đầu lại nhìn vào nhà Xuân đang ở, mà lòng nặng chịu ưu tư, thương cho nàng duyên phận chớ trêu Một hôm, trên đường lên thị trấn Bôn về, tôi huồng chân uể oải đạp xe. Bỗng nhìn thấy Xuân lững thững sách làn cói đi chợ về. Tôi nhảy phát từ trên xe xuống đường chào Xuân, rồi dối rít mời Xuân lên xe để tôi đèo về thấy xuân còn e ngại vì sợ ai đó bắt gặp tôi động viên thôi nào đường còn xa xuân ngồi lên đi đừng ngại nghe tôi nài nỉ nàng mới ngoan ngoãn trèo lên xe khiến tôi rất vui xe lăn bánh được chừng nửa cây số tôi quay lại thở hổn hển xuân à chi vậy thắng xuân ngước nhìn tôi vẻ lo lắng chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi, bỗng cái Lan, bạn thân của Xuân, không hiểu từ đâu xuất hiện, tiến lại chặn đầu xe hai người mà lớn tiếng. Chết nha! Mi sắp cưới con người ta rồi, mà còn ngồi với trai thế ni! Không sợ mọi người bắt gặp sao? Xuân không nói gì, mà chỉ đấm lưng bạn thùm thụp. Thấy vậy, tôi phân bua. Ừ, có, có gì đâu, Tôi chỉ tiện đường đèo giúp người ta một đoạn thôi mà. Thôi, thôi mi viền đi. Hôm nào rỗi, tao sang nói chuyện. Tôi lặng lẽ gật đầu chào Lan và tiếp tục đạp xe đèo Xuân về nhà. Lòng buồn khôn tả. Vì từ nay, cơ hội gặp Xuân chỉ còn trong mơ. Tôi tự trách ông trời đã không gieo duyên cho hai người nên đôi lứa kẻ bôn hay còn gọi là làng cổ bôn thuộc xã đông thanh huyện đông sơn tỉnh thanh hóa cổ bôn theo sử sách ghi lại có cách đây khoảng trên hai nghìn năm vốn là nền văn hóa lâu đời được các nhà khảo cổ học phát hiện trên một thửa đất cách làng chừng một cây số nơi đây còn lưu dấu hai ngôi làng cổ tồn tại trước khi có nền văn hóa đông sơn và nền văn hóa hán từ đường cái quan vào làng phải qua một cây cầu bê tông bắc qua con sông đào giữa cầu chỉ đi lọt hai hàng xe máy và một cái xe cải tiến vốn được xây dựng từ thời pháp thuộc cây cầu sau này là nơi gắn liền những kỷ niệm tuổi thơ của anh em tôi với lũ bạn trong làng vào chiều hè tôi thường rủ mấy thằng bạn đứng trên lan can cầu hô một hai ba rồi cùng nhau lao đầu xuống dòng sông xanh mát trước sự gieo hò phấn khích của lũ bạn ngày ấy giặc mỹ điên cuồng ném bom xuống cầu hàm rồng và bến phà ghép con đường giao thông huyết mạch nối từ bắc vào nam hàng đêm bom mỹ rội xuống cây cầu và làng nam ngạn hàng chục tấn bom khói bay mù mịt cùng tiếng còi báo động rung chuyển sau đó, chúng lại thả những chùm pháo sáng rực cả một góc trời. Một buổi tối, sau trận bom Mỹ giải thảm B-52 xuống Hà Nội và Hải Phòng, ba anh em tôi vội vã chui từ hầm trú ẩn lên, lao nhanh ra phía bờ sông, trèo lên bệ cầu xem máy bay địch thả pháo sáng. Nhưng đổi lại, khi về, ba tôi đã bắt mấy anh em nằm úp mặt xuống giường, mỗi thằng lĩnh đủ 10 roi quắn đỏ mông đít bởi tội trốn nhà đi chơi. 9 năm sơ tán ở đất kẻ bôn đã để lại cho anh em tôi biết bao kỷ niệm. Thời gian này, miền Bắc phải tập trung mọi nguồn lực vật lực khí tài cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Nên đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn các bác các cô trong cơ quan ba tôi đều ăn mặc quần kaki và áo vải xô, chân đi dép cao su hay guốc mộc đến chỗ làm việc. Không những vậy, họ còn phải đi lại bằng chiếc xe đạp cà tàng đến nhiệm sở. Nếu xe hỏng, chỉ chờ đến kỳ cơ quan phân phối, cùng chung nhau một cái lốp, vài cái xăm hay mấy chục chiếc nan hoa xe đạp thống nhất để sửa chữa, thay thế mới có cái đi. Cha tôi sinh ra và lớn lên ở Thừa Thiên Huế. Năm 1949, ông được ủy ban tỉnh cử đi học lớp cán bộ lâm nghiệp khóa đầu tiên 1949-1951 mở tại Thanh Hóa. Ở đây, chàng trai Huế với dáng người thư sinh, giọng nói nhỏ nhẹ đã chinh phục được cô nữ sinh đẹp có tiếng đang theo học tại trường dòng do giáo sứ Thanh mở. Hai người bén duyên rồi làm lễ thành hôn. Vào cái thời bao cấp, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Vậy mà ba mẹ tôi lại đẻ mắn, đẻ dày đến vậy. Tổng cộng, nhà tôi đã có tới bảy anh chị em và tôi là con trai thứ hai trong gia đình. Lúc bấy giờ, cuộc sống cán bộ công chức rất nghèo, đồng lương không đủ chi tiêu sinh hoạt. Thế vậy, ngoài giờ học, tôi cùng mấy anh em ra đồng mò cua kiếm cá, bán lấy tiền phụ giúp cha mẹ. Có lần, sau cơn mưa rào, anh em tôi thay nhau đứng kéo lưới ở một ngã ba ruộng từ sáng tới trưa cũng kém được dăm cân cá rô, cá diếc cá quả còn tươi sống. Những hôm như vậy, mẹ tôi bắt mấy con cá quả nấu nồi canh giấm dọc mùng và dán một đĩa cá rô đồng giòn tan, chấm nước mắm tỏi ớt. Cả nhà lại được một bữa ăn cải thiện ngon ra trò. Thôn Ngọc Tích, nơi gia đình tôi sơ tán, là một trong bốn thôn của tứ xã Bôn, từ thời lý trần gồm ngọc tích kim bôi phúc triền quỳnh bôi nơi đây có thể ví như một vùng quê đồng bằng châu thổ xứ thanh thu nhỏ có sông núi hữu tình đất đai màu mỡ cây cối bốn mùa tốt tươi trong thôn còn lưu giữ được chiếc cổng làng cây đa giếng nước sân đình những ngôi nhà ngói cũ rêu phong có tuổi thọ hàng trăm năm hơn thế nữa, làng còn bảo tồn được nguyên vẹn những con đường trải đá đen bóng níu giữ thời gian. Đặc biệt là những phong tục tập quán sinh hoạt cổ xưa còn lưu truyền đến ngày nay. Trong thôn, đàn bà con gái vẫn mặc váy đụp, vẫn áo bà ba nhuộm bùn, chiếc khăn mỏ quả đi chợ hay tham gia các hoạt động văn hóa rất độc đáo những đêm hội làng sân đình chật cứng người đến xem các trò diễn dân gian như đánh tổ tôm sóc đĩa chơi cờ kéo co đánh vật vui nhất là đám các ông các bà nam thanh nữ tú chen chúc nhau xem đội văn nghệ thôn biểu diễn những làn điệu trèo cổ chẳng vậy mà đội trèo thôn ngọc tích làng bôn nhiều năm tham gia hội diễn văn nghệ huyện đông sơn đều giành giải nhất giải nhì trong đó có vai trò không nhỏ của hai giọng hát trèo ngọt ngào ấm áp thúy xuân thúy bình là một vùng quê thuần đông như bao vùng quê khác ngọc tích đã để lại trong tâm trí anh em tôi nhiều kỷ niệm bởi nét độc đáo bình dị vốn có dọc dưới chân đê con sông đào hai bên chằng chịt hệ thống bương máng tưới tiêu đưa nước tới tận các chân ruộng tiếp đến là những khu ao thả cá rộng lớn trên mặt nước hoa lục bình nở rộ một màu tím ngắt từ trên một cây sung già cong queo một chú chim bói cá màu xanh biếc bỗng lao đầu xuống mặt nước trong tích tắc quắp lên một con cá nhỏ làm khóm bèo trứng vàng ươm nhỏ li ti bắn tung tóe nhìn đến vui mắt về mùa mưa Nước từ thượng nguồn sông Chu đổ về con sông Đào, tràn xuống cánh đồng tạo thành một biển nước mênh mông trắng xóa. Nhiều đoạn sâu lút đến bụng, có chỗ ngập tận đầu gối, là cơ hội cho lũ trẻ trong thôn ý ới gọi nhau đi đặt nơm thả lờ răng lưới bắt cá. Vào buổi chiều, tôi thường rủ lũ bạn trong xóm ra bờ đê đổ nước tìm bắt dế mèn, rồi thả diều nô đùa thích thú cho đến lúc mặt trời đỏ rực chìm khuất sau dãy núi xanh lam lũ trẻ mới ý ới gọi nhau về nhà tôi còn tần ngần đứng lại ngắm nhìn dòng sông nơi có những cánh buồm nâu no gió nhẹ lướt trong bóng chiều trạng vạng tôi lững thững bước đi mà lòng thấy trống trải chợt nhớ một lần rủ nàng ra bờ sông ngồi ngắm cảnh hoàng hôn xuống Tôi đã hái mấy bông hoa dại bên đường tặng cho Thúy Xuân, nhưng nàng ngúng quẩy không nhận. Cho đến lúc về, tôi mới nhận ra là lúc đó mình thật ngốc. Nàng muốn tôi cài những bông hoa dại lên mái tóc, nhưng tôi lại vụng về không nhận ra. Cho đến mãi sau này, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy đuối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để trao gửi tình yêu cho nàng thời gian trôi nhanh như thoi đưa những ngày sơ tán của anh em tôi trôi qua đã được bảy năm chẳng mấy chốc tôi và lũ bạn đã học xong bậc trung học và bước vào ngưỡng cửa cuộc đời một hôm trong bữa cơm chiều mẹ tôi nói ông xem ngày kia cái xuân con bà chén nhà trai bên xóm trên đã nạp tài. Bà ấy mời ông sang đại diện cùng nhà gái để tiếp khách đó. Tôi sững sờ không tin vào tai mình nữa. Thế là sau bao ngày thầm yêu trộm nhớ, tôi đã tuột mất cơ hội để bày tỏ tình yêu với Xuân bởi sự ngốc nghếch và nhút nhát của mình. Hôm đó, vào tiết tháng 2, khi mùa xuân vẫn còn gõ cửa từng nhà nàng đã lên xe hoa về nhà chồng trong tiếng pháo nổ đì đùng khiến cho trái tim tôi tan nát từ xa thúy xuân nghẹn ngào bước đi trong nước mắt không muốn rời xa người mẹ già lưng còng cùng cô em gái thúy bình ra tiễn chân nàng tận đầu ngõ ngày ấy cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc sắp đến ngày kết thúc. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 4 năm 1975, tôi trúng tuyển nghĩa vụ. Sau ba tháng huấn luyện, tôi được điều động về Đại đội Thông tin, đóng quân tại thị trấn Hà Tu, Quảng Ninh. Khi về đơn vị, tôi mới biết Trung úy Nguyễn Xuân Bột, lữ đoàn 172 Hải quân ngày bồng 5 tháng 8 năm 1964, đã chỉ huy tàu 336 Anh Dũng đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc của Mỹ ra khỏi vùng biển miền Bắc. Được làm việc trong những kiếp trực hữu tuyến điện, tôi đã nắm bắt được những thông tin quan trọng về cục diện chiến trường lúc đó giữa ta và địch. Sớm cho tôi biết, ngày toàn thắng của dân tộc đang đến rất gần. Sau bốn năm ở quân ngũ, ngày tôi trở về địa phương cũng là ngày tôi nghe tin xét đánh thúy xuân đã hy sinh trong một trận bom mỹ đánh phá tuyến đường bộ qua bến phà ghép nơi đại đội thanh niên xung phong của nàng đang làm nhiệm vụ đau đớn vì người con gái năm xưa mà mình đem lòng yêu thương đã hy sinh vì cuộc chiến tôi quyết định sáng hôm sau sẽ trở về làng cổ bôn để thắp một nén nhang tưởng nhớ nàng hôm đó bên bàn thờ khói trầm hương nghi ngút nước mắt tôi đã nhòa đi khi thấy bóng hình nàng hiện về với vẻ mặt buồn đau như trách móc như giận hờn khiến tôi không sao cầm lòng được gặp lại anh vũ với mái tóc đã điểm xương cùng cô em gái thúy bình ngày xưa giờ đã trở thành người mẹ của ba mặt con khiến cho tôi bồi hồi xúc động cầm bát nước chè xanh trên tay anh vũ đưa cho bên bờ ao xưa tôi đã được mọi người trong gia đình kể lại câu chuyện về thúy xuân sau ngày cưới vì chán cảnh phải sống bên người chồng suốt ngày rượu chè bê tha, mà nàng đã trốn gia đình, gia nhập lực lượng thanh niên sung phong để rồi ra đi mãi mãi. Trong bóng nắng chiều vàng hoe lạnh giá, tôi ngồi lặng lẽ hồi tưởng lại những kỷ niệm không thể nào quên trên mảnh đất làng cổ bôn đã in sâu vào ký ức. giọng đọc nghệ sĩ ưu tú việt hùng vừa chuyển tới các bạn chuyện ngắn làng cổ bôn ngày ấy của nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh phạm công thắng tác giả phạm công thắng chia sẻ lý do viết văn vì những bức ảnh mà ông chụp không thể diễn tả hết những điều mình muốn nói ông viết để tri ân bà con xóm làng quê hương đã nuôi nấng và cưu mang ông trong suốt những năm tháng gia đình ông đi sơ tán Cuộc trò chuyện sau đây giữa biên tập viên chương trình và tác giả Phạm Công Thắng sẽ giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn điều đó. Nhà báo, nghệ sĩ nhấp ảnh Phạm Công Thắng có thể chia sẻ gì về chuyện ngắn này, cái niềm cảm hứng để ông sáng tác? Một cái chuyện mà tôi tâm đắc, nó có những cái kỷ niệm sâu sắc vì ngày xưa gia đình tôi sơ tán ở trên đấy. Thời thơ ấu mình cùng cha mẹ sơ tán lên trên đấy, nó rất nhiều kỷ niệm mà nó gắn bó cái quãng đời của mình. Nó ẩn sâu trong con tim mình, những cái kỷ niệm không bao giờ phai mở đấy làng bôm thì thực ra là nói một làng rất cổ có những con đường mà lát đá đang còn nguyên vẹn những cái ngôi chùa đền hoặc là những cái con đường mương ấy dẫn nước ra đồng và hay những cái thảm lúa rồi là những cái ao thả cá cùng với trẻ trong làng đấy bắt cua bắt cá đánh rậm và những cái hôm mà trời mưa là những kỷ niệm mà nó trỗi dậy và nhiếp ảnh mình nghĩ là nó cũng chưa thể nói hết được nói những cái gì mà trong lòng thì mình phải mượn văn học văn học là cái tiếng nói để mình giải bày những cái tâm tư những cái tình cảm mà những cái kỷ niệm những cái mà lắng động cuộc đời này mình muốn trước hết là giải bày lòng mình đối với những người thân hai là cũng có một phần nào có thể chia sẻ cùng những người anh em bạn hữu thậm chí là những bạn đọc mà họ có cái tình cảm quê hương thì mình viết là để đam mê mà cái làng cổ bôn là một trong những cái chuyện mình thấy tâm đắc nhất như tác giả vừa chia sẻ thì là những điều không nói được bằng hình ảnh qua nghệ thuật nhiếp ảnh tác giả đã trải lòng mình qua những trang viết và chúng tôi cũng cảm nhận được cái hình ảnh làng Bôn đẹp nó hiện lên qua trang viết nghĩa là trong văn rất giàu hình ảnh trong cái quá trình viết thì cũng rất chăn trở những cái kỷ niệm ngày xưa mình gắn bó nó bùa về nó lắng động trong con tim mình rồi trong cái cảm nhận trong đấy hồi tưởng viết lại lắng động cái trầm tích thời gian và cái chiều dài lịch sử ở đấy có cho nên là nó gợi lại cho người viết một cảm xúc rất mạnh mẽ về làng Bôn trong cái chuyện mình viết ấy thì nó có những hình ảnh mà mình đã được ăn sâu khi mình chụp thì mình đưa vào tức là nó sống động trong cái, lối viết cái thể hiện và nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh và có thể là nhà văn thế thì ba cái nhà này nó bổ trợ giúp đỡ gì trong một con người là tác giả phạm công thắng tôi nghĩ là mình làm báo có kiến thức về báo chí lịch sử văn hóa thì bổ trợ rất nhiều cho mình viết thứ hai là nhiếp ảnh là một ánh sáng hình ảnh thì hình ảnh trong cuộc sống của con người rồi làng quán rồi quê hương nó đã kết dính trong tâm hồn mình khi sáng tác về nhiếp ảnh. Thế thì nó rất bổ trợ cho những cái lúc mình viết mình gợi những cái hình ảnh. Khi đã tìm được cái niềm đam mê, cái đường đi nước bước của mình thì hẳn là tác giả Phạm Cung Thắng sẽ tiếp tục say mê để bước trên con đường tuy nó gặp gành khó khăn nhưng mà nó cũng không kém phần vinh quang đó là viết văn. Tôi có ý định là chắc là khoảng cuối năm thì mình sẽ ra mắt một tập truyện ngắn thì trong cái chuyện ngắn này thì nó sẽ có rất nhiều cái thể loại, trong đó thì có một vài chuyện ngắn là nói về cái lĩnh vực báo chí mình hoạt động và có một vài chuyện về cái ngành nội chính, mình sẽ rất đam mê con đường viết và cố gắng sẽ đi lên bằng chính cái nghị lực bản thân và những học hỏi kinh nghiệm sau rồi ngoài bút. Xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh Phạm Công Thắng và đương nhiên rồi bản thân tôi cũng như quý vị thính giả nghe đài nóng lòng chờ đón tập truyện ngắn đầu tiên của anh ra đời vào cuối năm nay. quý vị và các bạn thân mến. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Đêm lũ mưa của nhà văn Sương Nguyệt Minh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Trời càng tối thì lũ càng dâng cao nước sông tà rông mênh mông bùa vây sùng sục quanh đồi mâm xôi Bữa ban chiều chỗ chân ruộng máy bay trực thăng cứu trợ còn đỗ được thì chập tối đã chìm sâu trong biển nước ngầu đục cái nhà nguyện cũ kỹ xây từ thời nào thời nào cũng chỉ còn tròi lên cái tháp mái có cây thánh giá hình chữ thập mưa đã tạnh nhưng đất bắt đầu lở nước ở tận chót thượng vẫn ào ạt cuộn về hình như lũ đổi dòng làm nước sông tà rông cũng đổi dòng theo dòng chảy cứ lao thẳng vào gặm dần khoét dần mạn đồi ở sát sông thỉnh thoảng lại đánh ục một cái hàng bàn đất đồi chìm nghỉm vào dòng nước đầy cỏ cây rêu rác không một tiếng người nói chẳng một tiếng chó sủa gà kêu chỉ có tiếng đất lở ục hòa trong đêm nhập nhọn tối sáng hoang lạnh. Tự nhiên anh ướt nước mắt. Thực ra không phải bây giờ mà ngay lúc ban chiều, không khóc mà anh đã rưng rưng rồi. Lúc ấy khoảng 4 giờ chiều, mưa còn rất nặng hạt. Sau một hồi thương lượng với lũ làng chạy lụt không thành, tổ lái đành để anh lại ở đồi mâm xôi. Tự nhiên, anh ngao ngán, anh nhìn cái trực thăng quân sự dùng mình bốc lên khỏi mặt đất. Ngay lúc đó, ở mạng đồi phía nam, đất không lở, có một người đàn ông lực lưỡng cố lái cái bẻ chuối chờ một ông già đang đóng khố cởi trần táp vào. Gã thợ sơn chàng mặc đồ đi rừng, thắt bao dao chạy lại kéo ông già lên. Anh nhìn thấy một vật màu đỏ được tống ra khỏi cửa sổ máy bay. bay những người ướt lướt thướt đang gặm ngấu nghiến nửa gói mì tôm vừa được phát bỗng ùa đến vồ lấy tranh nhau họ nói với nhau bằng thứ tiếng của họ cũng có người nói được tiếng dưới xuôi một tiếng chửi lẫn vào gió mưa làm đám người dừng lại chưng hừng ngẩn mặt ra tẽn tò không phải đồ ăn mà là cái áo phao cứu sinh một người trong tổ lái chắc là đã cởi ra ném xuống cho anh vậy là cơ trưởng đã không giận cái thái độ trù trừ nửa muốn ở lại nửa muốn lên máy bay của anh trong lúc họ đang thương lượng với dân làng chạy lụt cũng có thể sự có mặt của anh ở tà rông lúc đó là cần thiết cho nghề viết báo cho những người chạy lụt yên tâm nữa quảng áo phao cứu sinh là hành động vớt vát cuối cùng của tổ lái khi không còn cách nào kéo anh trở lại máy bay được nữa. Chứng tỏ đồng đội không bỏ rơi anh. Họ sẽ quay trở lại. Của tôi! Anh gào lên. Tồi tồi cái con khỉ! Đã đến nước này thì chẳng cái chó gì của riêng ai cả nhá. Gã thợ sơn chàng cáu cảnh gắt lên gã có vẻ người dưới xuôi gã nói tiếng dưới xuôi anh đã bắt gặp ánh mắt gã lóe lên khi gã nhìn chòng chọc vào chiếc áo phao cứu sinh màu đỏ ông già bè chuối mới lên ông đi đến đâu thì mọi người đều giạt ra tránh dường như ở ông đang che giấu một sức mạnh quyền năng rất lớn ông quát thôi có ăn được đâu nó là bộ đội trả cho nó thôi chiếc áo phao được quẳng lại cho anh đến lúc ấy anh vẫn còn bị hai người đàn ông lạ đóng khố cởi trần giữa hai cánh tay cứng ngắc nặng trịch. anh bảo với mọi người rằng anh không chạy đâu mà có chạy thì lên trời xuống đất đều không còn đường rồi cho anh khoác cái vật màu đỏ vào người và anh được tỏa nguyện nhưng hai người đàn ông lạ vẫn ở sát bên anh, cứ như sợ anh bay đi mất như cái máy bay trực thăng vậy. Lại một bè chuối nữa táp vào mạn đồi. Cái bè chuối này có hai người bơi theo đẩy. Ở trên bè chuối là một master và một người đàn bà. Khi họ đã lên hẳn trên đồi thì một cơn sóng lũ ập tới đánh tan cả hai cái bè chuối ở đó và làm lở một mảng đất mấy người quay lại nhìn lắc đầu lè lưỡi, master làm dấu thánh giá rồi đi theo họ lên trỏm đồi. gã thợ sơn chàng đưa cho ông già một gói mì tôm rồi ghé sát vào tay ông thì thà thì thào. ông già nhíu mày có vẻ giận dữ quát. luật tục làng tà rông không có, ta là già làng, ta chưa xử thế bao giờ. nó là bộ đội thả nó ra. Thả nó ra. Gã thợ sơn chàng nhắc lại lời già làng như cái máy. Già làng hất cái nhìn giận dữ vào mặt gã thợ sơn chàng, rồi bỏ đi lên trỏm đồi. Gã thợ sơn chàng cụp mặt xuống im lặng, có vẻ nhẫn nhục chịu. Anh cười rất chua chát. Vậy là chính ông chủ mưu bắt tôi ở lại làm con tin. À, ờ, ờ thì ở ờ. không giữ tôi lại thì sáng mai trực thăng cũng lại chở hàng cứu trợ đến. Ông rõ chưa? Anh định nói thêm rằng cần gì phải làm thế? Ông có biết là người có máu làm báo như tôi có khi còn muốn ở lại kia đó? Nhưng anh đã im lặng còn gã thì nuốt nước bọt cái ít hầu cứ trồi lên mẹ khỉ tìm thế đếch nào được mày nhìn xem mưa gió lũ lụt như cơn đại hồng thủy hai ngày nhịn đói rồi đây này cái ăn gạo của con đàn bà câm chờ đẻ ở tròi coi nương trên trọm đồi ấy người ta vét sạch máy bay trực thăng của chúng mày như chuồn chuồn phành phạch ở trên đầu bọn tao ngóng đến sốt ruột. Những người thượng chán hơi rô, mắt sắc tóc xoăn. Có vài người cà răng căng tai, nhìn anh chằm chằm. Rất khó đoán họ nghĩ về anh thế nào. Quả thật, anh không nghĩ mình lại gặp tình huống như thế này. Trong đời làm báo, đây là lần đầu anh gặp phải tình huống khó xử nhất. Anh muốn gào to lên và bảo với gã thợ sơn chàng rằng ở đây lũ lụt còn có quả đồi con này để nương náu. Chứ những nơi khác ngồi trên trực thăng nhìn xuống, ấy, người ta đang còn vón lại trên mái nhà sân thượng đeo bám ở cột điện ngọn cây. Họ dơ tay cầm nón mê, cởi áo lót màu cháu lòng ra vẫy vẫy hy vọng, trực thăng hạ độ cao thả đồ cứu trợ. Chỉ có thả thôi chứ không đậu được nên bắt được ít đồ ăn lắm. Đói mà đành nhìn mì tôm lập lờ trôi đi chỗ khác. Nhưng lại một lần nữa anh im lặng. Sự im lặng không ra chống đối mà cũng chẳng phải thần phục. Anh được dẫn lên cái tròi coi nương duy nhất còn sót lại ở đồi mâm xôi. Cái tròi mà người đàn bà quá lứa nhỡ thì chữa hoang đang ở đó để chờ đẻ. Làng đã xử phạt theo luật tục. Nhưng lệ làng không được đẻ trong nhà người đàn bà ấy phải ra tròi coi nương tự đẻ rồi ôm con về. Ông già người thượng ở bè chuối lên lúc trước người ta gọi là già làng, đã chờ sẵn anh ở đó. Bây giờ anh mới có dịp nhìn kỹ ông. Ông đóng khố cởi trần, cổ đeo vòng bạc to, mắt mịt mù, xương khói. Tóc ông trắng xám bồng bềnh xuống tận vai, ở góc tròi là một cái ổ lót cỏ khô, có một người đàn bà chữa đã đến ngày đẻ, đang nằm nhăn nhó ôm bụng. Chị ta ngồi bệt xuống, vai chùm một cái chăn đụp. Ma sơ chùm khăn choàng đầu xuống tận vai, bà đang đấm nhẹ nhẹ vào lưng người đàn bà chửa Bên cạnh ổ cỏ khô là vài ba đồ dùng cũ kỹ, chẳng có thứ gì đáng cả. Nhìn thấy anh, người đàn bà chửa ú ớ, tay khua khua, chả biết chị ta định nói cái gì. Còn nít ông già bà lão tịnh như không. Sau này anh mới biết, lũ làng chạy lụt hết lên hang khau căn từ lúc lũ chưa tràn sông Tà Rông. Hơn một chục người không chạy lụt ở lại kê kích đổ lên cho khỏi ướt. Với lại, họ không ngờ lũ lên cao lại nhanh đến thế. Cũng may còn chạy kịp còn vớt được nhau dìu lên đồi mâm xôi. Đã nửa đêm, vẫn ục hòa tiếng đất lở nghe đến rợn cả người. Ở trên mỏm đồi và mạn bên kia, sau một hồi im phăng phắc giờ lại ồn ào và có rất nhiều tiếng la hốt hoảng. Anh nhắm mắt lại tưởng tượng. Đến một lúc nào đó, quả đồi con này bị xóa đi và chìm đi trong nước lũ. Mày, mày ngồi một mình à? lại gã thợ sơn chàng đầu têu giữ anh lúc ban chiều thế mày biết bơi không biệt anh trả lời cho xong chuyện này mày cho tao mặc thử cái áo phao đi gã lại giở cái trò gì đây anh tự hỏi trong lòng cho gã mặc thử gã sẽ mặc thật luôn mà không đưa cho gã thì con dao quắm sắc lẻm trong bao dao kia có tha cho anh không nghĩ đến đó anh rùng mình và không hiểu sao anh bảo gã Thợ Sơn chàng. Ông muốn cái áo phao cứu sinh hả? Nhưng chả lẽ anh mới nói đến thế thì gã đã cắt lời. Không ai cho không thứ gì cả. Ý mày định đổi cái gì hả? Được thôi, tao có cái này. Không chờ anh nói thêm gã tháo cái vòng bạc có lục lạc ở cổ cái vòng bạc phát quang loang loáng vậy là cái áo phao bằng cái vòng bạc cái vòng bạc bằng anh đang ngẫm nghĩ thì gã thợ sơn chàng đã nói à nhưng mà thôi mày để tao nghĩ đã gã thợ sơn chàng đeo lại cái vòng bạc vào cổ tay gã lại còn cố tình chạm vào bao dao làm cho nó khua lộc cộc rồi gã bỏ đi anh ngao ngán nghĩ đến gã thợ sơn tràng nghĩ đến sự may mắn và bất hạnh đến chuyến bay cuối ngày lên a lưới lúc ban chiều lúc đó đại tá chỉ huy trưởng cầu hàng không cứu trợ đã bảo gì nhỉ phải rồi đại tá nói rất tha thiết ở a lưới nam đông có chỗ hai ba ngày nay bị nước lũ cô lập chia cắt, dân chạy lụt toán loạn khắp nơi. Tôi rất quý phục các nhà báo không sợ nguy hiểm, muốn đến tận nơi đó để chụp ảnh săn tin. Nhưng đồng bào mình đang đói rét. Nhà báo lên thì bị tôm lương khô xuống. Các anh chị chọn đi. Còn chọn cái gì nữa? Xuống thôi nhiều đồng nghiệp của anh đã leo lên máy bay trực thăng rồi lại tự giác xuống chỉ còn anh anh là trung úy nhà báo quân đội được ở lại cùng tổ lái để chụp ảnh săn tin nhưng với điều kiện làm thay luôn cả công việc của một đồng đội thả hàng cứu trợ may mắn hay là bất hạnh đây anh không dám nghĩ nữa anh đang ở một nơi xa lạ với những người xa lạ trong một đêm kinh hoàng đã gần sáng, mưa tạnh hẳn. Một nửa trời phía đằng đông trắng mờ, còn một nửa phía đằng tây vẫn đen kịt. Mây mưa ở tận tít thượng nguồn vẫn chưa thôi, nước lũ vẫn tiếp tục dâng lên. Anh đứng dậy để đi lên trỏm đồi, thì chợt nghe thấy tiếng kêu lạ, gâu, gâu, gâu. Cái chấm đèn cứ to dần to dần, hóa ra là một cái thuyền con cái thuyền chở cái vật động đậy ấy lao đến ngay dưới chân anh. Nước xoáy làm lở tiếp một mảng đất và sóng đánh ập vào làm cái thuyền quay ngang, dạt luôn vào mạn đồi đang lở. Cái vật động đậy ở trên thuyền ngã rúi rủi. Tiếng sột soạt ở đáy thuyền và lại tiếng kêu gầu, gầu, gầu cất lên. Anh nhìn kỹ cái vật động đậy ấy nhưng không rõ. Anh với tay kéo cái con thuyền và bấm đèn pin soi ồ oh, một con chó vện khá to mắt ướt rượt cứ lè lưỡi liếm liếm dưới lòng thuyền phía tay lái có một cái dép lê đàn ông có lẽ người đàn ông nào đó đã kịp bế con vện chạy lụt lên thuyền nhưng không may anh ta bị rơi xuống nước do trượt chân mất đà hoặc do đói rét quá con vện bất đắc dĩ phải trôi nổi trên cái thuyền con anh chợt nghĩ đến con thuyền noe trong cơn đại hồng thủy huyền thoại năm xưa anh đã gặp may thật rồi nhưng đất trời mênh mông tối sáng thế này thì biết đi đâu anh bế con vện lên khỏi thuyền rồi mắm môi mắm lợi kéo cái thuyền con sang bạn đồi không lở ở phía nam và giấu cái thuyền con vào một bụi tre còn sót lại đã bị gió đập sơ xác. Giấu thuyền xong, anh ôm con vện vào lòng đi gặp già làng. Chẳng thấy con vện sợ hãi, nó cứ nép đầu vào lòng anh. Đứng lại, tao biết mày vừa làm gì rồi. Vẫn lại gã thợ sơn chàng, dường như gã theo sát mọi hành động của anh. Anh lên gân lên cốt bảo. Ông làm quái gì mà phải cuống lên thế? Đất lở ủng ục, sắp chết cả lũ rồi. À, thế ra là ông cũng sợ chết à. Và ông cố giữ tôi lại để chết chìm với ông. Mày thông cảm, tao đồng nghĩ nước lên cao và nhanh đến thế. Tao chỉ nghĩ đến cái bụng đói thôi. Già làng bảo, từ thời thượng cổ đến giờ chưa lúc nào lũ lụt kinh thế mày đã có cái áo phao cứu sinh còn cái thuyền cái thuyền để già làng phân xử đừng tao xin mày uy quyền già làng lớn lắm già cho ai thì người ấy được tao tao có cái này mày ưng không gã thợ sơn chàng tháo cái túi ở bên người gã lại giở cái trò gì thế nhỉ lật nắp túi ra mở đi lông gã dí sát cái miệng túi vào mặt anh trời đất vô vàn các đốm sáng xanh sợn li ti và một mùi thơm ngàn ngạt cái quỷ quái gì vậy anh hỏi trầm trầm hương ở cây đó lân tinh nó phát sáng đấy mày đổi chứ sắp sáng rồi lên thuyền tao sẽ chuồn thôi không ai biết đâu. Ôi dào! Tôi thở hắt ra. Nhưng cái thuyền ấy thủng rồi, vỡ một mảnh ván rồi. Mẹ khỉ! Thế thì nói làm chó gì? Không biết sao lúc đó anh đã nói dối. Gã lại tin là thật. Trời bắt đầu sáng. Phía đằng Tây trời vẫn âm âm u u gió không thấy thổi nữa, mây cũng không xà xuống nữa. Nhưng quả đồi mâm xôi đã bị lũ sói lở đến non nửa phía sông Tà Rông. Người ta bảo nhau đã dồn hết về mạn đồi phía nam. Già làng, người đàn bà câm sắp đẻ và Master cũng không dám ở cái tròi coi nương nữa. Master, tay sách túi đồ, tay dìu người đàn bà câm đi xuống dốc rất nặng nề. Anh đi gặp già làng. Con chó vện cứ lẳng nhẵng theo sau. Anh kể với già làng về con thuyền và con vện. Ông lắng nghe và không nói gì. Bất chợt, hai khóe mắt ông lăn đều hai vệt nước mắt. Ông hực hực lên mấy tiếng, rồi ông kéo vai tôi mếu máu. Mày, mày không biết đâu. Tao không nghe lời trưởng bản đi chạy lụt cùng với con nít và lũ làng tao bảo, gần 80 năm nay, tao chưa biết sợ lụt là gì. Tao ở lại làng, mấy đứa ở lại theo. Giờ thì không có đường sống là tại tao. Cả đứa con gái cầm này nữa này, mày thấy có thương không? giê ma lạy chúa tôi, xin người hãy cứu vớt chúng con. Ma sơ cũng rơm rớm nước mắt vừa nói vừa làm dấu thánh giá. Người đàn bà câm đang chửa không nghe thấy gì. Tay chị ta cứ ôm bụng, miệng ú ú ớ ớ những tiếng nho nhỏ như cầu nguyện. Anh cởi cái áo phao cứu sinh đưa cho chị ta. Chị vẫn thờ ơ không cầm. Già làng làm động tác, ấn chiếc áo xuống nước cho nó nổi lên, rồi ra hiệu bằng điệu bộ như bảo với chị ta rằng mặc vào sẽ không bị chìm xuống nước chị vẫn không cầm đầu lắc lắc tay huơ huơ già làng nói nó bảo mày cho nó thì mày chết chìm à anh cười rồi ra hiệu lấy tay cào cào xoài xoài như nói với chị ta rằng anh biết bơi không chìm đâu chị ta có vẻ hiểu ra rồi cười nhọn nhẹn, gật đầu như cảm ơn và mặc áo phao cứu sinh vào người chị chửa bụng to quá cái áo khoác vào nhưng vẫn hở bụng chưa tìm được dây mà buộc lại được không thấy gã thợ sơn chàng đâu linh tính mách bảo cho anh rằng hắn đang mưu tính một việc gì đó anh chạy hộc tốc xuống chỗ bụi tre quả đúng như anh nghĩ. Gã thợ sơn chàng đang cong lưng kéo cái thuyền ra khỏi chỗ anh giấu. Gã kéo tuồn tuột xuống tận mép nước. Rồi gã quay lên ôm gói trầm bước xuống thuyền. Dừng lại! Dừng lại! Anh hét lên. Gã thợ sơn chàng lờ như câm điếc, đẩy mạnh một chân vào đất đồi. Con thuyền lao ra ngoài mấy sải. Có nhiều người lọt chọp chạy đến nhốn nháo. Người đàn bà câm thì ú ớ ú ớ. Master thì đánh rơi giỏ đồ. Vèo! Anh chỉ kịp nhìn thấy con vẹn lao vun vút từ trên đồi phi như bay xuống mũi cái thuyền con đánh rầm một cái. Mũi thuyền ghìm xuống, nước ào vào. Con vẹn theo quán tính quăng thân vào chân gã thợ sơn tràng nó mất đà bị hất luôn xuống nước. Thuyền tròng chành trao nghiêng. Gã thợ sơn chàng còn đang ôm bọc trầm chới với đổ ùm xuống nước. Cứu, cứu, cứu tôi với. Hắn ngóc lên rồi lại chìm xuống. Con vẹn lóp ngóp, lóp ngóp bơi. Lại vèo, một vật màu đỏ nhoang nhoáng bay trước mắt anh người đàn bà câm sắt đẻ đã cởi chiếc áo phao cứu sinh ném xuống. Miệng chị lại ú ớ la lên. Nhưng mà trời ơi, cái áo phao bị xoáy theo dòng nước trôi đến chỗ con chó vẹn. Một chân trước với được cái áo phao, một chân nữa của nó chả hiểu thế nào lại thò được vào một ống tay áo người ta may cụt hở nách. Và kỳ lạ làm sao? không biết do nước quẩn hay là do con vện cố bơi, bơi gần đến chỗ cái đầu gã thợ sơn chàng nhấp nhô. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, anh chỉ kịp ấn cái máy ảnh vào tay già làng rồi lao xuống. Anh xài xài, bám vào được cái thuyền nước đã vào đến một phần ba. Lựa chiều, anh vừa bơi vừa kéo thuyền đến gần kết đầu của gã thợ sơn chàng đang nhấp nhô nhấp nhô đến khi anh kéo được gã vào sát bạn đồi cho mấy cánh tay thò xuống kéo lên thì có tiếng hô rất to trực thăng đến rồi bộ đội đến rồi trước lúc thiếp đi anh còn nghe những tiếng bục bục và nhoang nhoáng những chiếc phao cứu sinh màu đỏ của đồng đội anh ném từ trực thăng xuống hai tháng sau anh trở lại tà rông cái nơi anh đã có một đêm kinh hoàng tòa soạn cần có bài và ảnh của phố phường làng bản sau lũ cho số báo tết làng tà rông trước lũ thì anh không hình dung nổi vì trước đó anh chưa đến còn làng tà rông sau lũ thì chỉ còn trơ nền đất cũ được phủ một lớp đất đỏ mới làng không còn ở đó nữa chính phủ lập làng mới cho tà rông lui vào phía sát dãy đồi khao căn nhưng cái nhà nguyện thì vẫn thấp thoáng trong sương chiều lãng đãng còn nguyên trên nền làng cũ anh đang tìm cách hỏi đường về làng mới thì bất ngờ gặp gã thợ sơn chàng đi nương về gã mừng rú ôi cái bộ đội cảm ơn cái bộ đội nhiều lắm nhiều lắm về nhà tao thôi tao mời về nhà tao uống rượu này anh cũng vui lây ừ thì về thì uống anh hỏi thăm lũ làng gã chẳng ngần ngại kể thông thốc thế là mọi người ai cũng đã về nhà nấy già làng vẫn là già làng mà sờ ở nhà nguyện vẫn đi làm việc thiện gã thợ sơn chàng thôi không về dưới xuôi nữa không đi rừng nữa ở nhà làm nương và chăm vợ anh hỏi Vợ ông có khỏe không Chắc là đẹp lắm nhỉ Ồ Thì mày biết rồi đó Đâu có Ai vậy À Người đàn bà câm Quảng áo phao cứu sinh hôm Lụt cho tao chứ ai Tao á Tao mới cưới chưa đầy tháng Trời đất Ơ à, Thì người ta tốt quá trời như vậy Thì tao cưới cho sao gã thợ sơn chàng cười khùng khục tiếng cười lẫn vào tiếng chuông chiều dội về làng mới yên ả à, thanh bình quá quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Đêm lũ mưa của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Truyện ngắn mang hơi thở thời sự khi kể lại những gì một nhà báo nhà văn quân đội sống sót cùng người dân chịu lũ. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này, mời các bạn cùng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, truyện ngắn Đêm lũ mưa được nhà văn Sương Nguyệt Minh viết sống động như một trang phóng sự với nhiều hình ảnh, sự kiện khi nhân vật tôi là nhà báo nhà văn đi cứu trợ người dân vùng lũ. Nhưng không vì thế mà câu chuyện thiếu đi những yếu tố nghệ thuật. Tác giả đã chú trọng xây dựng các tình tiết câu chuyện, sự kiện và nhân vật đáng nhớ. Là người đi cứu hộ dân bị lũ tại Tà Rông, nhưng nhân vật tôi gặp tình huống khó xử khi bị bắt làm con tin. Trong cơn củng quẫn không lối thoát vì bị kẹt trên đồi mâm xôi, thì người dân bám vào ý nghĩ, giữ anh lại thì trực thăng cứu hộ chắc chắn sẽ quay lại. Khi đồi mâm xôi bị sói mòn từng giờ, từng phút, Bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất trong biển nước thì nhân vật tôi trở thành chiếc phao cứu sinh để người ta hy vọng sống sót. Trong đêm mưa lũ đó, nhân vật được chứng kiến những mặt sáng tối của con người. Trong khi già làng, bà sơ cùng người đàn bà câm kêu mang nhau vượt qua hoạn nạn thì gã sơn chàng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân. Câu chuyện được kể đan xen những tình tiết và cảm xúc, từ chỗ tức giận khi bỗng bị người dân bắt làm con tin, nhân vật thương cảm cho tình cảnh của họ anh sợ hãi khi bị gã sơn tràng gây nguy hiểm anh liều mình cứu người thoát nạn chỉ một đêm thôi mà nhân vật đã trải qua biết bao cảm xúc thăng trầm vậy thì những con người bị kẹt lại hàng tuần hàng tháng trong vùng lũ sẽ trải qua những biến động to lớn như thế nào trước những mất mát và đói rét đó cũng là điều khiến người đọc người nghe phải suy ngẫm có những chi tiết xúc động như việc người đàn bà câm cười chiếc áo phao duy nhất vứt xuống nước lũ để cứu gã đàn ông đã bỏ mọi người chạy trốn một mình Câu chuyện có cái kết ấm lòng khi gã sơn chàng lấy người phụ nữ câm làm vợ. Chuyện ngắn giàu hình ảnh, sự kiện, chi tiết sống động giúp người đọc người nghe hiểu được phần nào cuộc sống của những người dân đã và đang chịu thiên tai lũ lụt. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu với quý vị và các bạn truyện ngắn Thằng chăn vịt của tác giả Đặng Ngọc Hưng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Lâu lắm Phúc mới về thăm quê ngoại Tối đầu tiên Hí hưởng đưa con trai ra đê Định nằm hóng chút hương đồng gió nội Như thuở thiếu thời Nhưng hương đồng gió nội đâu chẳng thấy Mà chỉ toàn thấy gió đưa mùi nồng nặc Tanh hôi bốc lên từ khu trang trại lợn giữa đồng Thất vọng Khiến Phúc buồn bực Dục vội con lên xe quay về vừa đi được một đoạn thì có ánh đèn xe máy ngược chiều đi đến thấy chiếc xe kia đi chậm xong chạy lượn lờ kiểu đánh võng khiến phúc nghĩ ngay đến một đứa trẻ trâu học đòi tránh voi chẳng xấu mặt nào phúc vội dừng hẳn xe lại để nhường đường mặc dù đã đỗ xe sát vào mép đê mà chiếc xe máy kia vẫn đâm sầm vào đầu xe của phúc kẻ tội đồ thì bị ngã văng sang mặt đường còn chiếc xe máy thì trượt khỏi mặt đê trôi tuột xuống chân dốc bánh trước cắm chúi xuống cái thùng đấu lúp xúp cỏ ống kẻ tội đồ gắng gượng đứng dậy cất giọng lè nhè thằng thằng nào đâm vào đâm vào bố mày phúc đang sẵn bực nên cự lại chính ông đâm vào tôi còn nói gì bố bố địch biệt giọng lè nhẹ lại cất lên mày mày đền đi thằng đức ngồi sau xe sợ hãi níu chặt áo hai bên hông bố biết gặp phải người say phúc nhẫn nhịn nói ông say quá rồi nhà ông ở đâu kẻ say vẫn lè nhè khiến phúc lâm vào cảnh bỏ đi cũng dở mà ở lại cũng không xong đang tiến thoái lưỡng nan thì có ánh đèn xe máy từ phía khu trang trại lợn giữa đồng đi đến chiếc xe máy đến gần chỗ tai nạn thì dừng lại một giọng nói cất lên hai xe đâm nhau hả có ai làm sao không phúc mừng rỡ ông này say rượu đâm vào tôi mày người không ai bị làm sao có có mày đâm vào bố thì có người qua đường bỗng lớn giọng ông toàn ông lại đi uống rượu ở đâu về hả tôi ra kiểm tra không thấy bóng ông đâu là biết rồi người qua đường bấm điện thoại gọi cho ai đó bảo ra đưa ông toàn về rồi quay sang nhìn phúc hỏi anh ạ à, anh thông cảm cho ông ấy hở ra tí là đi uống rượu tôi không hiểu rượu có gì ngon mà ông ấy ham hố thế không biết mà hình như anh anh là người lạ anh ở đâu mà đi đêm hôm thế này tôi tôi là cháu ông Hải Phúc đáp rồi nói thêm mới ở Hà Nội về chơi người qua đường có vẻ vồn vã Hải nào? Hải... Hải hoa có phải không? Phải ạ. Người lạ chợt đổi giọng. À, mày là thằng Phúc lỏi có phải không? Phúc ngớ người rồi chăm chú nhìn mặt người đứng đối diện mình. Ánh trăng mờ ảo hoặc gương mặt cố nhân thay đổi quá nhiều khiến Phúc đành chịu không nhận ra anh ta là ai. Anh là ai mà lại biết tôi à? Tao á, tao là Thịnh đây, Thịnh chăn vịt đây. Anh, anh là thằng chăn vịt sao? Thằng này là thằng nào? Thế, con trai mày đâu? Thịnh hỏi liền mấy câu rồi chẳng cần phúc trả lời, nói dục. "Thôi, khiêng giúp tao cái xe kia lên rồi đi với tao." Đi đâu? đến chỗ cây đa đầu làng ấy mà ra đó chắc sẽ về muộn mày cho thằng nhóc nhà mày về trước đi rồi hãy ra quê ngoại của phúc là một ngôi làng nhỏ có tên là làng lường ba mặt bắc đông nam của làng cũng được ôm ấp bao bọc gọn bởi khúc cong của con sông quanh năm xanh mát người khéo tưởng tượng thì nói hình dáng ngôi làng như một bảo nhi đang nằm trong bụng mẹ nhà thằng thịnh có nghề chăn vịt gia truyền nghe đám trẻ trong làng nói thì tính đến đời thằng thịnh đã là đời thứ ba chuyên chăn vịt thằng thịnh ngày xưa không có tên người làng lường đều gọi nó là thằng chăn vịt bố nó người ta cũng không gọi bằng tên mà gọi là ông chăn vịt phúc không gặp mẹ thằng chăn vịt bao giờ nghe người làng nói mẹ nó bỏ bố con nó đi khi nó mới lên ba tuổi phúc không biết lý do và cũng chưa bao giờ hỏi nhà thằng chăn vịt bị người làng ghét lắm vì đàn vịt nhà nó hay ăn thóc lúa phá nát hoa màu của nhà người ta đã thế thỉnh thoảng trong làng có nhà có hội rủ nhau đi tát thùng đào đấu. Thì lập tức, có đám đông người làng rảnh rỗi ngồi chầu hẫu trên bờ, chỉ chờ đến lúc nào tháo khoán là sông xuống hôi bắt. Cha con thằng chăn vịt đánh hơi rất thính. Mỗi khi ở đâu có tát vét là lập tức lùa đàn vịt đến cho ăn quanh quần gần đó. Đợi khi mọi người bắt đầu sắn quần để lội xuống thì cha con nó lập tức xua đàn vịt tràn xuống. Đàn vịt dàn hàng ngang đi dọc ao một lượt thì cha còn sót lại một con xin xít nào để mà hôi mà bắt. Lần đầu tiên Phúc gặp thằng chăn vịt là một buổi chiều. Khi đó Phúc đang một mình lang thang câu ếch ở bờ sông thì thấy một thằng bé lạ mặt. Người nho nhỏ, vai đeo một chiếc túi vải lớn, một tay giữ chiếc thuồng vác trên vai đang đi theo sau một đàn vịt đến khi hai đứa đi ngang qua nhau thì phúc bất giác quay sang nhìn thằng chăn vịt cười rồi cất giọng chào em chào anh thằng bé kia thoáng ngạc nhiên rồi nhìn phúc hỏi cộc lốc mày là thằng nào em là cháu cậu hải á em ở hà nội về chơi hả vậy hả Thằng bé kia có vẻ đã hiểu ra vấn đề. Nó hạ túi trên vai xuống, thò tay vào trong, lấy ra hai quả trứng đưa cho Phúc và nói. Tao cho mày này. Phúc nghĩ chắc nó cũng là người trong họ nên vừa đưa tay nhận trứng vừa hỏi. Anh, anh tên là gì? Con nhà bác chú nào ạ? À? Tao á, tao là thằng chăn vịt. Nó no ấp úng trả lời, rồi chạy vụt đi theo đàn vịt để Phúc đứng lại ngơ ngác mất một lúc. Mang trứng về đưa cho mợ rồi hỏi thì Phúc mới biết đó là thằng chăn vịt và tại sao người làng lại ghét bỏ nhà nó. Trước đây, nhà ông nội thằng chăn vịt cũng ở trong làng. Ngôi nhà gỗ ba gian hai trái cổ kính mà vợ chồng ông bà Đàng với chín người con trai ở chính là nhà của ông nội thằng Thịnh khi xưa. Thời cải cách ruộng đất, ông nội Thịnh bị quy kết là địa chủ và bị xử bắn. Bị tịch thu nhà, lại không muốn bị hàng xóm dè biểu. Bà nội Thịnh đành gạt lệ đưa con dạt ra xóm trại dựng lán để ở. Nhà thằng Thịnh thù người làng ra mặt từ ngày đó nên thường tìm cách để phá, và càng phá thì lại càng bị căm ghét luôn. Chàng con, đứa nào chẳng thích có bạn để chơi. Thằng chăn vịt từ hôm đó, mỗi khi phát hiện Phúc đang chơi nghịch ở đâu, thì lùa vịt đi tới. Nó chỉ có mỗi Phúc để làm bạn. Thằng Thịnh thích nghe Phúc kể chuyện, nhất là những câu chuyện về thành phố. Đổi lại, thằng Thịnh lại thường cho Phúc trứng vịt có lần biết Phúc chuẩn bị phải lên Hà Nội đi học. Thằng Thịnh rú cho Phúc cá con vịt. Nó bảo, mày mang về nhà chia tay mọi người. Phúc phục nhất là tài ném đất đuổi vịt của thằng Thịnh. Mỗi khi cần phải đuổi đàn vịt đi theo một hướng nào đó, nó chỉ cần dùng lưỡi thuộng sắn lên một miếng đất rồi vung thuộng về phía sau của đàn vịt. Hòn đất bay xa, rơi xuống, vừa đủ gần để đàn vịt sợ hãi bỏ chạy nhưng cũng không bao giờ trúng vào đàn vịt tò mò muốn biết cuộc sống của thằng thịnh chăn vịt kẻ bị ghét nhất làng lường trước kia giờ sống ra sao nên phúc đưa thằng đức về nhà ông cậu rồi tìm lối ra gốc cây đa đầu làng ba con đường nhỏ giờ đây đã thành đường xi măng dẫn thẳng đến bờ sông con đường phía bắc rộng nhất vì dẫn lối đến một cây cầu bê tông bắc qua sông chiếc cầu tuy không lớn song xe tải xe khách đều đã có thể vượt qua để về tận giữa làng phúc không biết đã có cầu bắc qua sông nên sáng nay vẫn về làng qua lối cũ cây đa cổ thụ ngày nào giờ đã nằm lọt thỏm giữa những nhà hai ba tầng xung quanh ngôi miếu thờ cũng nằm kẹp giữa hai ngôi nhà khang trang. Một bên cho thuê cắt tóc gội đầu, một bên mở quán game, đèn điện xanh đỏ nhấp nháy. Mới cách gốc đa vài trăm mét, Phúc đã nghe thấy những tiếng gào thét lè nhè, giọng của người say dở đang hát karaoke. Thằng Thịnh đứng dậy gọi Phúc đến một chiếc bàn có năm người đang ngồi sát cạnh gốc đa phúc nhanh chóng nhận ra một vài khuôn mặt xưa cũ sau màn chào hỏi thì nâng chén những câu chuyện trò liên tục bị gián đoạn câu được câu mất bởi tiếng hét rú theo giai điệu một bài hát từ bàn bên bạn bè lâu ngày gặp lại mà nói chuyện cũng không được yên lại sẵn trong người có chút men một người tên là hoàn bèn đứng dậy tiến đến bàn bên nói chúng tao đang nói chuyện, chúng mày, thôi, thôi hát đi có được không? thằng nhóc con tóc xanh tóc đỏ đang hát buông bích xuống vinh mặt lên hỏi, tôi hát thì ảnh hưởng đếch gì đến các ông hả? ô, mẹ cái thằng danh con này, mày dám quát bố mày thế hả? thằng tóc xanh tóc đỏ đứng bật dậy nói. À... Các ông thích gì? Đây là chỗ hát nhá. Các ông thích nói chuyện thì đi tìm chỗ khác. Mấy người bọn Phúc thấy vậy vội đứng dậy, chạy sang định giàn hòa. Mấy thanh niên bản bên thấy vậy, lại tưởng mấy người lớn định sang đánh thằng đồng bọn hỗn hào của chúng. Nên mỗi thằng vội cầm lên một vỏ chai bia sẵn sàng chơi lại. Phúc thấy vậy, vội xua tay lia lịa nói. Các chú, các chú bình tĩnh đi. Bọn anh chỉ sang đưa bạn về bàn thôi. Cố gắng lắm mới đưa được Hoàn về bàn. Thịnh nhìn Phúc nói nhỏ. Thằng kia, nó là con nhà bà dậu, giáo viên. Có chồng là bộ đội đấy. Nó bị bệnh Sida. Giờ về ăn bám đồng lương hưu còm của bố mẹ nó. Giờ thì nó như thằng chí vèo á, cả làng chẳng ai dám dây đâu. Thằng thanh niên tóc xanh tóc đỏ vừa hát hết mấy bài, thì mấy thằng bạn bên cạnh tranh nhau cướp bích để hát bài tiếp theo. Nhạc vang lên, giọng hát của thằng này còn thảm hại hơn giọng của thằng trước. Nó hát đến đoạn lên cao thì người nghe cảm thấy chói tai nhức óc đến mức những búp đa non tơ ở đầu cảnh tưởng như vô chi vô giác cũng phải rung lên bần bật vì phẫn uất câu chuyện trở nên rời rạc dần mấy người kia cảm thấy nhậu nhẹt vậy cũng đã đủ nên lấy lý do phải về thằng thịnh chắc muốn nói chuyện nhiều với cố nhân nên rủ thôi về nhà tao chơi đi nhà thịnh là một ngôi nhà mái ngói nhỏ sập sệ nằm ngay đầu xóm trại nên chỉ mấy bước chân đã đến anh à sao anh lại bỏ nghề gia truyền mà không chăn vịt nữa phúc hỏi khi đã ngồi gọn trên chiếc ghế trong nhà thịnh ờ à, cũng tiếc lắm nhưng phải bỏ thôi mày à sao vậy nước đồng ao giờ toàn bị ô nhiễm đen xì hết cả Vịt nuôi cứ được gần một năm thì bị sưng viêm phổi, chết rau cả. Ban đầu thì tao cũng không biết. Cứ chết lứa này, lại gây lứa khác, xong lại chết. Thiệt hại mất bao nhiêu là tiền của. Phúc nghe thấy trong giọng kể của thịnh vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng xót xa và tiếc của. Thế bỏ nghề chăn vịt thì anh làm gì? nhà tao biệt lập ở xóm trại đây bao năm chẳng làm ruộng nên chẳng biết làm gì ngoài làm cái nghề gá bạc ôi xã không bắt sao bắt bớ gì nhưng bây giờ dân ít chơi rồi chỉ thỉnh thoảng vào dịp lễ tết thôi nên cũng chẳng ăn thua thế giờ anh không làm gì à có chứ không làm lấy gì mà nhai tao đang đầu tư trang trại nuôi lợn rộng hai mẫu. Chỗ mà lúc nãy gặp cha con mày đó. Anh thuê ruộng à? Không phải thuê, thậm chí tao còn được chủ đất ruộng trả tiền cho nữa cơ. Phúc nghĩ đến mùi hôi thối của dãy trang trại lúc trước thì ấp úng hỏi. Thế anh nuôi vậy thì dân làng không kiện cáo gì à? Thịnh ngớ người vì không hiểu nên hỏi lại. Kiện cáo gì? Thì cái mùi tanh hôi từ trang trại lợn của anh nhé. Dạo ôi, tanh hôi gì chứ? Ngày trước các cụ toàn nuôi trâu bò lợn gà ngay sát cạnh nhà, còn chẳng ai kêu. Giờ, ta nuôi hẳn ra giữa đồng không bông quạnh như vậy. Thế thì kêu cái nỗi gì? Chăn nuôi trang trại Vậy có ổn không anh? Ôi, cũng chẳng ăn thua. Khi thì bị dịch bệnh, khi thì thừa mứa, bán lỗ không ai mua. Tao đang tính phải đổi sang cách khác đây. Cách gì ạ? Ừ, chờ mãi mà chẳng thấy cái dự án khu công nghiệp kia triển khai. Mấy người thạo tin nói do vị trí làng lường không tiện đường giao thông, nên chủ đầu tư đã quyết định chọn chỗ khác rồi. Đất ruộng không những chẳng còn chút giá trị kinh tế nào mà còn tốn thêm tiền để mà thuê giữ. Vậy nên hiện nay bắt đầu lác đác có nhà làm đơn xin trả ruộng. Tao đang đợi đến khi có nhiều nhà trả ruộng thì sẽ lên xã xin thuê lại rồi đầu tư máy móc làm ăn lớn. À anh tính vậy cũng phải đấy thế vợ con anh đi đâu cả rồi hai đứa con trai của tao đều đang học đại học ở ngoài hà nội còn vợ tao giờ vẫn ở ngoài trang trại chưa về phúc nhớ đến câu nói bất hủ của bố thịnh thì trêu thế không xin xin cốt cốt nữa à thịnh cười. Thì cái lúc đó, ông bố tao nói cũng đúng. Học xong lớp 10, mà vẫn cứ quanh quẩn ở làng làm ruộng, thì học để mà làm cái quái gì? Chỉ tổ tốn tiền tốn gạo của bố mẹ. Nhưng mà con cháu bây giờ, thì chúng nó phải đi ra ngoài làm ăn, nên kiểu gì cũng phải cho chúng nó học chứ. Tao ngày xưa thất học, nên chẳng thể đi đâu giờ chỉ biết quanh quẩn sống bám vào đất làng mà thôi. Phúc thấy mắt thịnh long lanh khi say xưa nói về ước mơ của mình. Thế người ta có bán không? Bà Đàng đã đồng ý bán rồi, nhưng bị mấy ông con trai về phá đám. Nghĩa là làm sao? Ừ. Thì hồi cải cách, nhà ông nội tao bị thu hồi, rồi chia cho nhà bà Đàng bộ đội đó. Ông Đàng đi bộ đội, nhưng mỗi lần về phép thì bà vợ lại có bầu, nên ông bà có tất cả 9 người con trai. Nhà Bộ đội lại đông con, nên ông bà ấy mới được xã ưu tiên cho vào ở nhà ông nội tao. Cả 8 người con đầu đều được ông bà dựng vợ gả chồng và cho ra ở riêng hết lượt. Cái nhà cổ và mảnh đất đó đương nhiên thuộc về chú con út chưa lấy vợ. Khổ nỗi, chú út kia học xong đại học lại quyết định trụ lại hà nội mà không chịu về quê từ hơn chục năm trước chú ấy đã về bàn với mẹ bán mảnh đất đó đi để lấy tiền mua một căn hộ chung cư ở trên đó bà đàng vốn thương con út lại nghĩ đất đó cũng không phải là đất tổ tiên để lại nên cũng đã đồng ý bán thế nhưng mấy ông con trai kia nhất quyết không cho bán đòi phải giữ lại làm đất hương hỏa và nếu bán thì phải chia đều tiền cho cả chín anh em thế là cứ nhung nhằng mãi nhà cũ nát đổ sập đất vườn để hoang hóa nhìn xót quá mà không làm gì được thế bà đang giờ ở với ai nhà sập chẳng ai chịu đóng góp tiền xây sửa nên giờ mấy anh con trai họp bàn chia nhau luân phiên nuôi mẹ thế đất đó có sổ đỏ chưa có sổ đỏ mang tên bà đàng vì ông chồng chết trước khi làm sổ đỏ thế thì bán hay không là quyền của bà ấy chứ ừ về lý thì là như vậy nhưng ở làng không thể cứ lấy lý ra mà nói chuyện được chẳng qua cũng vì tranh giành lợi ích thôi trước sau gì thì tao cũng mua được nhưng giá mà mua được trước khi bà nội tao mất thì hay biết mấy. Sau bữa cơm trưa sớm để chia tay cậu mở, bố con Phúc xin phép lên đường về Hà Nội. Thằng Thịnh tình nguyện lấy xe máy chở bố con Phúc ra quốc lộ bắt xe, nên đã ngồi trên chiếc xe đổ máy đợi sẵn. Cậu Hải vẫn như thói quen thường lệ đã lại lỉnh ra ngoài để đứng đón ngõ phúc đã bao lần phải cười thầm khi thấy ông cậu cứ phải làm bộ giả vờ như là vừa đi đâu đó về đến đầu ngõ thì bất chợt gặp con cháu từ trong nhà đi ra chiếc xe máy đi chậm hẳn lại khi chạy ngang qua cổng nhà bà đàng cả thịnh và phúc cùng ngoái đầu nhìn sang ngôi nhà gỗ năm gian cũ nát đã đổ sập xuống từ bao giờ. Dây bìm bìm leo bám chằng chịt phủ kín mít, trông như một nấm mồ lớn màu xanh ngắt giữa khu vườn. Thịnh đưa bố con Phúc theo lối qua cây đa đầu làng để qua cây cầu mới. Qua khỏi cây cầu, thằng Thịnh chợt hỏi. Mày có biết làng Bình có hình dáng giống cái gì không? Cái bào thái. Phúc không cần nghĩ đáp. Bào thai nên mãi mãi không chịu lớn. <laughs> mày nhầm. Thịnh ngắt lời. Bào thai thì trước sau gì cũng phải lớn. Bào thai nằm mãi trong bụng mẹ mãi không chịu chui ra. Thì sẽ phải phá bung ra. Chứ bụng mẹ nào mà mang mãi cho được. À, anh nói cũng đúng. Bảo thai giờ đã thành một đứa trẻ. Này, mày có biết không bào thai thì chắc chắn là xinh xắn và ngoan ngoãn còn khi đã là một đứa trẻ thì việc no có ngoan ngoãn đẹp đẽ hay trở thành hư hỏng xấu xa thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời được phúc không nói gì mà chỉ thầm nghĩ có phải thằng chăn vịt đang nói không nhỉ đo bông nắng giữa đời Bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng gửi đến những trang truyện ngắn Thằng chăn vịt của tác giả Đặng Ngọc Hưng. Sau đây biên tập viên văn nghệ có đôi dòng chia sẻ về truyện ngắn này. Không phải làng quê nào cũng có ngành nghề truyền thống để có thể phát triển. Ở những ngôi làng thuần nông người nông dân quanh năm phải sống với việc chăn nuôi và trồng trọt cả hai việc này đều rất vất vả thu nhập lại bấp bênh chính vì vậy tư tưởng phải thoát khỏi làng để đổi thay cuộc sống đã manh nhà xuất hiện đặc biệt ở lớp trẻ thêm nữa khi các nhà máy công xưởng mọc lên ở nông thôn trong cơ chế đô thị hóa nông thôn thì việc người nông dân bỏ ruộng ô nhiễm môi trường trở thành một vấn đề nhức nhối trong chuyện ngắn này tác giả đã đề cập đến tuy mới chỉ manh nha nhưng rõ ràng đã có những dự báo không mấy tốt lành hình ảnh làng quê của thịnh và phúc mà theo cách nói của phúc là như hình thù một cái bào thai không bao giờ chịu lớn là một chi tiết gợi nhiều suy nghĩ liệu rằng làng quê ấy có thoát khỏi sự quẩn quanh nghèo đói khi mà nông dân bỏ ruộng lên thành phố làm ăn thanh niên ăn chơi lêu lỏng dự án nhà máy chưa thực hiện nhưng đồng ruộng đã bỏ hoang tác giả đặng ngọc hưng đã chia sẻ rằng tôi chỉ biết cuộc sống của người nông dân qua góc nhìn hạn hẹp của người đứng ngoài nhìn vào từ xa nhìn lại tôi không dám phán xét mà chỉ mô tả lại những sự thay đổi từ cái cũ sang cái mới và ít nhiều suy nghĩ vâng điều mà tác giả bày tỏ cũng là điều mà người đọc người nghe đặt ra những câu hỏi về sự đổi thay khi mà cuộc sống ở nông thôn đang chuyển mình chật vật và nhiều biến động chuyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên vân khánh biên tập và giàn dựng đến đây kết thúc chúc quý vị và các bạn nhiều niềm vui thân ái chào tạm biệt